Theo truyền thuyết thì thủy tổ nước ta là Kinh Dương Vương, ngài làm vua vào khoảng năm Nhâm Tuất 2879 trước Công Nguyên, với quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử, phía nam tới Chiêm Thành, phía đông là Đông Hải, phía tây là Ba Thục, Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay. Kinh Dương Vương lấy con gái của thần Long, vua Hồ Động Đình, sinh được người con trai là Sùng Lãm, lên nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Sau lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng ấy nở ra trăm người con trai. Một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa tương khắc, không thể ở cùng nhau được. Hai người bèn chia con mà ở riêng, 50 người theo mẹ lên núi, 50 người theo cha xuống biển, chia nhau cai quản các xứ, đó là thủy tổ của tộc Bách Việt. Người con cả theo mẹ đến đất Phong Châu, nay là Việt Trì, Phú Thọ, được tôn lên làm vua, gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Hùng Vương chia nước ra làm 15 bộ, đặt các em cai trị, quan văn là Lạc Hầu, quan võ là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương. Sinh hoạt về vật chất còn thô sơ, dùng gỗ làm nhà sàn để ở, dệt cỏ làm chiếu, vỏ cây làm áo. Ngày thường đàn ông để trần mặc khố, vua quan thì có thêm áo hai mảnh, đàn bà thì mặc váy. Về sản xuất có trồng lúa nước, thuần hóa gia súc, dụng cụ có lưỡi cày, đồ dùng có thạp, vũ khí có rìu, đi lại có thuyền. Sinh hoạt tinh thần có những tục xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, thờ cúng tổ tiên, tôn thờ các sức mạnh thiên nhiên như thần núi, thần sông, thần gió. Vào các ngày lễ hội thường đội trên đầu mũ lông chim, thổi kèn, đánh trống, nhảy múa, bơi trải. Thời Hồng Bàng được biết đến phần nhiều qua các truyền thuyết. Dù có thể độ chính xác không cao do được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nhưng các truyền thuyết cũng cho thấy các khía cạnh khác nhau trong đời sống văn hóa và chính trị ở Việt Nam thời kỳ này. Truyền thuyết bánh chưng bánh dày gợi ý về chính trị, các vua hùng đã có thể công khai tổ chức các cuộc thi để tìm người kế vị. Về nông nghiệp, người Việt thời này đã phát triển trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc. Về triết học, bánh chưng và bánh dày tượng trưng cho quan niệm vũ trụ gồm có mặt đất hình vuông màu xanh lá cây và bầu trời hình tròn màu trắng. Truyền thuyết sơn tinh thủy tinh cho thấy thiên tai mà người Việt cổ phải chống chọi, thể hiện ở mong muốn thủy tinh thua cuộc. Đó là thời rừng già nhiệt đới chưa bị phá hủy, tại vùng Trung Du hay miền núi người cổ dễ dàng chống lại thú dữ và còn săn bắt chúng. Ở vùng đồng bằng thì di chuyển khó khăn, mùa mưa lụt lội, thủy quái không sợ người và ẩn dưới sông nước khó lường, nên chinh phục sông nước và đồng bằng khó hơn và diễn ra muộn hơn. Nó cũng cho thấy những nhân vật quan trọng giúp người dân chống chọi với thiên nhiên được thần tượng hóa. Các vị thần này vẫn có thể có tình cảm qua hôn nhân với các công chúa của vua Hùng, vốn là những người bình thường. Thông lệ cống nạp sản vật quý hiếm như là một thước đo cho giá trị, đã thịnh hành vào thời các vua Hùng theo lời kể của truyền thuyết này. Truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương miêu tả một cuộc xâm lấn của giặc Ân vào thời Hùng Vương thứ 6, thể hiện tinh thần và sức mạnh của người Việt trong đấu tranh chống ngoại xâm giữ nước. Các truyền thuyết khác như Mai An Tiêm miêu tả sự khai phá vùng đất phía Nam, với giống hoa quả mới là dưa hấu, sự tích trầu cau giải thích về phong tục ăn trầu. Tục truyền rằng, Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỹ Nương. Vua của người Âu Việt là Thục Vương nghe tin, sai sứ cầu hôn, vua Hùng muốn gả nhưng Lạc Hầu căn rằng, Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi. Không lấy được Mỹ Nương, Thục Vương căm giận dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang, nhưng Hùng Vương có tướng sĩ giỏi, đã đánh bại quân Thục. Hùng Vương nói, ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc quân bị. Bởi thế khi quân Thục lại kéo sang đánh, vua Hùng còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử, tướng sĩ đầu hàng, thế là nước Văn Lang mất. Năm Giáp Thìn 257 trước Công Nguyên, Thục Phán đã thôn tính được nước Văn Lang, xưng là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa. An Dương Vương sau khi lấy được Văn Lang nhanh chóng ổn định quân đội, treo bảng cầu hiền, những tù trưởng thuộc Văn Lang cũ vẫn giữ nguyên chức vụ, bộ máy nhà nước thời Âu Lạc không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, quyền hành của nhà nước cao hơn và chặt chẽ hơn, vua có quyền thế hơn trong việc cai trị đất nước. Cùng thời kỳ này bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất 6 nước sau nhiều năm hỗn chiến thời Chiến Quốc. Ông tiếp tục tham vọng xâm chiếm Bách Việt, vùng đất đai của các bộ tộc Việt ở phía Nam. Nhà Tần huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục và đã đánh chiếm nhiều vùng đất Bách Việt, nhập vào lãnh thổ Trung Hoa. Năm 218 trước Công Nguyên, tướng Tần là Đồ Thư đã vào đến đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào Lạc Việt. Thục Phán An Dương Vương lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu, dân Âu Lạc làm vườn không nhà chống đến đó. Quân Tần chiến đấu trong nhiều năm, dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân nhà Tần đã kiệt sức vì thiếu lương, thì quân dân Âu Lạc mới bắt đầu xuất trận. Quân Tần muốn tiến hay lui đều bị người Âu Lạc bủa vây đánh úp.
quân của Thục Phán đánh tập kích bất ngờ và dùng cung nỏ tấn công. Đồ Thư lúc này mới hối hận, không biết chấp thời cơ, bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng, quân Tần trở nên hoang mang, hỗn loạn, đồng loạt tháo chạy về nước. Sử ký Tư Mã Thiên mô tả tình trạng quân Tần lúc bấy giờ như sau: đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không xong. Đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi. Người ta phải thắt cổ trên cây dọc đường, người chết trông nhau. Sau chiến thắng trước quân Tần, danh tiếng của Thục Phán vang vọng khắp vùng. Nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự, ông đã cho quân dân ngày đêm xây đắp thành cổ loa, trang bị cho thành trì nhiều vũ khí đáng sợ. An Dương Vương ra lệnh cho các tướng ra sức huấn luyện hàng vạn binh sĩ, ngày đêm tập bắn nỏ. Còn mình thì thường giám sát tập bắn ở trên ngự sa đài. Bộ cung Âu Lạc thời bấy giờ vang danh khắp nơi là bất khả chiến bại, được xưng tụng sánh ngang với kỵ mã nhà Tần, nỏ Liên Châu trở thành thứ vũ khí thần dũng vô địch của nước Âu Lạc. Tục truyền rằng An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều đổ. Sau nhờ có thần Kim Quy hiện lên, bó quanh nhiều vòng dưới chân thành, An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân rùa vàng, từ đó thành xây không đổ nữa. Thần Kim Quy còn rút một cái móng của mình trao cho An Dương Vương, dặn rằng nhà vua giữ lấy móng chân này để làm lẫy nỏ. Khi có giặc thì đem ra bắn, một phát có thể giết được hàng nghìn quân giặc. Khoảng năm 208 đến 207 trước công nguyên, ở Trung Quốc nhà Tần suy yếu, xã hội rơi vào thời kỳ loạn lạc, các thế lực phong kiến nổi lên cát cứ các nơi, tranh giành, đánh chiếm lẫn nhau. Ở quận Nam Hải có viên quận úy là Nhâm Ngao, bị bệnh nặng rồi chết, giao quyền cho cấp phó là Triệu Đà. Triệu Đà nhân dịp đó giết hết những quan lại nhà Tần bổ nhiệm ở lĩnh Nam, cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, tự quận, tự xưng Nam Việt Vương, chính thức ly khai khỏi nhà Tần. Để mở rộng lãnh thổ, Triệu Đà cho quân đánh xuống Âu Lạc. Theo truyền thuyết, Triệu Đà muốn cướp nước Âu Lạc, nhiều lần đem quân sang đánh nhưng đều thất bại, thấy dùng binh không xong bèn xin giảng hòa với An Dương Vương, và sai con là Trọng Thủy sang cầu thân. Trong những ngày làm sứ giả, Trọng Thủy gặp được Mị Châu có sắc đẹp tuyệt trần, con gái của An Dương Vương. Trọng Thủy đem lòng yêu mến Mị Châu cũng dần yêu chàng, hai người quấn quýt bên nhau. An Dương Vương thấy vậy rất mừng, liền gả Mị Châu cho Trọng Thủy. Về sau, Trọng Thủy dụ dỗ Mị Châu đòi xem nỏ thần, Mị Châu đem cho xem. Trọng Thủy nhân đấy bẻ hỏng cái lẫy nỏ, rồi lập tức sai người về báo tin cho Triệu Đà. Triệu Đà lại đem quân sang đánh úp. Khi quân Triệu kéo đến, An Dương Vương đem nỏ ra bắn như trước, nhưng nỏ hỏng rồi, quân Thục thua chạy tan tác. Năm 208 trước công nguyên, Triệu Đà chiếm được nước Âu Lạc. Năm 208 trước công nguyên, Triệu Đà đánh bại An Dương Vương, chiếm được nước Âu Lạc và sát nhập vào Nam Việt. Nhà Triệu chia lãnh thổ Âu Lạc làm hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân, đặt hai viên quan sứ trông coi hai quận này. Nhà Triệu không trực tiếp cai trị Âu Lạc, người Âu Lạc cũ chỉ mất một triều đình độc lập do người bản địa đứng đầu, chế độ Lạc tướng người Việt được cha truyền con nối vẫn tiếp tục duy trì, hàng năm cống nộp cho vua Triệu thông qua hai quan sứ. Giúp việc cho hai quan sứ có một số quan chức cả người Nam Việt lẫn người Việt Giao Chỉ. Cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, nhân lúc nhà Triệu suy yếu, Hán Vũ Đế định dùng phương pháp ngoại giao để thu phục đất Nam Việt, nhưng không thành công vì gặp sự chống đối của thừa tướng Lữ Gia. Nhà Hán quyết định sử dụng quân sự, mở cuộc tấn công quy mô vào năm 111 trước công nguyên. Hán chủ sai tướng là Lộ Bắc Đức, đem 5 đạo binh sang đánh Nam Việt và hạ được kinh thành Phiên Ngung. Nhà Triệu từ đó mất. Nước Nam Việt trong đó bao gồm lãnh thổ Âu Lạc cũ, thuộc quyền cai quản của nhà Hán. Nhà Hán chia lãnh thổ Nam Việt ra làm 9 quận, mỗi quận đặt một viên thái thú trông coi và viên thứ sử giám sát các quận. Ở Giao Chỉ, các lạc tướng, lạc hầu vẫn được giữ nguyên và được cha truyền con nối như trước. Đã có nhiều viên thái thú đến cai trị các quận thuộc Âu Lạc, nhưng sách xưa nói nhiều đến Tích Quang, thái thú quận Giao Chỉ và Nhâm Diên, thái thú quận Cửu Chân, xem những viên quan này trị dân có nhân chính, có công trong việc khai hóa, dạy dân làm điều nhân nghĩa, cho nên có nhiều người kính phục. Đến năm Giáp Ngọ, 34 sau công nguyên, vua Quang Vũ nhà Hán sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược, chính trị tàn ác. Dưới ách đô hộ của hắn, gánh nặng thuế khóa và cống nạp đè nặng lên vai người dân, người Giao Chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm Canh Tý, 40 sau công nguyên, Tô Định giết Thi Sách, người ở quận Chu Diên. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc, con gái lạc tướng ở huyện Mê Linh, cùng với em gái là Trưng Nhị nổi lên, đem quân về đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy trốn về quận Nam Hải. Lúc bấy giờ các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng nổi lên theo hai bà Trưng. Chẳng bao lâu hai bà chiếm được 65 thành ở vùng lĩnh Nam. Hai bà bèn xưng làm vua, đóng đô ở quê nhà Mê Linh. Năm Tân Sửu, 41, vua Quang Vũ sai Mã Viện làm phục ba tướng quân sang đánh Trưng Vương.
Mã Viện là một danh tướng nhà Đông Hán, lúc bấy giờ đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn mạnh, đem quân đi đến Lãng Bạc thì gặp quân của Trưng Vương. Hai bên đánh nhau mấy trận, quân của hai bà Trưng là quân ô hợp, không đương nổi quân của Mã Viện. Hai bà rút về Cẩm Khê, Mã Viện tiến quân lên đánh, quân Trưng Vương tan vỡ cả. Hai bà chạy về Hát Môn, thế bức quá, bèn gieo mình xuống sông Hát Giang mà tự tận. Đó là ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão, 43. Mã Viện đánh được Trưng Vương, đem đất giao chỉ sát nhập vào nhà Đông Hán rồi chỉnh đốn binh lương, đem quân đi đánh dẹp các nơi, đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đó. Cũng như nhà Tây Hán, nhà Đông Hán gộp đất Âu Lạc cũ vào Giao Châu gồm 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, khoảng 50 huyện. Đứng đầu châu vẫn là thứ sử từ Trung Quốc cử sang. Thứ sử có quyền cắt đặt quan lại, điều động binh lính ở trong châu. Ở mỗi quận có chức thái thú cũng là người Hán. Bên dưới quận là các huyện. Chế độ lạc tướng cha truyền con nối của người Việt ở cấp huyện bị bãi bỏ. Thay vào đó là những tên huyện lệnh người Hán. Luật cũ của người Việt bị bãi bỏ, dân Việt buộc phải theo luật Hán. Chính quyền đô hộ đặc biệt đẩy mạnh việc di dân Hán đến ở lẫn với dân Việt, bắt dân Việt phải theo phong tục tập quán sống như người Hán. Chúng bắt dân ta học chữ Hán và tiếng Hán, truyền bá các tư tưởng thần phục thiên tử, quy phục thiên triều. Đến cuối thế kỷ thứ 2, nhà Đông Hán suy yếu, chiến tranh giữa các chư hầu bùng nổ. Hán hiến đế bị các quyền thần thay nhau khống chế. Trước tình hình đó, thái thú quận Giao Chỉ là Sĩ Nhiếp xin nhà Hán cho 3 người em của mình làm thái thú các quận Hợp Phố, Cửu Chân, Nam Hải. Triều đình nhà Đông Hán do rối loạn trong nước không thể quản lý bộ Giao Chỉ xa xôi nên mặc nhiên thừa nhận. Từ đó thế lực họ Sĩ ở Giao Chỉ rất lớn. Năm 192, người bản địa quận Nhật Nam theo Khu Liên khởi binh chống nhà Hán, lực lượng nhà Đông Hán ở phía Nam yếu ớt không chống nổi, bất lực trước sự ly khai của Khu Liên. Từ đó phía Nam quận Nhật Nam trở thành nước lâm ấp, tách hẳn sự cai trị của nhà Đông Hán và các triều đại Trung Quốc sau này. Năm 222, nhà Đông Hán mất, Trung Hoa chia ra làm 3 nước, Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô. Đất Giao Châu bấy giờ thuộc về Đông Ngô. Sĩ Nhiếp ở Giao Châu được 40 năm, tuy có thực quyền nhưng vẫn theo lệ triều cống nhà Hán, đến khi nhà Hán mất thì lại triều cống nhà Ngô. Năm 226, Sĩ Nhiếp mất, con là Sĩ Huy tự xưng làm thái thú. Ngô chủ là Tôn Quyền bèn chia đất Giao Châu từ Hợp Phố về Bắc gọi là Quảng Châu, từ Hợp Phố về Nam là Giao Châu, và sai quan sang thay Sĩ Nhiếp. Sĩ Huy đem quân ra chống giữ, bị thứ sử Quảng Châu là Lữ Đại tiến quân sang đánh dẹp. Tôn Quyền lại hợp Quảng Châu và Giao Châu vào làm một, phong cho Lữ Đại làm thứ sử. Năm Mậu Thìn, 248, vì quan lại nhà Ngô tàn ác, nhân dân khổ sở, một người đàn bà quận Cửu Chân là Triệu Thị Trinh, cùng với anh là Triệu Quốc Đạt tập hợp nghĩa quân, khởi binh đánh nhà Ngô. Khi bà ra trận thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi dẫn quân xông trận, oai phong lẫm liệt. Được tin cuộc khởi nghĩa lan nhanh, Tôn Quyền liền phái tướng Lục Dận, cháu của Lục Tốn, làm thứ sử Giao Châu, đem theo 8.000 quân tinh nhuệ sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Đến nơi, Lục Dận liền dùng của cải mua chuộc một số lãnh tụ địa phương để làm suy yếu và chia rẽ lực lượng nghĩa quân. Bà Triệu chống nhau với quân Ngô được 5-6 tháng, nhưng vì quân ít thế cô nên phải thua, chạy đến núi Tùng, nay thuộc huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, thì tự tử, khi ấy mới 23 tuổi. Từ năm 265 đến 280, ở Trung Quốc nhà Tấn cướp ngôi nhà Ngụy, rồi lần lượt đánh bại Tây Thục và Đông Ngô, đất Giao Châu lại thuộc về nhà Tấn. Nhà Tấn phong cho họ hàng trong nội tộc ra trấn trị các nơi để làm vây cánh cho vua, nhưng cũng vì lẽ ấy mà các thân vương thường vì lòng tham danh lợi mà giấy binh đánh giết lẫn nhau, cốt nhục tương tàn, đất nước nhanh chóng suy yếu. Nhân cơ hội ấy, các nước Triệu, Tần, Yên, Lương, Hạ, Hán nổi lên chiếm cứ các vùng phía bắc sông Trường Giang. Nhà Tấn chỉ còn vùng đất phía đông nam, phải rời đô về kiến nghiệp, gọi là Đông Tấn. Đất Giao Châu vẫn thuộc nhà Tấn, những quan lại sang cai trị thỉnh thoảng mới gặp được một người nhân từ, tử tế thì nhân dân được yên ổn, còn là những kẻ tham lam độc ác thì nhân dân lại phải lầm than khổ sở. Năm Canh Thân, 420, Lưu Dụ cướp ngôi nhà Đông Tấn, lập ra nhà Tống ở phía nam. Nước Trung Quốc phân ra làm Bắc Triều và Nam Triều. Bắc Triều có nhà Ngụy, Tề, Chu, nối nhau làm vua. Nam Triều có nhà Tống, Tề, Lương, Trần kế nghiệp trị vì. Bấy giờ Giao Châu thuộc về Nam Triều. Thời nhà Lương có sai quan là Tiêu Tư sang làm thứ sử Giao Châu. Tiêu Tư là một kẻ tàn bạo, làm cho lòng người oán giận. Bởi vậy, năm 542, Lý Bí đã lãnh đạo nhân dân Giao Châu nổi lên đánh đuổi quân Lương. Ông lên ngôi vua, tức Lý Nam Đế, lập nên nhà nước Vạn Xuân độc lập, đóng đô ở Long Biên. Năm Ất Sửu, 545, vua nhà Lương sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh Vạn Xuân, Lý Nam Đế thua phải bỏ Long Biên chạy về Gia Ninh, rồi về Tân Xương. Quân Lương lại tiến lên đánh, Lý Nam Đế thấy mình thì yếu chống không nổi mới rút lên đóng ở động Quất Liêu, Tam Nông, Phú Thọ ngày nay, đợi thu xếp được quân sĩ lại ra đánh.
được non một năm, Lý Nam Đế đem 20,000 quân ra đánh với Trần Bá Tiên nhưng thất bại, bèn giao binh quyền lại cho tả tướng quân Triệu Quang Phục, rồi trở về Khuất Liêu. Triệu Quang Phục là con quan thái phó Triệu Túc, theo cha giúp Lý Nam Đế lập được nhiều công, nay đem quân chống cự với nhà Lương được ít lâu, thấy thế giặc mạnh, địch không nổi bèn rút quân về Dạ Trạch, thuộc Hải Dương ngày nay. Dạ Trạch là chỗ đầm lầy, xung quanh cỏ mọc tùm, ở giữa có bãi cát làm nhà ở được. Triệu Quang Phục vào ở đấy, ngày ẩn nấp, tối thì cho lính chở thuyền độc mộc ra đánh quân Lương, cướp lấy lương thực về nuôi quân sĩ. Trần Bá Tiên đánh mãi không được. Năm Mậu Thìn 548, Lý Nam Đế ở trong Khuất Liêu phải bệnh mất. Sang năm sau, Triệu Quang Phục ở Dạ Trạch được tin ấy bèn xưng là Triệu Việt Vương. Bấy giờ quân của Việt Vương đã sắp hết lương, mà mãi không phá được quân Tàu. May nhờ gặp lúc bên Tàu có loạn hầu cảnh, vua nhà Lương phải triệu Trần Bá Tiên về, để người tỳ tướng là Dương Sân ở lại chống cự với Triệu Quang Phục. Quang Phục mới thừa thế đem quân ra đánh phá quân Tàu, rồi về lấy lại thành Long Biên. Từ khi Lý Nam Đế trao binh quyền cho Triệu Quang Phục rồi về Khuất Liêu, có người anh họ là Lý Thiên Bảo cùng với Lý Phật Tử đem quân chạy vào quận Cửu Chân. Năm Ất Hợi, 555, Lý Thiên Bảo mất, binh quyền về tay Lý Phật Tử. Đến năm Đinh Sửu, 557, Lý Phật Tử đem quân về chống với Triệu Việt Vương. Đánh nhau mấy trận không được, Phật Tử mới xin chia đất giảng hòa. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý, cũng thuận chia đất cho Lý Phật Tử. Lý Phật Tử đóng ở Ô Diên, nay là làng Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Triệu Việt Vương đóng ở Long Biên. Triệu Việt Vương lại gả con gái cho Phật Tử để tỏ tình hòa hiếu với nhau, nhưng Phật Tử vẫn có ý muốn thôn tính, bởi vậy bề ngoài tuy hòa hiếu, nhưng bề trong vẫn sửa soạn để đánh lấy Long Biên. Năm Tân Mão, 571, Phật Tử bất ngờ đem quân đánh Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương thua chạy đến sông Đại Nha, Nam Định, nhảy xuống sông tự tận. Lý Phật Tử lấy được thành Long Biên rồi, xưng đế hiệu, đóng đô ở Phong Châu. Cùng lúc đó, ở Trung Quốc, nhà Tùy đã đánh bại Nam Bắc Triều, nhất thống nước Tàu. Đến năm Nhâm Tuất, 602, vua nhà Tùy sai tướng là Lưu Phương đem quân 27 doanh sang đánh nước Nam. Lưu Phương sai người lấy lễ họa phúc để dụ hàng Lý Phật Tử. Hậu Lý Nam Đế sợ thế không địch nổi bèn xin về hàng. Từ đấy đất Giao Châu lại bị nước Tàu cai trị 336 năm nữa. Nhà Tùy làm vua bên Tàu được 28 năm thì mất về tay nhà Đường. Nhà Đường đổi tên Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ, chia nước ta ra là 12 châu, 59 huyện, dưới huyện là hương và xã, người đứng đầu cai trị gọi là tổng quản, hay kinh lược sứ, sau đổi thành tiết độ sứ. Việc chia nhỏ cơ quan cai trị khiến cho nhà Đường khống chế An Nam một cách chặt chẽ hơn. Tuy vậy trong 3 thế kỷ nhà Đường thống trị, nhân dân ta vẫn không ngừng nổi dậy giành độc lập. Năm Nhâm Tuất, 722, ở Hoan Châu có một người tên Mai Thúc Loan, nổi lên chống cự với quân Đường. Mai Thúc Loan là người huyện Thiên Lộc, thuộc Hà Tĩnh bây giờ, mặt mũi đen xì, sức vóc khỏe mạnh, thấy quan nhà Đường làm nhiều điều tàn bạo, dân gian khổ sở, lại nhân lúc bấy giờ lắm giặc giã, ông ấy bèn chiêu mộ những người nghĩa dũng, chiếm giữ lấy một chỗ ở đất Hoan Châu, nay thuộc tỉnh Nghệ An, rồi xây thành đắp lũy, xưng hoàng đế, tục gọi là Mai Hắc Đế. Vua nhà Đường sai quan nội thị là Dương Tư Húc đem quân sang, cùng với quan đô hộ là Quang Sở Khách, đi đánh Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế thế yếu chống không nổi phải thua chạy, được ít lâu thì mất. Năm Tân Vị, 791, quan đô hộ là Cao Chính Bình bắt dân đóng sưu thuế nặng quá, lòng dân oán hận. Khi bấy giờ ở quận Đường Lâm, nay là Sơn Tây, Hà Nội, có người tên là Phùng Hưng nổi lên đem quân về phá phủ đô hộ. Cao Chính Bình lo sợ thành bệnh mà chết. Phùng Hưng mới chiếm giữ phủ thành, được mấy tháng thì mất. Quân sĩ lập con Phùng Hưng là Phùng An lên nối nghiệp. Dân ái mộ Phùng Hưng mới lập đền thờ và tôn lên làm bố cái đại vương. Bởi vì ta gọi cha là bố, mẹ là cái, nghĩa là tôn Phùng Hưng lên làm cha mẹ. Tháng 7 năm 791, vua nhà Đường sai Triệu Xương sang làm đô hộ. Phùng An liệu thế chống không nổi xin ra hàng. Sau khi đánh bại Phùng An, bọn quan lại nhà Đường sang cai trị Giao Châu càng tham tàn độc ác, nên lòng dân chất chứa oán thù. Chúng chỉ nghĩ đến việc vơ vét của cải cho nhiều, nên hai lần giặc Nam chiếu sang đánh, giết hơn 15 vạn dân Giao Châu, quan quân nhà Đường đều bỏ chạy. Năm Giáp Thân, 864, Cao Biển đem đại binh sang đánh mới đuổi được giặc Nam chiếu. Vua Đường đổi An Nam làm Tĩnh Hải, phong Cao Biển làm tiết độ sứ. Cao Biển cho đắp thành Đại La ở bờ sông Tô Lịch, chỉnh đốn mọi việc. Tục truyền rằng Cao Biển dùng phép phù thủy, phá những thác gành ở các sông để cho thuyền bè đi được. Hắn thấy bên Giao Châu ta lắm đất đai, đế vương thường cứ cưỡi diều giấy đi hiểm đất, phá những chỗ sơn thủy đẹp và hại mất nhiều long mạch. Đầu thế kỷ thứ 10, nhà Đường suy yếu, trong nước Tàu loạn lạc, giặc cướp nổi lên khắp nơi, đến năm 907 thì mất ngôi. Nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua, mỗi nhà làm được mấy năm, gọi là thời Ngũ Đại.
ở Giao Châu có Khúc Thừa Dụ là một người hào phú bản xứ, tính khoan hòa, hay thương người, được dân chúng kính phục. Nhân cơ hội ấy, năm 905, Khúc Thừa Dụ mộ quân đánh đuổi giặc về nước, rồi tự xưng là tiết độ sứ. Nhà Đường bấy giờ suy nhược không ngăn cản được, đành phong cho ông làm Tĩnh Hải tiết độ sứ. Khúc Thừa Dụ là người đã kết thúc thời kỳ Bắc thuộc suốt hơn 1.000 năm của người Việt, đặt nền móng cho các triều đại nhà Ngô, nhà Đinh sau này. Ông cũng là người mở đầu cho cách ứng xử khôn khéo với bọn phong kiến phương Bắc, đó là thần phục trên danh nghĩa để có độc lập thật sự. Về hình thức vẫn giữ nguyên cách tổ chức của chính quyền đô hộ, nhưng thực chất chính quyền ấy là chính quyền tự chủ. Tất cả bọn quan lại phương Bắc bị bãi bỏ, thay bằng người Việt. Trong suốt thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc không ngừng thực hiện đồng hóa người Việt, nhằm biến Việt Nam thành một quận huyện của Trung Quốc. Dưới thời kỳ này, người Việt phải đóng nhiều sưu cao thuế nặng cho triều đình phương Bắc. Phần lớn quan cai trị là những kẻ tham lam, tàn độc, làm cho nhân dân khổ sở, khiến nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra trong thời kỳ này. Đã có lúc độc lập được vài ba năm, nhưng chỉ vì nước nhỏ, dân ít mà người trong nước không biết đồng tâm với nhau cho nên không thành công được. Cũng có một số quan cai trị nghiêm minh, đứng đắn, nhưng số này rất ít. Nền văn hóa Trung Quốc cũng du nhập vào nước ta thời kỳ này. Nhiều người Trung Quốc đã di cư đến Việt Nam, họ ở lại, kết hôn với người Việt và dần dần hòa nhập vào xã hội Việt, con cháu họ trở thành người Việt Nam. Thời kỳ Bắc thuộc kết thúc mở ra một trang mới trong lịch sử Việt Nam, thời kỳ độc lập tự chủ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay cha lập gia phủ, châu, xã các nơi, đặt quan lại, sửa sang việc thuế má, sư dịch. Đến năm 917, Khúc Hạo mất, truyền nghiệp cho con là Khúc Thừa Mỹ, nhận chức tiết độ sứ của nhà Lương chứ không thần phục Nam Hán. Vua Nam Hán lấy làm tức giận, năm 923 sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh, bắt được Khúc Thừa Mỹ. Năm 931, Dương Đình Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày trước, nổi lên đánh đuổi quân Nam Hán rồi xưng là tiết độ sứ. Được 6 năm, Dương Đình Nghệ bị một nha tướng là Kiều Công Viễn giết để cướp ngôi. Ngô Quyền là người làng Đường Lâm, làm quan với Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ thấy người có tài trí mới gả con gái cho, và phong cho vào giữ Ái Châu. Khi hay tin Kiều Công Viễn giết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền bèn tập hợp lực lượng ra đánh Công Viễn để trị tội phản chủ. Kiều Công Viễn sợ hãi sai người sang cầu cứu Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm, nhân cơ hội đó bèn quyết định đánh Tĩnh Hải quân lần thứ hai, cho con là Thái tử Hoàng Tháo đưa quân đi trước, tự mình dẫn quân đi tiếp ứng. Năm 938, khi Hoàng Tháo tiến quân theo đường biển vào đến gần sông Bạch Đằng, thì Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Viễn, rồi một mặt truyền lệnh cho quân sĩ hết sức phòng bị, một mặt đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên bãi cọc không bị lộ, Ngô Quyền cho quân ra khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy dụ địch vào bãi cọc. Đợi đến khi thủy triều xuống, thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ. Vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới không kịp trở tay đối phó. Nghe tin Hoàng Tháo tử trận, Nghiễm kinh hoàng, đành thương khóc thu nhặt quân còn lại mà rút lui. Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần báo thù cho chủ, ngoài thì phá quân ngoại xâm bảo vệ đất nước, công danh lưu truyền thiên cổ. Năm 939, ông lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa, nước Nam cởi được ách Bắc thuộc hơn 1.000 năm, mở đường cho thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc. Ngô Vương đặt quan chức, chế triều nghi, định phục sắc và chỉnh đốn việc chính trị trong nước, chí muốn dựng nghiệp lâu dài, nhưng chỉ làm vua được có 6 năm. Năm 944, Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương. Con của Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập chạy trốn, Tam Kha sai quân đuổi bắt nhưng không được, bèn bắt em của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn nhận làm con nuôi với ý định chuyển ngôi trả về cho họ Ngô. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng tướng Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi đi dẹp loạn ở thôn Thái Bình. Ngô Xương Văn đi được nửa đường thì mưu với hai tướng đem quân quay lại bắt Dương Tam Kha, rồi giáng xuống làm Trương Dương Công. Ngô Xương Văn xưng là Nam Tấn Vương, sai người mời anh là Ngô Xương Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Xương Ngập về xưng là Thiên Sách Vương, hai anh em cùng làm vua, sử sách gọi là Hậu Ngô Vương. Ngô Xương Ngập lên ngôi lấn át quyền hành của Ngô Xương Văn, khiến Xương Văn bất bình rút lui việc chính sự. Đến năm 954, Ngô Xương Ngập mất, chỉ còn Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn làm vua. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thần phục, nổi lên tự lập, xưng là sứ quân. Khi Nam Tấn Vương lấy lại được nghiệp cũ, các sứ quân vẫn không chịu phục tùng, làm nhà vua phải đi đánh dẹp, mãi không được yên. Năm 965, khi đi đánh dẹp ở hai thôn Thái Bình, Nam Tấn Vương bị trúng tên chết, con của Thiên Sách Vương là Ngô Xương Xí lên nối ngôi, nhưng bên ngoài không còn ai phục tùng, phải lui về giữ đất Bình Kiều.
Lúc bấy giờ, trong nước có 12 sứ quân nổi lên. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều, Đỗ Cảnh Thạc giữ Động Giang, Trần Lãm, xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu, Kiểu Công Hãn xưng là Kiểu Tam Chế, giữ Phong Châu, Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái, Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm, Lý Khuê xưng là Lý Lang Công, giữ Siêu Loại, Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Lệnh Công, giữ Tiên Du, Lữ Đường xưng là Lữ Tá Công, giữ Tế Giang, Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt, Kiểu Thuận xưng là Kiểu Lệnh Công, giữ Hồi Hồ, Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phong Át, giữ Đằng Châu. Các sứ quân đánh chiếm lẫn nhau, gây ra cảnh loạn lạc đến 20 năm, làm cho nhân dân khổ sở. Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư Động, con ông Đinh Công Trứ làm thứ sử ở Hoan Châu dưới thời Dương Đình Nghệ và Ngô Vương Quyền. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẻ chăn trâu bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lại lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ sứ ấy đứa nào cũng sợ, tôn lên làm anh. Đến lúc khôn lớn lên, dân làng theo phục rất nhiều, nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn, sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu. Trần Minh Công không có con trai, thấy người khôi ngô có chí khí, đem lòng yêu mến, bèn nhận làm con nuôi, cho được giữ binh quyền. Đến khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ những người hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm 951 đời hậu Ngô Vương, hai vương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh Bộ Lĩnh hàng được sứ quân Phạm Bạch Hổ, phá được sứ quân Đỗ Cảnh Thạc. Ông đã khôn khéo vận dụng kế sách chiêu hàng kết hợp với quân sự. Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đấy, nên được dân chúng tôn là Vạn Thắng Vương. Năm 968, sau khi đánh dẹp các thế lực cát cứ, thống nhất đất nước, Vạn Thắng Vương lên ngôi vua, tức Đinh Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Tiên Hoàng xây dựng cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn võ, đặt ra luật pháp, quân đội. Trong nước được thái bình. Tiên Hoàng phế Trưởng Lập Thứ, cho con út là Hạng Lang làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn đã theo Tiên Hoàng xông pha trận Mạc Từ thủa Hàn Vi, nay không được ngôi thái tử, lấy làm tức giận bèn khiến người giết Hạng Lang đi. Năm 979, vua Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Liễn bị tên hoạn quan Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng Đỗ Thích đêm nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điểm báo mình được làm vua, bèn định bụng làm sự khoán đoạt. Một hôm Đỗ Thích thấy Tiên Hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên Hoàng đi, rồi giết cả Nam Việt Vương Liễn. Triều thần xử tội Đỗ Thích và tôn Vệ Vương Đinh Toàn lên làm vua, tức Đinh Kế Đế. Vệ Vương mới có 6 tuổi lên làm vua, quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là Lê Hoàn. Lê Hoàn lại cùng với Dương Thái Hậu Tư Thông, các quan đại thần bấy giờ là Đinh Điển, Nguyễn Bạc thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền quá, mang binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết cả. Lúc bấy giờ ở phương Bắc, nhà Tống đã thống nhất được Trung Hoa, nghe tin Tiên Hoàng đã mất, tự quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở gần biên giới, dục dịch sang đánh. Trước họa xâm lăng, Thái hậu Dương Vân Nga cùng triều thần tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức vua Lê Đại Hành. Nhà Đinh kết thúc, truyền được 2 đời, cả thảy 14 năm. Vua Đại Hành lên ngôi năm 980 rồi sai sứ đưa thư sang nhà Tống, nói dối là thư của Đinh Toàn xin phong để nhà Tống hoãn binh lại, có thêm thời gian sửa soạn phòng bị. Đến năm 981, quân Tống chia hai đạo thủy bộ tiến vào nước ta, bộ binh do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào Lạng Sơn, thủy binh do Lưu Trừng chỉ huy men theo bờ biển tiến vào sông Bạch Đằng. Vua Lê Đại Hành bố trí một đạo quân mai phục, ở Chi Lăng còn tự mình dẫn binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng. Quân của Hầu Nhân Bảo đến ải Chi Lăng bị phục binh của Đại Cổ Việt tập kích và tử trận. Mất chủ tướng, quân Tống vỡ trận và thua chạy, bị tiêu diệt quá nửa. Lưu Trừng thấy lục quân đã tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút về. Quân ta tuy thắng trận nhưng vua Đại Hành sợ thế lực không chống với tàu được lâu, bèn sai sứ sang nhà Tống cầu hòa và xin theo lệ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc nước tàu có quân Hung Nô đang đánh phá, cho nên vua nhà Tống cũng thuận lời thôi việc chiến tranh và phong cho vua Đại Hành làm giao chỉ quận vương. Vua Đại Hành phá được quân nhà Tống rồi đem binh sang đánh Chiêm Thành. Trước, lúc lên ngôi vua có sai sứ sang Chiêm Thành bị vua nước ấy bắt giam sứ lại. Đến khi việc phía bắc đã yên, vua Đại Hành đem binh sang đánh báo thù. Quân Đại Cổ Việt sang chiếm giữ được kinh thành nước Chiêm và bắt người lấy của mang về rất nhiều. Từ đấy nước Chiêm phải sang triều cống nước ta. Việc trong nước thì có các quan đại thần là Từ Mục, Phạm Cự Lượng, Ngô Tử An giúp sức, đặt luật lệ, luyện quân lính và sửa sang mọi việc. Bấy giờ thường hay có các động mường và những người các châu quận làm phản, vua Đại Hành phải thân chinh đi đánh dẹp, binh được phản nghịch ở các nơi. Bởi vậy thanh thế vua Đại Hành rất lừng lẫy. Năm 1005, Lê Đại Hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. Các hoàng tử tranh nhau ngôi vua trong 7 tháng, đến khi Lê Long Việt lên ngôi được 3 ngày, thì bị người em cùng mẹ là Long Đĩnh sát hại cướp ngôi, thọ 23 tuổi, sử gọi là Lê Trung Tông,
Long Đĩnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, làm những điều ác thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà dóc vỏ, rồi thỉnh thoảng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra, trông thấy thế làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu, có ai tấu sớ điều gì thì nhại tiếng làm trò. Do những việc làm đó, Long Đĩnh bị quan lại và dân chúng căm ghét. Sử cũng chép rằng, Long Đĩnh vì ăn chơi sa đọa, mắc bệnh không ngồi được, phải nằm mà coi chầu, nên được gọi là Lê Ngọa Triều. Năm 1009, Lê Ngọa Triều mất, con thì còn bé, triều thần nhân dịp ấy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, khai lập nên cơ nghiệp nhà Lý. Nhà Tiền Lê làm vua được 3 đời, cả thảy 29 năm. Nước Việt từ đây sang trang sử mới, bước vào thời kỳ phục hưng, đưa đất nước phát triển ổn định và vững mạnh. Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp Từ Sơn, Bắc Ninh. Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm Thị, khi lên 3 tuổi được đem cho người xưa ở chùa Cổ Pháp là Lý Khánh Văn làm con nuôi. Công Uẩn lớn lên vào Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Năm 1009, khi Lê Long Đĩnh mất thì Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Bấy giờ lòng người đã oán giận nhà Tiền Lê, triều thần trong đó có Đào Ca Mộc và Thiền Sư Vạn Hạnh, tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, tức là vua Lý Thái Tổ. Thái Tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn định rời đô về La Thành. Năm 1010 thì khởi sự rời đô. Khi ra đến Đại La, Thái Tổ lấy cớ có điểm trông thấy rồng vàng bay lên, bèn đổi Đại La thành Thăng Long. Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi thì sai sứ sang nước Tống cầu phong, vua Tống liền phong cho làm giao chỉ quận vương, lại sai người sang lấy kinh Tam Tạng đem về. Những cuộc phản nghịch trong nước, nhà vua thân chinh đi đánh dẹp. Các hoàng tử đều được phong vương và phải cầm quân đánh giặc nên đều giỏi việc binh. Nhà vua lưu tâm việc sửa sang trong nước, chia đất nước làm 24 lộ, đặt ra 6 thứ thuế và cho người trông coi việc trưng thu thuế ấy. Năm 1014, tướng nước Đại Lý là Đoàn Tính Chí đem quân vào chiếm đóng châu Vị Long và châu Đô Kim. Vua Lý Thái Tổ sai Dực Thánh Vương đi đánh dẹp quân Đại Lý đại bại. Nhân cơ hội đó nhà Lý sáp nhập luôn khu vực ngày nay là Hà Giang vào Đại Việt. Năm 1028, Lý Thái Tổ mất, trị vì được 19 năm, thọ 55 tuổi. Thái Tổ vừa mất chưa tế táng xong thì các hoàng tử là Võ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương đã đem quân đến vây hoàng thành để tranh ngôi của Thái Tử, sử gọi là Loạn Tam Vương. Khi quân của Thái Tử và quân các vương đối trận, tướng quân Lê Phụng Hiểu xông vào chém Võ Đức Vương ở trận Tiền, các hoàng tử kia thấy vậy sợ hãi chạy trốn. Thái Tử phật mã lên ngôi tức vua Lý Thái Tông. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương xin về chịu tội, Thái Tông nghĩ tình cốt nhục bèn tha tội và phục chức cho cả hai người. Thái Tông là người có tài thao lược, giỏi việc dùng binh, giặc giã nổi lên trong nước và biên giới, ngài đều thân chinh đi đánh dẹp. Nhà vua lên ngôi được hơn 15 năm mà nước Chiêm Thành không chịu cống sứ, lại hay quấy nhiễu ngoài biển, ngài bèn sửa binh thuyền sang đánh vào năm 1044. Quân Chiêm Thành thua chạy, quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Khi trở về, nhà vua ban cho những người ấy ruộng đất, lập thành phường ấp mà làm ăn. Thái Tông là người thực lòng thương dân, hễ năm nào đói kém hay là đi đánh giặc về, thì lại giảm thuế cho hàng 2-3 năm. Năm 1054, Lý Thái Tông qua đời, trị vì được 27 năm, thọ 55 tuổi. Thái tử Nhật Tôn lên ngôi tức là vua Lý Thánh Tông, đổi quốc hiệu là Đại Việt. Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân cho nên trăm họ mến phục, trong đời ngài làm vua ít có giặc giã. Nước Chiêm Thành hay sang quấy nhiễu, ngài thân chinh đi đánh, bắt được vua Chiêm là Chế Củ. Chế Củ xin dâng đất ba châu là Địa Lý, Ma Linh và Châu Bố Chính để chuộc tội. Thánh Tông lấy ba châu ấy và cho Chế Củ về nước. Năm 1072, Lý Thánh Tông mất, làm vua được 17 năm, thọ 50 tuổi. Thái tử Càn Đức là con bà Nguyên Phi Ỉ Lan, lên nối ngôi khi mới 7 tuổi tức vua Lý Nhân Tông, phong cho mẹ là Thái Phi. Vua quan tâm việc sửa sang trong nước, cho đắp đê ngăn lũ, mở khoa thi để chọn người tài, lập quốc tử giám để bổ người văn học vào dạy, chia phẩm hàm quan văn võ từ trung ương đến các châu quận. Từ nhà Đinh, nhà Lê trở đi, tuy Trung Quốc không sang cai trị nước ta nữa, nhưng vẫn cứ lăm le có ý muốn xâm lược. Đến khi vua Tống Thần Tông, nước Tống bị Liêu và Tây Hạ uy hiếp, hàng năm phải đem vàng bạc và lụa vải sang cống, trong nước thì rối loạn, dân chúng oán hận bởi những cải cách của tể tướng Vương An Thạch. Vương An Thạch muốn xâm lược nước ta để giải tỏa những căng thẳng ấy, và lại để tỏ công hiệu việc cải tổ của mình, bèn tâu với vua Tống. Vua Tống nghe lời tâu ấy, sai thẩm khởi sửa soạn việc xuất quân, sau này thay bằng Lưu Di. Lưu Di lập đồn lũy, sửa binh khí, làm thuyền bè và cấm mọi việc buôn bán giữa các biên dân Việt Trung, vì sợ bị do thám.
Đặc biệt, nhà Tống biến Ung Châu thành một căn cứ để xuất phát đánh Đại Việt và giao cho Tô Giám chỉ huy căn cứ này. Mặc dù Tống giữ bí mật nhưng Đại Việt vẫn nắm được ý đồ của quân Tống. Đặc biệt năm 1073, một tiến sĩ nhà Tống là Từ Bá Tường vì không được trọng dụng nên đã thông báo với nhà Lý, hiện nay Trung Quốc muốn cử binh diệt Giao Chỉ. Theo binh pháp dạy, trước khi người có bụng cướp mình thì chi bằng mình đánh trước, lúc nào quân Đại Vương vào đánh, Bá Tường xin làm nội ứng. Hai uy Lý Thường Kiệt chủ trương thực hiện một chiến lược đánh đòn phủ đầu, nên quyết định tập trung quân Bắc tiến. Năm 1075, Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn quân thủy bộ chia làm hai đạo tiến, sang đất Tống. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh các tiền đồn biên giới rồi tiến đến Ung Châu, Lý Thường Kiệt đem thủy binh vây đánh Khâm Châu và Liêm Châu rồi, cũng tiến lên vây thành Châu Ung. Tô Giám chỉ có 2.800 quân đã áp dụng chiến lược cố thủ và xin quân cứu viện. Quan Đô Giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem binh tới cứu, nhưng bị Lý Thường Kiệt đón đánh ở Ải Côn Lôn, Trương Thủ Tiết bị chém ở trận Tiền. Quân Đại Việt vây thành Ung Châu hơn 40 ngày, đến khi hạ được thì Tô Giám bắt tất cả 36 người nhà chết trước rồi tự sát, dân trong thành bắt trước quan Chi Châu không ai chịu hàng, quân Đại Việt vào thành giết hại đến 58.000 người. Tổng cộng trong chiến dịch Bắc Phạt lần này, của Lý Thường Kiệt đã giết hại đến 10 vạn người, rồi lại bắt người lấy của đem về nước. Tống Triều được tin quân nhà Lý sang đánh lấy làm tức giận, bèn sai Quách Quỳ làm đạo chiêu thảo sứ, và Triệu Tiết làm phó chia đường sang đánh nước ta. Năm 1076, một đạo quân Tống, do Quách Quỳ chỉ huy xuất phát từ Ung Châu theo đường bộ tiến vào phía Bắc Đại Việt, một đạo quân Thủy, do Dương Tùng Tiên chỉ huy từ Liêm Châu đi đường biển tiến vào sông Bạch Đằng. Phía Đại Việt, sau chiến dịch đánh phủ đầu thành công đã có sự chuẩn bị đối phó quân Tống sang đánh. Tướng Lý Kế Nguyên chịu trách nhiệm đánh đạo thủy quân Tống, lập trận mai phục ở sông Bạch Đằng, còn Lý Thường Kiệt sẽ ngăn đạo quân bộ của đối phương, ông lập phòng tuyến bên bờ nam sông Như Nguyệt bằng các chiến lũy đất, đóng cọc tre. Lục quân Tống tràn qua biên giới, nhanh chóng vượt qua các tiền đồn của ta và đối mặt với phòng tuyến của Lý Thường Kiệt, Quách Quỳ tổ chức hai đợt vượt sông tấn công, nhưng đều thất bại nên đành đợi thủy quân đến. Đạo thủy quân của Dương Tùng Tiên vừa vào đến sông Bạch Đằng thì bị quân của Lý Kế Nguyên mai phục tập kích dữ dội không đi tiếp được, phải quay ra đậu thuyền ở cửa biển. Sau 2 tháng bị cầm chân ở phòng tuyến Như Nguyệt, quân Tống có dấu hiệu mệt mỏi, Lý Thường Kiệt tổ chức phản công và giành thắng lợi, sau đó ông sai sứ sang trại của Quách Quỳ giảng hòa. Quách Quỳ đang ở thế khó, quân sĩ đã chết quá nửa, số còn lại thì ốm đau bệnh tật, lương ăn đã cạn, nhân cơ hội đó liền đồng ý rút quân về, Dương Tùng Tiên đang ở cửa biển cũng được lệnh lui về Liêm Châu. Như vậy cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 đã hoàn toàn thắng lợi. Năm 1103, ở phía nam vua Chiêm Thành là Chế Mana mang quân sang giành lại Ba Châu, mà Chế Phủ đã nhường cho nhà Lý ngày trước. Lý Thường Kiệt khi đó đã ngoài 70 tuổi vẫn cầm quân đi đánh, Chế Mana thua chạy xin trả lại Ba Châu như cũ. Từ khi thu phục được nước Chiêm, các nước phía Nam đều về triều cống. Lý Thường Kiệt đánh Chiêm Thành về được một năm thì mất, ông là người có tài thao lược, Bắc phá Tống, Nam bình Chiêm, thật là một danh tướng của nước ta. Nhân Tông làm vua đến năm 1127 thì mất, trị vì 56 năm, thọ 63 tuổi, vua Nhân Tông không có con, lập con của hoàng đệ là Sùng Hiền Hầu lên làm thái tử, nay lên nối ngôi tức là vua Lý Thần Tông. Bấy giờ trong triều có các đại thần là Trương Bá Ngọc, Dương Anh Nhị, Lưu Khánh Đàm giúp Thần Tông trị nước nên trong nước được thái bình, giặc giã cũng ít. Nhà vua thực hiện chính sách mụ binh ư nông, cho binh lính đổi phiên cứ lần lượt 6 tháng 1 được về làm ruộng, do vậy nhân dân no đủ, an cư lạc nghiệp. Thần Tông trị vì 10 năm, đến năm 1138 thì mất, thọ 23 tuổi. Lý Thần Tông mất, Thái tử Thiên Tộ lên ngôi lúc mới 3 tuổi tức là vua Lý Anh Tông, Thái hậu là Lê Thị cầm quyền nhiếp chính. Lê Thái Hậu lại tư thông với Đỗ Anh Vũ, cho nên phàm việc gì bất cứ lớn nhỏ đều ở tay Đỗ Anh Vũ quyết đoán cả. May nhờ thời bấy giờ có nhiều tôi giỏi như Tô Hiến Thành, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tín làm quan đại triều cho nên Đỗ Anh Vũ không dám có ý khác. Tô Hiến Thành giúp vua đi đánh dẹp, lập nhiều công lớn, được phong làm chức thái úy coi giữ việc binh. Ông luyện tập quân lính, kén chọn những người tài để làm tướng. Bởi vậy binh thế nhà Lý lúc bấy giờ hùng mạnh. Năm 1159, nhân khi nước Đại Lý suy yếu, vua Lý Anh Tông và Tô Hiến Thành đã tiến hành thu phục vùng đất của các tù trưởng dân tộc thiểu số người Thái ở Yên Bái, Lào Cai vào lãnh thổ Đại Việt. Tô Hiến Thành giỏi việc võ mà lại chăm việc văn. Ông xin vua khai hóa việc học hành và làm đền thờ Đức Khổng Tử ở cửa Nam thành Thăng Long để tỏ lòng mộ nho học. Năm 1175, Anh Tông cho Tô Hiến Thành làm thái phó và phong tước vương, ủy thác thái tử Long Cán lúc đầu ốm. Đến năm 1176, vua Anh Tông mất, trị vì được 37 năm, thọ 40 tuổi. Lý Anh Tông mất, thái tử Long Cán lúc đó chưa đầy 3 tuổi, bà Chiêu Linh Thái Hậu muốn lập con cả của mình là Long Xưởng lên ngôi vua.
Bà đem vàng bạc đút lót cho vợ Tô Hiến Thành, nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu Lập Long cắn lên làm vua, tức là Lý Cao Tông. Tô Hiến Thành giúp vua Cao Tông trị nước, đến năm 1179 thì mất. Ông không những là người có tài thao lược, dẹp giặc yên dân, mà còn là bề tôi trung nghĩa nên người đời sau thường ví với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc bên Tàu. Cao Tông lớn lên chơi bời vô độ, trong triều vua tôi không ai lo nghĩ việc nước, chỉ làm những việc nhũng lạm, mua quan bán chức, hà hiếp nhân dân, lấy tiền để làm những việc xa xỉ. Phía Bắc thì bên Tàu quấy nhiễu, phía Nam thì người Chiêm sang đánh, trong nước giặc cướp nổi lên như ong, có lúc giặc vào đến Hoàng Thành, vua cùng thái tử sẵn phải chạy trốn. May nhờ có họ Trần bộ binh dẹp loạn mà về được kinh thành. Năm 1210, Lý Cao Tông mất, trị vì 35 năm, thọ 38 tuổi. Thái tử Sảm lên ngôi tức là vua Huệ Tông, rồi sai người đi rước Trần Thị Dung về làm hoàng hậu, phong cho em của Trần Thị Dung là Trần Tự Khánh làm Trương Tín Hầu và cho người cậu là Thuận Lưu Bá làm Thái úy. Huệ Tông phải bệnh, thỉnh thoảng có cơn điên, rồi cứ uống rượu say cả ngày, việc chính trị đều ở tay Tự Khánh quyết đoán cả. Khi Tự Khánh mất, Huệ Tông phong cho Trần Thừa làm Thái úy và cho người em họ của hoàng hậu là Trần Thủ Độ làm Điện Tiền chỉ huy sứ. Từ đó quyền hành dần rơi vào tay họ Trần. Huệ Tông không có con trai. Hoàng hậu Trần Thị Dung chỉ sinh được hai con gái. Con gái lớn là Thuận Thiên công chúa đã gả cho Phụng Kiều vương Trần Liễu, công chúa thứ hai là Phật Kim, công chúa Chiêu Thánh, được làm thái tử. Năm 1224, dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, Lý Huệ Tông bị ép đi tu, nhường ngôi vua cho con gái là công chúa Chiêu Thánh, lúc đó mới 7 tuổi, tức là Lý Chiêu Hoàng. Quyền chính ở cả tay của Trần Thủ Độ. Cũng dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh, 8 tuổi, là con ông Trần Thừa được đưa vào hầu cận Lý Chiêu Hoàng. Năm 1225, Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi truyền ngôi cho chồng. Nhà Lý đến đây là hết, làm vua cả thảy 216 năm, truyền ngôi được 9 đời. Nhà Lý có công làm cho nước Nam ta trở nên cường thịnh, ngoài thì đánh nước Tàu, bình nước Chiêm, trong thì chỉnh đốn võ bị, sửa sang pháp luật, xây vững nền tự chủ. Vì vua Cao Tông hoang chơi, làm mất lòng người, cho nên giặc giã nổi lên, loạn thần nhiễu sự. Vua Huệ Tông lại nhu nhược bỏ bê chính sự, đem Giang Sơn phó thác cho người ngoại tộc, khiến cho kẻ gian hùng nhân dịp mà lấy Giang Sơn nhà Lý và lập ra cơ nghiệp nhà Trần vậy. Năm 1225, Trần Cảnh lên làm vua, tức là Trần Thái Tông, phong cho Trần Thủ Độ làm thái sư. Bấy giờ vua Thái Tông mới có 8 tuổi, việc gì cũng trong tay Trần Thủ Độ cả. Thủ Độ tuy là một người không có học vấn nhưng là một tay gian hùng, chủ ý cốt gây dựng cơ nghiệp nhà Trần cho bền chặt, cho nên dẫu việc tàn bạo đến đâu cũng làm cho được. Lý Huệ Tông tuy đã xuất gia ở chùa rồi nhưng Thủ Độ vẫn định bụng giết đi, cho khỏi sự lo về sau. Một hôm Huệ Tông ngồi nhổ cỏ ở sân chùa chân giáo, Thủ Độ đi qua trông thấy, mới nói rằng nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ của nó đi. Huệ Tông nghe thế, phủi tay đứng dậy nói rằng, nhà ngươi nói ta hiểu rồi. Mấy hôm sau, Huệ Tông thắt cổ tự tận. Thủ Độ đưa bách quan đến tê khóc xong rồi hỏa táng, chôn ở tháp Bảo Quang. Thủ Độ hại Huệ Tông rồi trừ nốt các tôn thất còn lại của nhà Lý. Trần Thủ Độ chỉ lo làm thế nào cho ngôi nhà Trần được vững bền, cho nên không những là tàn ác với nhà Lý, đến luân thường ở trong nhà cũng làm loạn cả. Thái hậu Trần Thị Dung bị giáng xuống làm Thiên Cực công chúa để gả cho Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ và Thiên Cực công chúa là hai chị em họ. Chiêu Thánh Hoàng hậu lấy Thái Tông đã được 12 năm mà vẫn chưa có con, Thủ Độ bắt Thái Tông bỏ đi và giáng xuống làm công chúa, rồi đem người chị của Chiêu Thánh tức là vợ Trần Liễu vào làm hoàng hậu, bởi vì người chị đã có thai được 3 tháng. Làm loạn nhân luân như thế thì từ thượng cổ mới có một. Trần Liễu tức giận, đem quân làm loạn. Vua Thái Tông bị Thủ Độ hiếp chế như thế, trong bụng cũng không yên, trốn lên chùa Phù Vân, trên núi Yên Tử. Trần Thủ Độ biết tin ấy, đem quần thần đi đón Thái Tông về. Thái Tông không chịu về, nói rằng, trẫm còn nhỏ dại, không kham nổi việc lớn, các quan nên chọn người khác để cho khỏi nhục xã tắc. Thủ Độ nói mãi không nghe, ngoảnh lại bảo bá quan rằng, hoàng thượng ở đâu là triều đình ở đấy. Nói đoạn truyền sắp sửa xây cung điện ở chùa Phù Vân. Quốc sư ở chùa ấy thấy vậy, vào van lại Thái Tông về triều, Thái Tông bất đắc dĩ chuyển xa giá về kinh. Được ít hôm, Trần Liễu nhận thấy quân mình yếu thế không thể chống lại triều đình, bèn chờ lúc Thái Tông đi thuyền qua sông Cái, rồi cải trang làm người đánh cá, đi thuyền độc mộc đến chỗ thuyền ngự để đầu hàng. Hai anh em ôm nhau mà khóc, Trần Thủ Độ thấy vậy rút gương toàn chém Trần Liễu, nhưng Thái Tông lấy thân mình bảo vệ cho anh, rồi khuyên Trần Thủ Độ thu quân. Nhà vua còn cấp cho Trần Liễu đất Thái ấp, phong tước Yên Sinh Vương. Nước ta từ khi vua Cao Tông nhà Lý thất chính, trong nước nhiều giặc giã, Trần Thủ Độ sau khi đã thu xếp xong việc cướp ngôi nhà Lý rồi, mới đem quân đi đánh dẹp, ít lâu sau đều dẹp yên được.
Từ khi Thái Tông lên làm vua, nước Chiêm Thành đã sang cống tiến, nhưng thường vẫn sang cướp phá và cứ đòi lại đất cũ. Thái Tông lấy làm tức giận, bèn sửa soạn đi đánh Chiêm Thành. Năm 1252, ngài ngự giá thân chinh đi đánh, bắt được người, lấy được của mang về rất nhiều. Trong khi nhà Lý mất ngôi, nhà Trần lên làm vua ở nước ta, thì nhà Tống bên Tàu bị quân Mông Cổ đánh phá. Người Mông Cổ hung tợn mà lại có tính hiếu chiến, người nào cũng giỏi cưỡi ngựa, bắn tên. Quân sĩ thường là kỵ binh, mà sắp xếp có trật tự và người nào cũng tinh nghề chiến đấu. Bởi thế mà thành Cát Tư Hãn sau khi tập hợp thành công các bộ tộc người Mông, đã chiếm giữ được nhiều vùng đất từ châu Á đến châu Âu. Đến năm 1257, đời Đại Hãn thứ ba tức Mông Kha, có sai một đạo quân do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy sang đánh Đại Lý. Sau khi chiếm được nước Đại Lý, Ngột Lương Hợp Thai gửi thư sang chiêu hàng Đại Việt, Thái Tông không những không chịu, lại bắt giam sứ Mông Cổ, rồi sai Trần Quốc Tuấn đem binh lên giữ ở phía Bắc. Cuối năm 1257, Ngột Lương Hợp Thai dẫn 5 vạn quân sang tấn công Đại Việt. Trần Quốc Tuấn ít quân đánh không nổi, phải lui về Sơn Tây. Quân chủ lực nhà Trần do đích thân vua Trần Thái Tông chỉ huy 7 trận đợi giặc ở Bình Lệ Nguyên. Quân Mông Cổ qua sông phá trận, quân Trần kháng cự rất quyết liệt nhưng không đánh lại, phải lui về Phù Lỗ. Ở đây hai bên lại chạm trán nhau một lần nữa, quân Trần vẫn tiếp tục thất lợi, phải rút lui. Sau đó, nhà Trần thực hiện kế sách vườn không nhà trống, chủ động rút khỏi Thăng Long, nhân dân cũng được lệnh di tản. Do chiến lược đánh nhanh thắng nhanh mà quân Mông Cổ không mang theo lương thực, khi đánh vào lãnh thổ đối phương thì sẽ cướp lương ở những nơi chiếm giữ được. Tuy nhiên sau khi chiếm được kinh đô lại chỉ là một kho tàng trống rỗng do nhà Trần đã có sự chuẩn bị từ trước, quân Mông dần rơi vào tình trạng thiếu lương. Nhận thấy quân địch đã suy yếu, nửa đêm ngày 28 tháng 1 năm 1258, vua Trần Thái Tông mở cuộc phản công vào quân Mông Cổ đang đóng ở Đông Bộ Đầu. Bị tập kích bất ngờ, quân Mông thua to, phải rút khỏi kinh thành Thăng Long. Khi chạy đến Quy Hóa thì bị chủ trại là Hà Bổng tập kích một lần nữa, chạy dài về Vân Nam. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất hoàn toàn thắng lợi. Mùa xuân năm 1258, Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Hoàng để dạy bảo mọi việc về cách trị nước và đề phòng ngày sau anh em không tranh giành nhau. Triều đình tôn Thái Tông lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước. Thái tử Hoàng lên ngôi, tức là vua Trần Thánh Tông, ông là một vị vua nhân từ, trung hậu, ở với anh em họ hàng rất tử tế. Thường hay nói rằng, thiên hạ là của ông cha để lại, nên để cho anh em cùng hưởng phú quý chung. Rồi cho các hoàng thân vào nội điện cùng ăn một mâm, nằm một giường, thật là thân ái, chỉ có lúc nào ra việc công, hoặc buổi trầu thì mới phân thứ tự theo lễ phép mà thôi. Còn việc nước thì thật ngài có lòng lo giữ cho dân được yên trị. Trong 21 năm, ngài làm vua không có giặc giã gì cả. Thánh Tông lại bắt các vương hầu phải chiêu tập những người nghèo đói lưu lạc để khai khẩn đất hoang làm ruộng. Việc học hành cũng được mở mang thêm. Trong nước tuy được yên, song việc giao thiệp với phương Bắc ngày một khó thêm. Bấy giờ Mông Cổ đã đánh được nhà Tống rồi, chỉ trực xâm lược Đại Việt, nhưng vì trước tướng Mông Cổ đã đánh thua một lần, và trong nước Tàu vẫn chưa được yên, cho nên vua Mông Cổ muốn dụng kế dụ vua Trần sang hàng phục, để khỏi phải dùng binh. Vậy nên cứ vài năm lại cho sứ sang sách nhiễu điều nọ điều kia, và dụ vua Trần sang chầu, nhưng vua ta cứ lần khất mãi, không chịu đi, rồi một mặt tuyển mộ quân sĩ sửa soạn phòng bị. Năm 1277, Trần Thái Tông mất, trị vì 33 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 19 năm, thọ 60 tuổi. Đến năm 1278, Thánh Tông nhường ngôi cho Thái tử Khâm, rồi về ở Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Thái tử Trần Khâm lên làm vua, tức là Trần Nhân Tông. Lúc bấy giờ sứ nhà Nguyên đi lại hạch sách nhiều điều, triều đình cũng có lắm việc bối rối. Nhưng nhờ có Thánh Tông Thượng Hoàng còn coi mọi việc, và các quan triều đình nhiều người có tài trí, Nhân Tông lại là ông vua thông minh, quả quyết, mà người trong nước thì từ vua quan cho đến dân thường đều một lòng cả. Cho nên từ năm 1285 đến năm 1288 hai lần quân Mông Cổ sang đánh mà không được. Sau nhiều lần sai sứ sang sách nhiễu không thành, Hốt Tất Liệt phong con trai thứ 9 của mình là Thoát Hoan làm Trấn Nam Vương, cùng bọn Toa Đô và Ô Mã Nhi dẫn 50 vạn quân, giả tiếng mượn đường đi qua nước Nam sang đánh Chiêm Thành. Phía Đại Việt, các vương tôn nhà Trần được lệnh tuyển thêm quân vào các lực lượng riêng của mình. Vua Trần đã triệu tập một hội nghị quân sự tại Bình Than để bàn kế chống giữ. Trần Quốc Tuấn được phong làm Quốc Công Tiết Chế, thống lĩnh tất cả các lực lượng vũ trang của Đại Việt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép việc Trần Quốc Toàn, vì nhỏ tuổi không được dự hội nghị Bình Than đã tức giận bóp nát quả cam, sau đó Quốc Toàn lui về, huy động hơn 1000 gia nô và người nhà thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ 6 chữ, phá cường địch, báo hoàng ân, rồi đem quân đi đánh giặc, đánh chỗ nào giặc cũng phải lùi. Năm 1284, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã mời những bố lão trong cả nước về Điện Diên Hồng, ở Kinh Đô Thăng Long để trình bày chủ trương của triều đình. Trong hội nghị Diên Hồng, khi được vua hỏi có nên đánh lại quân Nguyên hay không, các cụ lão đã vạn người cùng nói như từ một miệng, đánh.
Đầu năm 1285, quân Nguyên chia ra làm ba đạo, một đạo do tướng Mông Cổ là Toa Đô, đem 10 vạn quân đang xâm lược Chiêm Thành đánh lên từ phía nam, đạo thứ hai do Nạp Tốc Lạt Đinh từ Vân Nam, vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang tiến theo sông Chảy. Còn Thoát Hoan thì kéo đại binh đến ải Nam Quan. Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn phân binh giữ ải Khả Lý và Chi Lăng, còn mình thì tự dẫn quân đi đóng giữ ải Nội Bàng. Thoát Hoan thấy Hưng đạo vương giữ cả các nơi, bèn chia quân ra đánh và nhanh chóng vượt qua các tiền đồn rồi bao vây ải Nội Bàng. Quân Trần kém thế phải lui về Vạn Kiếp, các tướng thu nhặt tàn quân dần dần cũng kéo về đấy cả. Tại đây Trần Quốc Tuấn đã viết ra bài Hịch Tướng Sĩ để cổ vũ tinh thần quân sĩ, các tướng sĩ được lời khuyên răn ấy, ai nấy hết lòng luyện tập quyết chí đánh giặc, cho nên người nào cũng lấy mực thích vào cánh tay hai chữ sát thát, nghĩa là giết quân Mông Cổ. Khi Thoát Hoan lấy xong các ải ở Lạng Sơn rồi, thừa thắng đánh xuống Vạn Kiếp, quân Trần non thế địch không nổi, rút về Thăng Long, quân Mông kéo tràn sang mặt Kinh Bắc. Quân Nguyên dựng trại bên sông Hồng, quân Trần cũng lập các chiến lũy bằng gỗ bên bờ bắc sông Hồng nghênh chiến. Mục đích của quân Trần trong trận này chỉ là cản bước quân Nguyên để kịp sơ tán hoàng gia và dân chúng khỏi kinh thành, thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống. Sau khi thành Thăng Long đã trống không, quân Trần lên thuyền xuôi sông Hồng rút lui. Thoát Hoan vào thành chỉ thấy khung thúc nhãn không, liền sai tướng chia hai đường thủy bộ đuổi theo vua Trần. Đạo quân thứ hai của Nạp Tốc Lạt Đinh tiến đến trại Thư Vật thì bị quân của Trần Nhật Duật chặn đánh. Tuy nhiên do đại quân đã rút khỏi Thăng Long nên Trần Nhật Duật cũng lui quân. Toa Đô là tướng đạo thứ ba quân Nguyên đi đường biển sang đánh Chiêm Thành, nhưng mà quân nước Chiêm giữ được các đường hiểm yếu, đánh mãi không được. Nguyên chúa Hạ Chiếu sai Toa Đô theo đường bộ kéo ra mặt Nghệ An, hợp với quân Thoát Hoan để đánh Đại Việt. Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi đi đường biển vào tiếp ứng. Bấy giờ Hưng đạo vương đưa Xa Giá xuống thiên trường, nghe Toa Đô từ vùng trong kéo ra, Hưng đạo vương tâu vua xin sai thượng tướng Trần Quang Khải đưa binh vào đóng mặt Nghệ An chặn giữ, và sai Trần Bình Trọng ở lại giữ thiên trường cự nhau với quân Thoát Hoan, rồi rước Xa Giá ra Hải Dương, Trần Quang Khải vào đến Nghệ An, chia quân phòng giữ, nhưng mà quân nhà Nguyên thế mạnh, đi đến đâu đánh tan đến đây, Quang Khải đương không nổi, phải lưu quân ra mặt ngoài. Còn quan trấn thủ Nghệ An là Trần Kiện đem cả nhà ra hàng Toa Đô. Ở thiên trường, Trần Bình Trọng thấy quân nhà Nguyên đã đến bãi Đà Mạc liền đem binh ra đánh, nhưng chẳng may bị vây, phải bắt. Quân Nguyên đưa Bình Trọng về nộp cho Thoát Hoan. Thoát Hoan thấy Bình Trọng là tướng khỏe mạnh, muốn khuyên dỗ về hàng, hết đãi cho ăn uống, nhưng Bình Trọng không ăn, dỗ dành hỏi dò việc nước, Bình Trọng cũng không nói. Sau Thoát Hoan hỏi rằng, có muốn làm vương đất Bắc không? Bình Trọng quát lên rằng, ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Thoát Hoan thấy dỗ không được, sai quân đem chém. Hưng đạo vương thấy tình thế nguy cấp, đưa hai vua Trần từ thiên trường dùng thuyền qua cửa giao hải đi ra biển, ngược lên phía bắc rồi quay vào Tam Chỉ, sai một tướng dẫn thuyền rồng đến cửa biển Ngọc Sơn. Tướng nhà Nguyên là Lý Hằng và Khoan Triệt đuổi theo đến Ngọc Sơn mới biết là thuyền giả. Hưng đạo vương rước Xa Giá lên bộ đi đến làng Thủy Trú, rồi lại xuống thuyền ra sông Bạch Đằng, rồi vào Thanh Hóa. Bấy giờ quân Nguyên thế mạnh, đóng khắp các nơi, từ vùng Bắc Ninh, Thăng Long, Thiên Trường, chỗ nào cũng có quân đóng. Ở vùng Nghệ An lại có Toa Đô, Ô Mã Nhi đánh ra. Bọn hoàng tộc là Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên đều ra hàng Thoát Hoan cả. Đạo quân của Toa Đô ở Chiêm Thành kéo ra đánh lấy đất Nghệ An. Trần Quang Khải đem quân lùi ra mặt ngoài giữ các đường hiểm yếu. Toa Đô đánh mãi không được, mà lương thảo thì một ngày một cạn, bèn cùng với Ô Mã Nhi dẫn quân xuống thuyền vượt bề ra ngoài Bắc để hợp binh với Thoát Hoan. Trần Quang Khải được tin ấy, cho người về Thanh Hóa phi báo. Nhân Tông hội quân thần lại hỏi kế, Hưng đạo vương tâu rằng Toa Đô tự Chiêm Thành trở ra, đường xá gập ghềnh, quân sĩ vất vả, nay lại vượt bề ra Bắc thì sức lực cũng đã mỏi mệt. Vậy nay nên sai một tướng nên ra đón đường mà đánh thì ắt phá được. Trần Nhân Tông nghe lời tâu ấy, sai Trần Nhật Duật làm chánh tướng, Trần Quốc Toàn làm phó tướng đi cùng với Nguyễn Khoái, mang 5 vạn quân ra Bắc đón đường đánh Toa Đô. Trần Nhật Duật gặp binh thuyền Toa Đô ở bến Hàm Tử, bèn chia quân ra đánh. Hai bên chống nhau ác liệt. Toa Đô đi đường xa, giao chiến lâu ngày đã mỏi mệt, lại trông thấy cờ hiệu của Triệu Trung, một viên tướng của nước Tống theo hàng nhà Trần, lo lắng tưởng rằng nhà Tống đã khôi phục và sang giúp Đại Việt. Nhóm quân người Hoa trong hàng ngũ quân Trần đều muốn trả thù nên đánh rất hăng. Trong khi đó quân Trần lại dùng kế ly gián, bắn tên gắn giấy sang bên quân Nguyên, nói rằng chỉ đánh người Thát Đát chứ không đánh người Hoa. Điều đó khiến nhiều tướng sĩ người Hoa trong quân Nguyên nào núng, không tận lực chiến đấu hoặc trở giáo sang hàng quân Trần. Toa Đô bị thua to, phải rút quân về sông Thiên Mạc. Trần Nhật Duật thắng trận, cho Quốc Toản đưa tin về Thanh Hóa. Hưng đạo vương được tin mừng ấy, vào tâu với vua rằng quân ta mới thắng, khí lực đang hăng, mà quân Nguyên mới thua, quốc cũng chột dạ. Vậy nên nhân dịp này mà tiến quân đánh Thoát Hoan để khôi phục kinh thành.
Vua nghe lời truyền sắp sửa tiến binh, sai Trần Quang Khải đem quân ra đánh Thăng Long và truyền hịch sai Trần Nhật Duật đóng quân giữ chặn đường, không cho bọn Toa Đô kéo lên hợp với Thoát Hoan. Khi ấy đại binh của Thoát Hoan ở Thăng Long còn chiến thuyền đóng ở bến Trưng Dương. Trần Quang Khải với Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ Lão đem quân từ Thanh Hóa đi thuyền vòng đường biển ra đến bến Trưng Dương, đánh vào chiến thuyền của quân Nguyên. Quân Trần đánh hăng quá, quân Nguyên địch không nổi phải bỏ chạy. Trần Quang Khải đem quân lên bộ đuổi đánh về đến chân thành Thăng Long hạ trại. Thoát Hoan đem đại quân ra đánh, bị phục binh của Trần Quang Khải đánh úp lại, quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long chạy qua sông Hồng sang giữ mặt Kinh Bắc. Trần Quang Khải vào thành mở tiệc khao quân, rồi sai người về Thanh Hóa dâng biểu báo tin thắng trận. Vua Nhân Tông thấy quân thế đã mạnh, trong 2 tháng đánh được 2 trận, quân sĩ ai nấy đều nức lòng đánh giặc, bèn rước Thượng Hoàng và cất binh mã ra đóng ở Tràng An. Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường xa cách Thoát Hoan hơn 200 dặm, cho nên chưa biết Thoát Hoan đã thua chạy về Bắc Giang rồi, bèn tiến binh vào đóng ở sông Thiên Mạc. Được mấy hôm Toa Đô biết đạo tiền quân của mình đã bại trận, mà các bến thì chỗ nào cũng có quân nhà Trần án ngữ, mới lui về đóng ở Tây Kết rồi cho người đi dò xem quân Thoát Hoan đóng ở đâu. Quân Trần từ khi đánh được trận Hàm Tử và trận Trương Dương rồi, quân thế lên cao. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, vào tâu với Nhân Tông xin tự tiến binh ra đánh Toa Đô và Thoát Hoan. Nhân Tông nghe lời ấy, cho Hưng Đạo Vương tùy ý mà sai khiến. Khi quân ra đến Tây Kết, Hưng Đạo Vương chia quân ra đánh trại quân Nguyên bị giết rất nhiều. Toa Đô tử trận, còn Ố Mã Nhi đi thuyền nhỏ trốn thoát ra biển, trốn về tàu được. Bấy giờ Thoát Hoan đóng quân ở Bắc Giang, nghe đồn Toa Đô tử trận, Ô Mã Nhi đã trốn về tàu, quân sĩ đều ngã lòng. Và lại trời đang mùa hè nóng nực khó chịu, trướng khí bốc lên, quân sĩ không hợp thủy thổ bị dịch bệnh cũng nhiều. Bởi thế có bụng muốn rút quân về. Hưng Đạo Vương biết cơ Thoát Hoan tất phải chạy, liền sai Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão dẫn 3 vạn quân phục sẵn bên sông Vạn Kiếp, sai 2 con là Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy dẫn 3 vạn quân giữ chặn đường về Châu Tư Minh. Hưng Đạo Vương tự dẫn đại quân lên Bắc Giang đánh quân Nguyên. Quân Nguyên thua chạy, Thoát Hoan dẫn bại binh chạy đến bến Vạn Kiếp, gặp Nguyễn Khoái ra đánh, quân Nguyên 10 phần tổn hại mất 5. Còn Thoát Hoan cố sức đánh lấy đường mà chạy. Quân Nguyên chạy về hướng Tư Minh, đến Vĩnh Bình, lại bị quân của Trần Quốc Nghiễn chặn đánh. Quân Đại Việt bắn tên như mưa, tướng Nguyên là Lý Hằng, Lý Quán bị trúng tên chết. Thoát Hoan phải chui vào trong ống đồng để chạy trốn, thoát được về bên tàu. Thế là đại quân của Thoát Hoan lúc đầu mới sang lừng lẫy bao nhiêu, bây giờ tan nát cả. Trong 6 tháng trời, từ tháng 12 năm 1284 đến tháng 6 năm 1285, quân Đại Việt đuổi 50 vạn quân Mông Cổ ra ngoài bờ cõi, chỉnh đốn Giang Sơn lại như cũ. Ấy cũng nhờ có tay Hưng Đạo Vương có tài đại tướng, cầm quân vững chãi, gan bền tựa sắt và lại khéo dùng lời khuyên dỗ, khiến cho bụng người cảm động, sinh lòng trung nghĩa, cho nên tướng sĩ ai nấy đều hết lòng giúp nước. Và Đại Việt thời bấy giờ vua tôi hòa hợp, lòng người như một, nhân tài lũ lượt kéo ra, cho nên quân nhà Nguyên thua tan nát là sự tất nhiên vậy. Tháng 6 năm 1285, Thoát Hoan dẫn tàn quân trở về sau thất bại trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ 2. Hốt Tất Liệt tức giận, định bắt chém hết, nhưng nhờ quân thần can ngăn mới thôi. Bấy giờ nhà Nguyên đang sắp sửa cất quân sang đánh Nhật Bản, bèn lập tức đình việc đi đánh Nhật Bản lại và sai đóng thêm 300 chiến thuyền, truyền hịch cho 3 tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây tụ tập quân sĩ, định đến tháng 8 thì cất quân đi đường Châu Khâm, Châu Liêm sang đánh nước Nam để báo thù. Tuy nhiên, quan tỉnh Hồ Nam là Tuyến Kha dâng sớ về căn rằng, quân ta bại trận mới về, kẻ mang dấu vết chưa khỏi, người đau yếu chưa dậy, xin hãy cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức ít lâu, rồi sẽ định kế xuất chinh. Vua Nguyên nghe lời, cho quân sĩ nghỉ vài tháng. Nhân Tông nghe tin Nguyên Triều sắp sửa cất quân sang đánh Đại Việt, bèn gọi Hưng Đạo Vương vào hỏi kế chống giặc. Hưng Đạo Vương tâu rằng, nước ta trước kia hưởng thái bình đã lâu, không quen chiến trận, cho nên khi quân Nguyên vào cướp còn có kẻ trốn tránh theo hàng giặc. Còn bây giờ quân ta đã quen việc chinh chiến, mà quân địch thì đi xa mỏi mệt. Cứ như ý tôi, thì chuyến này dù có quân Nguyên sang đây, ta phá cũng dễ hơn trước, xin bệ hạ đừng lo. Nhân Tông mừng rỡ, sai Hưng Đạo Vương đốc xuất các vương hầu, mộ thêm quân sĩ, sửa sang khí giới để phòng việc công thủ. Sang tháng 2 năm 1287, Nguyên Chủ sai Thoát Hoan làm đại nguyên soái đem hơn 30 vạn quân sang đánh nước Nam, giả danh đưa Trần Ích Tắc về nước, lập làm An Nam quốc vương. Lại sai Trương Văn Hổ theo đường biển tài 17 vạn thạch lương sang cấp cho quân sĩ. Qua tháng 11, Thoát Hoan chia 3 cánh quân sang đánh Đại Việt. Cánh thứ nhất theo đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và sông Lô do Ái Lỗ chỉ huy. Cánh thứ hai là quân chủ lực đi đường Châu Khâm, Châu Liêm do Thoát Hoan cùng Trình Bằng Phi, Áo Lỗ Xích dẫn theo Trần Ích Tắc tiến vào biên giới Đông Bắc. Cánh thứ ba là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phan Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương do Trương Văn Hổ phụ trách kéo theo sau. Phía Đại Việt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thống lĩnh các vương hầu chia quân trấn giữ các nơi.
Nguyễn Khoái giữ Lạng Sơn, Trần Nhật Duật giữ Bạch Hạc, Trần Quốc Toản, Lê Phụ Trần vào giữ Thanh Nghệ, tự Trần Quốc Tuấn đóng binh ở mặt Quảng Yên. Quan quân tuy đóng giữ như vậy, nhưng quân Nguyên thế mạnh, chống không nổi, phải rút về Vạn Kiếp, Thoát Hoan tiến lên chiếm giữ núi Phả Lại và núi Chí Linh, lập trại chống nhau với quân ta, rồi hợp quân với Ô Mã Nhi đánh lấy đồn Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương rút quân về giữ Thăng Long và sai tướng Dước Gia Gia tạm lánh, về Hám Nam. Nhưng sau khi bị bọn Ô Mã Nhi đuổi ngặt quá, Thượng Hoàng và Nhân Tông phải xuống thuyền ra biển đi vào Thanh Hóa. Trong khi đó, đạo quân của Ái Lỗ từ Vân Nam tiến đến Bạch Hạc giao chiến với quân của Trần Nhật Duật và giành thắng lợi, sau đó tiến thẳng về Thăng Long hội quân với Thoát Hoan ở bên bờ sông Hồng. Thoát Hoan đem binh mã tiến lên vây đánh Thăng Long, nhưng Hưng Đạo Vương dàn quân cố thủ, quân địch đánh nhiều ngày không hạ được, phải rút về giữ Vạn Kiếp, Chí Linh và Phả Lại. Quân Nguyên đóng mãi ở Vạn Kiếp, lương thực sắp cạn, Thoát Hoan bèn sai Ô Mã Nhi dẫn thủy quân ra cửa về Đại Bàng đón thuyền lương của Trương Văn Hổ. Ô Mã Nhi đem thuyền đi đến Ải Vân Đồn, gặp quân của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chặn đường không cho đi. Ô Mã Nhi thúc quân đánh giáp một trận, quân Khánh Dư thua bỏ chạy cả. Quân Nguyên kéo thẳng ra biển đi đón thuyền lương. Thượng Hoàng nghe tin thủy quân ở Vân Đồn bại trận, cho sứ gia bắt Khánh Dư về hỏi tội. Khánh Dư xin khất vài ngày để chuộc tội. Được mấy hôm, Ô Mã Nhi ra gặp thuyền lương của Trương Văn Hổ, lại đem quân trở vào đi trước dẹp đường. Trương Văn Hổ theo vào sau. Ô Mã Nhi đã phá được quân ta, trong bụng chắc rằng không còn ai ngăn trở gì nữa, cho nên khinh thường đem binh thuyền đi trước, bỏ xa Trương Văn Hổ phía sau. Khánh Dư phục quân sẵn đợi thuyền lương của Trương Văn Hổ đến thì kéo ra đánh. Quả nhiên Trương Văn Hổ tài các thuyền lương vào cửa biển Lục Thủy. Khánh Dư đổ quân ra đánh. Văn Hổ không có quân hộ tống địch không nổi, bao nhiêu lương thực khi giới bị quân của Khánh Dư cướp phá mất cả. Còn Trương Văn Hổ thì chạy xuống thuyền nhỏ trốn về Quỳnh Châu. Khánh Dư thắng trận đưa thư về báo tin. Thượng Hoàng mừng rỡ, xá tội trước không hỏi và bảo Hưng Đạo Vương rằng quân Nguyên cốt trông cậy có lương thảo khí giới nay đã bị ta cướp được cả rồi, thì thế nó không chàng cừu được nữa. Nhưng nó chưa biết tất còn đắc chí, vậy ta nên thả những quân bị bắt cho về báo tin với Thoát Hoan, thì quân sĩ của nó tất ngã lòng, bấy giờ mới phá rất dễ. Hưng Đạo Vương tuân lệnh, cho lũ quân Nguyên về. Từ đấy quân của Thoát Hoan xôn xao, có bụng muốn về tàu mà lương thực một ngày một cạn. Các tướng thấy vậy bèn vào bàn với Thoát Hoan rằng, quân ta đóng ở đây, thành trì đã không có, kho tàng lại cạn cả. Và bây giờ là đang lúc hết xuân sang hạ, khí trời nồng nực, mà những chỗ hiểm yếu đều mất cả, chi bằng hãy rút quân về, rồi sau sẽ liệu kế khác. Thoát Hoan thấy quân thế của Hưng Đạo Vương mạnh lắm, chưa thể phá được, bèn nghe lời các tướng, sai Ô Mã Nhi, phản tiếp dẫn thủy quân theo đường sông Bạch Đằng về trước. Còn mặt bộ thì sai Trình Bằng Phi, Trương Quân dẫn binh đi chặn hậu, sửa soạn rút về. Hưng Đạo Vương biết mưu ấy, bèn sai Nguyễn Khoái dẫn binh đi đường tắt đến sông Bạch Đằng, kiếm gỗ đẽo nhọn bịt sắt đóng khắp lòng sông, rồi phục binh chờ đến lúc nào nước thủy triều lên thì đem binh ra khiêu chiến, nhử cho thuyền giặc qua chỗ đóng cọc. Hễ lúc nào nước thủy triều xuống thì quay binh lại hết sức mà đánh. Lại sai Phạm Ngũ Lão dẫn quân lên phục ở Ải Nội Bàng chờ quân Nguyên chạy đến, thì đổ ra mà đánh. Những chiến thuyền của Ô Mã Nhi phản tiếp theo dòng sông Bạch Đằng, bỗng chốc thấy tướng nhà Trần là Nguyễn Khoái dẫn chiến thuyền đến khiêu chiến. Ô Mã Nhi tức giận thúc quân xông vào, Nguyễn Khoái liền quay thuyền chạy. Bấy giờ đang lúc thủy triều lên, mặt nước mênh mông, Ô Mã Nhi thấy quân ta chạy, thúc thuyền đuổi theo. Nguyễn Khoái nhử quân đi khỏi xa chỗ đóng cọc rồi mới quay thuyền lại đánh. Hai bên đang giao chiến thì đại quân của Hưng Đạo Vương đến tiếp ứng. Ô Mã Nhi phản tiếp thấy quan quân thế mạnh mới quay thuyền chạy trở lại. Khi chạy đến khúc sông có cọc đóng thì nước thủy triều đã rút xuống, thuyền của quân Nguyên vướng mắc phải cọc, đổ nghiêng đổ ngửa, đắm vỡ mất nhiều. Quan quân thừa thắng đánh cực hăng, quân Nguyên chết như dạ, máu loang đỏ cả khúc sông. Tướng Nguyên là Ô Mã Nhi, phản tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc đều bị bắt tại trận. Trận Bạch Đằng Giang tháng 3 năm 1288, lấy được chiến thuyền của quân Nguyên hơn 400 chiếc và bắt được quân sĩ rất nhiều. Thoát Hoan nghe tin quân thủy tan vỡ rồi, dẫn quân đi đường bộ chạy về đến Ải Nội Bàng, thì gặp phục binh của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Các tướng cố sức bảo vệ Thoát Hoan, vừa đánh vừa chạy. Trương Quân dẫn 3.000 quân đi bọc hậu, bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoan chạy thoát ra được cửa ải, quân sĩ 10 phần tổn hại mất 5. Bọn Thoát Hoan đang đi, thì có thám báo rằng tự cửa ải Nữ Nhi đến mãi núi Kỳ Cấp hơn 100 dặm, chỗ nào cũng có quân mai phục. Nghe tin ấy quân sĩ đều xôn xao sợ hãi, phía sau lại nghe tiếng ầm ầm quan quân đuổi theo. Thoát Hoan vội vàng sai A Bát Xích, Trương Ngọc dẫn quân đi trước mở đường, Áo Lỗ Xích đi đoạn hậu. A Bát Xích, Trương Ngọc gặp phải quan quân chặn đường phục ở hai bên sườn núi, bắn tên thuốc độc xuống như mưa. Hai tướng đều tử trận và quân sĩ chết thây nằm ngổn ngang. Còn Trình Bằng Phi hết sức bảo vệ Thoát Hoan chạy ra Đơn Kỳ, qua Lộc Châu rồi đi con đường tắt về Châu Tư Minh.
quân Nguyên sang đánh Đại Việt tuy 3 lần đều thua cả, nhưng thế nhà Nguyên vẫn rất mạnh, mà nước Nam ta sánh với nước Tàu lại là một nước nhỏ. Nếu cứ tranh chiến mãi thì sự thắng bại chưa biết thế nào, mà muôn dân lại phải lầm than, khổ sở. Vì lẽ ấy vua Nhân Tông mới chủ động dùng biện pháp ngoại giao để lập lại hòa bình. Tuy nhiên Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt vẫn muốn cất quân sang đánh báo thù. Đến năm 1294 khi đang sửa soạn binh mã thì Hốt Tất Liệt qua đời, Nguyên Thánh Tông lên ngôi mới bãi việc đánh Đại Việt. Khi đó chiến tranh mới thực sự chấm dứt. Năm 1290, Trần Thánh Tông mất, trị vì được 21 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 13 năm, thọ 51 tuổi. Đến năm 1293, vua Nhân Tông nhường ngôi cho Thái tử Thuyên tức là Trần Anh Tông. Anh Tông là một ông vua hiếu thảo và lại thông minh, cho nên việc triều chính thời bấy giờ rất kỳ cương. Trong triều lại có những người tài giỏi hết lòng giúp việc nước, văn như ông Trương Hán Siêu, võ như ông Phạm Ngũ Lão đều là người có tài trí cả. Việc học hành mở mang rộng rãi, cho nên những người có tài văn học như ông Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn đều được thi đỗ, ra làm quan giúp việc triều đình. Thật là một thời rất thịnh về đời nhà Trần vậy. Năm 1300, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mất. Ông là một đệ nhất danh tướng của nước ta, đánh giặc Nguyên có công to với nước, được phong làm Thái Sư, Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, Hưng Đạo Đại Vương. Hưng Đạo Vương làm quan đến đời vua Anh Tông thì xin về chí sĩ ở Vạn Kiếp. Khi ngài sắp mất, vua Anh Tông có ngự giá đến thăm, nhận thấy ngài bệnh nặng mới hỏi rằng Thượng Phụ một mai khuất núi, nếu có giặc phương Bắc lại sang thì làm thế nào? Hưng Đạo Vương tâu rằng, lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. Anh Tông nghe lời ấy cho là rất phải. Được mấy hôm thì ngài mất, vua cùng các quan ai nấy đều cảm thương lắm. Hưng Đạo Vương thực là hết lòng với vua, với nước, tuy rằng uy quyền lừng lẫy, mà vẫn giữ chức phận làm tôi, không dám điều gì kiêu ngạo, và ở với ai cũng thật là công chính cho nên đến khi ngài mất, tự vua quan cho đến bách tính ai cũng thương tiếc. Nhân dân nhiều nơi lập đền thờ phụng để ghi nhớ công đức của ngài. Năm 1301, Thượng Hoàng Nhân Tông đi sang Chiêm Thành ngắm phong cảnh, có ước gả Huyền Chân công chúa cho vua Chiêm là Chế Mân. Được ít lâu Chế Mân cho người đưa vàng bạc và các sản vật sang cống, lại xin dâng hai châu ô dí để làm lễ cưới. Đến năm 1306, vua Anh Tông cho công chúa về Chiêm Thành, sang năm 1307 thì thu nhận hai châu ô và châu dí, đổi tên là Thuận Châu và Hóa Châu. Huyền Chân công chúa lấy Chế Mân chưa được một năm thì Chế Mân mất, mà theo tục Chiêm Thành, hễ khi vua đã chết, thì các hậu phải hỏa thiêu chết theo. Anh Tông được tin ấy, sai Trần Khắc Trung, giả mượn tiếng vào thăm để đưa công chúa về. Năm 1308, Nhân Tông Thượng Hoàng mất ở chùa Yên Tử. Năm 1314, Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Mạnh, rồi về làm Thái Thượng Hoàng ở Phủ Thiên Trường đến năm 1320 thì mất, trị vì được 21 năm, nhường ngôi được 6 năm, thọ 54 tuổi. Thái tử Mạnh lên ngôi làm vua, tức là Trần Minh Tông. Minh Tông vốn là ông vua có lòng nhân hậu, thương yêu nhân dân, mà thời bấy giờ làm quan tại triều có Đoàn Nhữ Hài, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, đều là những người có tài trí cả, cho nên trong nước được yên trị. Giao hiếu với nước Tàu tuy rằng có lôi thôi về đường biên giới, nhưng đại khái vẫn được hòa hảo. Duy chỉ có nước Chiêm Thành hay sang quấy nhiễu ở phía nam, cho nên phải dùng binh năm 1318. Minh Tông làm vua đến năm 1329, thì nhường ngôi cho Thái tử Vượng, rồi về làm Thái Thượng Hoàng. Thái tử Vượng mới có 10 tuổi, lên làm vua tức là Trần Hiến Tông. Hiến Tông chỉ làm vua lấy vì mà thôi, quyền chính ở cả tay Minh Tông Thượng Hoàng, cho nên tuy ngài có làm vua được non 13 năm, nhưng không được tự chủ việc gì. Nước ta từ thời vua Nhân Tông và Anh Tông có giặc ai lao hay sang quấy nhiễu. Quan quân đã phải đi đánh nhiều lần, nhưng lần nào đánh xong thì cũng chỉ yên được vài ba năm, rồi giặc lại sang đánh phá. Mà quan quân có đi đánh, thì cũng đánh cho nó đừng sang ăn cướp ở đất mình nữa mà thôi, chứ không có lúc nào định chiếm giữ đất Lào cả. Bởi lẽ tại đất Lào nhiều rừng núi, phải sơn lam thủy trướng, đường xá xa xôi, vận tải khó nhọc, cho nên quân ta không ở được lâu. Còn người Lào thì họ thuộc đường xá, quen phong thổ, tiến thoái tùy tiện, thắng thì họ tiến lên đánh, bại thì họ rút quân đi, mình không biết đâu mà đuổi. Bởi thế cho nên quân ta vẫn đánh được giặc mà giặc vẫn còn, thành ra cứ phải đi đánh mãi. Hiến Tông làm vua đến năm 1341 thì mất, trị vì được 13 năm, thọ 23 tuổi. Hiến Tông không có con, Minh Tông Thượng Hoàng lập người em tên là Hạo lên làm vua, tức là Trần Dụ Tông. Trong những năm đầu, tuy Dụ Tông làm vua, nhưng quyền chính ở Minh Tông Thượng Hoàng quyết đoán cả, cho nên dẫu có phải mấy năm tai biến mất mùa đói khổ, nhưng việc chính trị còn có thứ tự. Từ năm 1358 trở đi, Thượng Hoàng mất rồi, những cựu thần như ông Trương Hán Siêu, ông Nguyễn Trung Ngạn cũng mất cả, từ đó việc chính trị trễ nải. Kẻ gian thần mỗi ngày một đắc chí. Ông Chu Văn An là một nhà danh nho thời bấy giờ và đang làm quan tại triều, thấy chính trị bại hoại, làm thất sớ trảm dâng lên xin chém 7 tên quyền thần. Vua không nghe, ông ấy từ quan về dạy học ở núi Chí Linh.
Dụ Tông về sau cứ rượu chè chơi bời, xây cung điện, đào hồ đắp núi, rồi lại cho gọi những người nhà giàu vào trong điện để đánh bạc. Bắt vương hầu công chúa phải đặt chuyện hát tuồng và bắt các quan thi nhau uống rượu. Chính sự như thế cho nên giặc cướp nổi lên như ong giấy. Dân tình khổ sở, năm nào cũng phải đói kém. Cơ nghiệp nhà Trần bắt đầu suy từ đây. Bấy giờ ở bên Tàu, nhà Nguyên đã suy, trong nước rối loạn, Chu Nguyên Chương giấy binh ở đất Từ Châu, rồi trong 15 năm dứt được nhà Nguyên dẹp yên thiên hạ, dựng nên cơ nghiệp nhà Minh. Nước Nam ta bấy giờ tuy đã suy nhược, nhưng mà nhà Minh mới định xong thiên hạ, còn phải sửa sang việc nước, chưa dòm đến nước mình, cho nên cũng chưa có việc gì quan trọng lắm. Còn ở phía Nam thì nước Chiêm Nhân lúc nhà Trần suy yếu cứ sang đánh phá. Năm 1369, vua Dụ Tông mất, không có con. Bà Hoàng Thái Hậu lập người con của Cung Túc Vương là Nhật Lễ lên ngôi. Nguyên mẹ Nhật Lễ là người con hát, lấy người hát bội tên là Dương Khương, có thai rồi mới bỏ Dương Khương mà lấy Cung Túc Vương, sinh ra Nhật Lễ. Nay lên làm vua, Nhật Lễ muốn cải họ là Dương để dứt ngôi nhà Trần, rồi giết bà Hoàng Thái Hậu và Cung Định Vương. Bấy giờ Cung Tĩnh Vương ở chỗ kinh sư cũng sợ bị hại, và lại tính khí cũng nhu nhược, không có ý tranh cạnh mới bỏ trốn lên Mạn Đà Giang. Các quan tôn thất nhà Trần mới hội nhau đem binh về bắt Nhật Lễ giết đi, rồi rước Cung Tĩnh Vương về làm vua, tức là Trần Nghệ Tông. Khi Nghệ Tông giết Nhật Lễ rồi, mẹ Nhật Lễ chạy sang Chiêm Thành, xin vua nước ấy là Chế Bồng Nga đem quân sang đánh An Nam. Quân Chiêm Nhân dịp kéo lên đánh Thăng Long. Quan quân đánh không nổi, Nghệ Tông phải lánh mình chạy sang Đông Ngạn. Quân Chiêm vào thành, đốt sạch cung điện, bắt đàn bà con gái, lấy hết các đồ báu, rồi rút quân về. Nghệ Tông là một ông vua nhu nhược, việc gì cũng để cho người ngoại thích là Lê Quý Ly quyết đoán cả. Năm 1372, Nghệ Tông truyền ngôi cho em là Kính, rồi về ở Phủ Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Thái tử Kính lên ngôi, tức là vua Duệ Tông, lập em họ của Lê Quý Ly là Lê Thị làm Hoàng hậu. Duệ Tông có tính quyết đoán hơn Nghệ Tông, nhưng mà quyền bính vẫn ở tay Nghệ Tông Thượng Hoàng cả. Bấy giờ quân Chiêm Thành cứ sang quấy nhiễu mãi, vua Duệ Tông quyết ý đi đánh báo thù, bèn hạ chiếu luyện tập quân lính, làm chiến thuyền và tích lương thảo để phòng việc chinh chiến, rồi đặt thêm quân hiệu cho Quý Ly làm tham mưu quân sự. Đến năm 1377 thì tiến quân đi đánh, kéo quân đến đánh thành Đồ Bàn là kinh đô Chiêm Thành. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga lập đồn giữ ở ngoài thành, rồi cho người sang giả hàng nói Chế Bồng Nga đã bỏ thành chạy trốn rồi, chỉ còn có thành không mà thôi, xin tiến binh sang ngay. Duệ Tông lấy điều ấy làm thật, hạ lệnh chuyển tiến binh vào thành. Khi quân gần đến thành thì bị quân Chiêm đổ ra vây đánh. Quan quân thua to, Duệ Tông tử trận, tướng sĩ quân lính 10 phần chết đến 7-8, Lê Quý Ly bỏ chạy về nước. Thượng Hoàng được tin Duệ Tông chết trận rồi, bèn lập con Duệ Tông là Hiễn lên nối ngôi, tức là vua phế đế. Quân Chiêm Thành đã phá được quân An Nam và giết được Duệ Tông rồi, biết nước Nam suy nhược cứ sang cướp phá. Quân Chiêm bấy giờ ra vào nước Nam ta như đi vào chỗ không người, cho nên trong mấy năm mà vào phá kinh thành 3 lần, 3 lần Thượng Hoàng cùng Đế Hiễn phải bỏ thành mà chạy. Thế mà đến khi giặc về rồi, cũng không sửa sang gì để phòng bị về sau, thật là làm nhục cái tiếng con cháu Trần Hưng Đạo Vương. Trong nước bấy giờ dân tình đói khổ, thuế má thì càng ngày càng nặng, giặc giã liên miên. Ở bên Tàu thì nhà Minh đã dứt được nhà Nguyên, lại có ý dòm ngó nước ta, thường cho sứ đi lại sách nhiễu điều này điều kia. Vua Nghệ Tông tuy giữ quyền chính trị, nhưng việc gì cũng dò ở Lê Quý Ly. Triều thần thì chỉ có mặt xu nịnh, người nào cũng chỉ lo lấy thân mình, việc nước an nguy thế nào không ai lo nghĩ đến. Bấy giờ Đế Hiễn thấy Thượng Hoàng yêu dùng Quý Ly, mới bàn với các quan thấy rằng nếu không trừ đi rồi sau tất thành họa. Quý Ly biết mưu ấy, đến kêu van với Thượng Hoàng. Thượng Hoàng nghe lời, xuống chiếu trách Đế Hiễn còn tính trẻ con, lại có ý hại kẻ công thần, làm nguy xã tắc, vậy phải giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương, và lập Triều Định Vương là con Nghệ Tông lên nối ngôi. Khi tờ chiếu ấy bố cáo ra ngoài, có mấy người tướng quân đã toan đưa quân vào điện cứu Đế Hiễn ra, nhưng vua viết 2 chữ giải giáp, và không cho được trái mệnh của Thượng Hoàng. Sau Đế Hiễn bị thắt cổ chết, còn những tướng sĩ đồng mưu giết Quý Ly đều bị hại cả. Nghệ Tông Thượng Hoàng đã nghe Quý Ly mà giết Đế Hiễn, rồi lập người con út của mình là Triều Định Vương lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Năm 1389, Chế Bồng Nga lại đem quân ra đánh Thanh Hóa. Thượng Hoàng sai quan đô tướng là Trần Khát Trần đem binh đi chống giữ với giặc. Bấy giờ có tên đầy tớ của Chế Bồng Nga có tội, sợ phải giết, chạy sang hàng với Trần Khát Trần. Khi Chế Bồng Nga đem hơn 100 chiếc thuyền đến gần trại của quân nhà Trần đóng, tên đầy tớ ấy chỉ thuyền của Chế Bồng Nga cho Khát Trần. Khát Trần mới truyền lấy súng bắn vào thuyền ấy. Chế Bồng Nga trúng đạn tử trận. Quan quân đổ ra đánh, quân Chiêm thấy quốc vương chết đều bỏ chạy cả. Từ khi giặc Chiêm đã yên, Lê Quý Ly càng ngày càng kiêu ngạo. Bao nhiêu những người mà không phục tùng mình thì xui Thượng Hoàng giết đi, hoàng tử, thân vương đều bị hại. Mà Thượng Hoàng thì cứ tin Quý Ly một cách lạ lùng.
Sĩ phu có người dâng sớ tâu với Thượng Hoàng rằng Quý Ly có ý muốn dòm cơ nghiệp nhà Trần, thì Thượng Hoàng lại đưa sớ cho Quý Ly xem, cho nên những người trung thần không ai nói năng gì nữa. Uy quyền của Quý Ly ngày một lớn, vây cánh ngày một nhiều, Thượng Hoàng sau tỉnh dần lại biết lấy làm sợ, nhưng đã muộn rồi, không sao được nữa. Khi Nghệ Tông mất rồi, Quý Ly lên làm phụ chính thái sư vào ở trong điện, từ đây cứ chuyên làm mọi việc để trực đường thoán đoạt. Quý Ly định rời kinh đô vào Thanh Hóa cho dễ đường thoán đoạt, bèn sai quan vào xây thành Tây Đô, nay còn di tích ở xã Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc. Năm 1396, Quý Ly bắt Thuận Tông phải rời kinh, đến năm 1397 thì ép Thuận Tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu. Thái tử Án bấy giờ mới có 3 tuổi lên làm vua, tức là Trần Thiếu Đế. Lê Quý Ly làm phụ chính tự xưng làm Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông đi. Bấy giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hàng, Thượng tướng quân Trần Khát Chân lập hội để mưu trừ Quý Ly, chẳng may sự lộ ra, bị giết cả. Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Trương Hoàng, ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của thiên tử. Đến tháng 2 năm 1400, Quý Ly phế bỏ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua thay ngôi nhà Trần. Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế, với 12 ông vua, được 175 năm, công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị luật lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra. Lại 3 lần chống với nhà Nguyên giữ được Giang Sơn, lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Chỉ có điều luân thường trong nhà thì bậy, cô cháu, anh em, trong họ cứ lấy lẫn nhau, thật là trái với thế tục. Còn như cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Dụ Tông và vua Nghệ Tông. Dụ Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc nước, và lại làm loạn cả cương kỷ để đến nỗi dân nghèo nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nối giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy. Năm 1400, Quý Ly bỏ Trần Thiếu Đế, nhưng vị tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, rồi tự xưng làm đế, đổi họ là Hồ, đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Nguyên Quý Ly là dòng dõi họ Hồ bên Tàu, thời Ngũ Đại Thập Quốc sang ở nước ta. Ông tổ của Quý Ly được một người tên Lê Huấn nhận làm con nuôi cho nên, đổi sang họ Lê, Quý Ly cướp ngôi nhà Trần xong rồi thì đổi lại họ Hồ. Quý Ly làm vua chưa được một năm thì bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương rồi làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước. Hồ Quý Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì mà thôi. Tuy nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Việc võ bị thì chỉnh đốn lại quân đội, đặt ra 4 kho để quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm khí giới, lập ra hộ tịch bắt người trong nước cứ 2 tuổi trở lên thì phải biên vào sổ. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước. Từ đó số quân lại thêm ra được nhiều. Việc học hành, thi cử đều sửa sang lại, ngoài nho học thì lấy toán học đặt thêm ra một trường nữa, trong những khoa thi đặt thêm một kỳ thi toán pháp. Nhà Hồ lại sửa hình luật và đặt ra y tỳ để coi việc thuốc thang. Việc sư thuế cũng được lập lại. Năm 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua nước ấy là Ba Đích lại, xin dâng đất Chiêm Động để giảng hòa. Quý Ly lấy đất ấy, bắt những dân không có ruộng ở các nơi khác đem vợ con vào ở để khai khẩn, vì khi vua Chiêm nhường đất, người Chiêm đều bỏ đi cả. Khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi, thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng, vì dòng dõi nhà Trần không còn người nào nữa, cho nên cháu ngoại lên thay để coi việc nước. Vua Minh Thành Tổ sau khi đã dẹp yên dư đảng nhà Nguyên ở phía Bắc, thì cho người sang tra xét biết rằng họ Hồ làm sự thoán đoạt, từ đây muốn mượn tiếng phủ Trần đánh Hồ để lấy nước Nam ta. Nhà Hồ mặc dù bên ngoài thần phục nhà Minh và theo lệ triều cống, nhưng biết thế nào rồi quân Minh cũng sang đánh, cho nên liên tục chỉnh đốn quân đội, sửa sang phòng bị. Tháng 4 năm 1406, nhà Minh sai Hoàng Trung dẫn theo 5.000 quân, mượn tiếng đưa người dòng dõi họ Trần là Trần Thiêm Bình về nước lập làm vua. Hồ Quý Ly được tin ấy, liền sai tướng lên đón ở ải Chi Lăng đánh quân Minh, bắt được Thiêm Bình đem về giết đi. Vua Minh tức giận, đến tháng 9 sai 20 vạn quân chia 2 đạo sang xâm lược Đại Ngu. Đạo thứ nhất do Trương Phụ chỉ huy từ Quảng Tây tiến sang phía tây bắc nước ta, đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam tiến sang theo đường sông Thao. Cả hai đạo hội quân ở Bạch Hạc. Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng bị, nhưng mà tướng nhà Minh biết rằng người nước Nam không phục họ Hồ, bèn làm việc kể tội họ Hồ, và nói rằng quân Tàu sang là để lập dòng dõi nhà Trần lên, cứu cho dân khỏi sự khổ sở. Trương Phụ sai viết hịch ấy vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông, trôi đến đâu, quân sĩ nước Nam bắt được, nhiều người không đánh và theo hàng quân Minh, vì thế cho nên quân Minh đi đến đâu đánh được đến đó.
Quân nhà Hồ liên tiếp thua trận ở thành Đa Bang và cửa Hàm Tử, Quý Ly và con cháu họ Hồ bị quân Minh bắt được ở Nghệ An, còn những quan lại nhà Hồ, người thì ra hàng, người thì bị bắt, người thì không chịu nhục nhảy xuống sông tự tử. Nhà Hồ chỉ làm vua được 7 năm, từ năm 1400 đến năm 1407 thì mất. Xem công việc cải cách của Hồ Quý Ly thì không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài như thế mà giả sử cứ tận trung giúp nhà Trần, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa, cũng chưa chắc đã cướp được nước Nam, mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì cái lòng tham xui khiến, sinh ra bụng muốn tranh quyền, cướp nước. Bởi thế Hồ Quý Ly mới làm sự thoán đoạt, và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước Nam. Cũng vì cái cớ ấy, cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Quý Ly. May mà sau có người đại anh hùng lên lợi hết sức ra tay trong hơn 10 năm trời, cứu vớt được người mình ra khỏi tay quân Tàu, chứ không thì cái khổ làm nô lệ nước Tàu biết khi nào mới giải thoát được. Nhà Minh mượn tiếng phù Trần diệt Hồ, đến khi bắt được cha con Quý Ly rồi, lại bày kế để chiếm giữ nước Nam, giả treo bảng gọi con cháu họ Trần, rồi bắt quan lại và kỳ lão làm tờ khai rằng, họ Trần không còn ai nữa và đất An Nam vốn là đất giao châu ngày trước, nay xin đặt quận huyện như cũ. Nhà Minh lấy cớ giả dối ấy, chia ta ra làm 17 phủ, 5 châu, đặt quan lại người Tàu cai trị, bố trí quân đội giữ những nơi hiểm yếu. Bấy giờ có Giản Định Vương là con thứ vua Nghệ Tông chạy đến Yên Mô, Ninh Bình, gặp Thổ Hào ở Trường Yên là Trần Triệu Cơ, đem dân chúng đi theo, bèn xưng là Giản Định Hoàng đế, để nối nghiệp nhà Trần, đặt niên hiệu là Hưng Khánh, sử sách gọi là nhà Hậu Trần. Giản Định khởi nghĩa chống với quân Minh, nhưng vì quân Minh mới góp nhặt được, đánh không nổi, phải thua chạy vào Nghệ An. Bấy giờ có nhiều nơi nổi lên chống quân Minh, sau đều theo phục Giản Định đế, cho nên quân thế của Giản Định mới mạnh lên, chiếm được đất từ Nghệ An trở vào. Năm 1408, Giản Định hội quân các nơi tiến ra đánh Đông Đô, vua Minh biết tin sai Mộc Thạnh đem 4 vạn quân ở Vân Nam sang đánh dẹp. Mộc Thạnh vào đến bến Bồ Cô, thuộc Nam Định ngày nay, thì gặp quân Trần, hai bên giao chiến rất ác liệt, quân Minh thua chạy về Cổ Lộng. Quân thế đang trong lúc lên cao thì nội bộ nhà Hậu Trần lục đục, vua Giản Định lại nghe lời gièm pha, bắt Đặng Tất và quan tham mưu là Nguyễn Cảnh Trân đem giết đi, thành ra lòng người chia rẽ. Bấy giờ con ông Đặng Tất là Đặng Dung và con ông Nguyễn Cảnh Trân là Nguyễn Cảnh Dị, thấy thân phụ bị giết, bỏ vua Giản Định đem quân bản bộ về Thanh Hóa, rước cháu vua Nghệ Tông là Quý Khoách Tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Trùng Quang. Lúc ấy vua Giản Định đương chống nhau với quân nhà Minh ở thành Ngự Thiên. Quý Khoách sai tướng là Nguyễn Súy ra đánh lẻn bắt đem về Nghệ An. Quý Khoách Tôn Giản Định lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng lo việc khôi phục. Vua nhà Minh thấy Mộc Thạnh bại binh, lại sai Trường Phụ đem binh sang cứu viện. Quân nhà Trần bấy giờ chia ra là mấy đạo đóng giữ ở Hải Dương. Trường Phụ sang đến nơi, tiến binh đánh đuổi, Giản Định đem binh thuyền chạy về đến huyện Mỹ Lương thì bị bắt giải về Kim Lăng, còn Quý Khoách bỏ chạy về Nghệ An. Năm 1410, Trần Quý Khoách cùng Nguyễn Cảnh Dị lại đem quân ra đánh quân Minh ở Hồng Châu, được thắng trận, rồi lại ra đóng ở Bình Than. Nhiều nơi lại nổi lên đánh quân Minh, nhưng chỉ vì quân không có thống nhất, hiệu lệnh bất nhất, cho nên đến khi quân giặc đến đánh, quân nhà Trần lại thua, phải chạy về Nghệ An. Đến năm 1413, Trường Phụ đưa quân đánh Nghệ An, quân Quý Khoách bấy giờ 10 phần chỉ còn 3-4, lương thực lại không có, phải bỏ chạy vào Hóa Châu. Trường Phụ đem quân vào Thuận Hóa, Quý Khoách thế yếu quá không thể chống với quân giặc được nữa, phải vào ẩn núp ở trong rừng núi. Chẳng được bao lâu Trần Quý Khoách, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung, Nguyễn Súy đều bị bắt và phải giải về Yên Kinh. Đi đến giữa đường, Quý Khoách nhảy xuống bể tự tử, bọn ông Đặng Dung cũng tử tiết cả. Nhà Hậu Trần nổi lên toàn đường khôi phục, nhưng hiềm vì nỗi lòng người còn ly tán, thế lực lại hèn yếu, cho nên chỉ được 7 năm thì mất. Do Trùng Quang Đế và Giản Định Đế đều là con cháu của vua Nghệ Tông, dòng dõi nhà Trần, có công lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm, cho nên dù thất bại trong việc khôi phục nước Đại Việt, họ vẫn được sử sách và nhân dân coi là hai vị vua chính thống của nhà Trần. Sau khi dẹp yên được cuộc khởi nghĩa ở nước Nam, bọn Trương Phụ và Mộc Thạnh về Tàu. Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc trong nước để khiến cho người nước Nam đồng hóa với người Tàu, lập ra đền miếu, bắt người mình cúng tế theo tục phương Bắc, rồi tư cách ăn mặc cho trí sự học hành, việc gì cũng bắt theo như người Tàu cả. Lại đặt ra thuế lệ, bổ thêm sư dịch để lấy tiền của, làm cho dân ta bấy giờ phải nhiều điều khổ nhục. Còn bao nhiêu sách vở của nước Nam, từ nhà Lý, Trần về trước thì thu lấy cả rồi đem về, những sách ấy bây giờ không biết mất đâu cả, không thấy quyển nào nữa, thật là một cái thiệt hại cho người nước mình. Từ khi nhà Minh sang cai trị nước Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa.
May lúc ấy có một đấng anh hùng đứng lên, dựng cờ nghĩa để chống với giặc Minh, trong 10 năm giành lại được Giang Sơn cũ và xây đắp lại nền độc lập tự chủ. Sau khi đánh bại nhà Hồ, nhà Minh đặt Ách Đô Hộ lên nước Việt, đặt nước Việt trở thành quận giao chỉ. Người Việt lập tức nổi lên chống quân Minh, mà lớn nhất là của nhà Hậu Trần, đã có những thời điểm tưởng chừng có thể khôi phục lại Giang Sơn Đại Việt. Tuy nhiên, do sự thiếu đoàn kết giữa các thủ lĩnh quân nổi dậy người Việt, quân Minh vừa mua chuộc gây chia rẽ, vừa khủng bố trấn áp rất tàn bạo, hòng đè bẹp mọi ý chí phản kháng của người Việt. Mặc dù vậy, dưới sự cai trị tàn bạo, khắc nghiệt của nhà Minh, người Việt rất oán hận, luôn ấp ủ chờ thời cơ nổi dậy. Lê Lợi là người làng Lam Sơn, Thanh Hóa, đã có mấy đời làm nghề canh nông, nhà giàu có, lại hay giúp đỡ kẻ nghèo khổ, cho nên mọi người đều kính phục. Ông là người khẳng khái, có chí lớn, quan nhà Minh nghe tiếng đã mấy lần dụ dỗ làm quan, nhưng ông không chịu khuất phục, thường nói rằng trượng phu sinh ở đời phải nên cứu nạn lập công, sao lại chịu khổ làm tôi tớ người ta. Bèn giấu tiếng ở cõi Sơn Lâm, chiêu nạp hào kiệt. Đến năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi khởi binh ở núi Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương, rồi truyền hịch đi các nơi cùng chống quân Minh. Khi đó, quân Minh đã thiết lập được sự cai trị trên đất Đại Việt với 5 vạn quân, voi ngựa hàng trăm con. Cuộc khởi nghĩa mở đầu được Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô Đại Cáo. Vừa khi cờ nghĩa giấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh, tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Thời kỳ hoạt động ở vùng núi Thanh Hóa là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khởi nghĩa. Trong thời gian đầu, lực lượng của quân Lam Sơn chỉ có vài ngàn người, lương thực thiếu thốn, thường chỉ thắng được vài trận nhỏ và hay bị quân Minh đánh bại. Bị quân Minh vây đánh nhiều trận, quân Lam Sơn khốn đốn 3 lần phải rút chạy lên núi Chí Linh những năm 1418, 1419 và 1422. Trong một lần bị quân Minh vây gắt ở núi Chí Linh, quân sĩ hết lương, một nghĩa sĩ của Lê Lợi là Lê Lai theo gương kỳ tím nhà Tây Hán, phải đóng giả làm Lê Lợi, dẫn quân ra ngoài nhử quân Minh. Quân Minh tưởng là bắt được chúa Lam Sơn nên lơi lỏng phòng bị, Lê Lợi và các tướng lĩnh thừa cơ mở đường khác chạy thoát. Lê Lai bị quân Minh giải về Đông Quan và bị giết. Ngoài quân Minh, Lê Lợi và quân Lam Sơn còn phải đối phó với một bộ phận các tù trưởng miền núi tại địa phương theo nhà Minh và quân nước Ai Lao bị xúi dục hùa theo. Dù gặp nhiều khó khăn, quân Lam Sơn mấy lần đánh bại quân Ai Lao có lực lượng đông hơn. Tuy nhiên do lực lượng chưa đủ mạnh nên Lê Lợi thường cùng quân Lam Sơn phải ẩn náu trong rừng núi, nhiều lần phải ăn rau củ và mang che lâu ngày, có lần ông phải giết cả voi và ngựa chiến của mình để cho tướng sĩ ăn. Trước tình thế hiểm nghèo, Lê Lợi phải xin giảng hòa với quân Minh năm 1422. Đến năm 1423, khi thực lực được củng cố, lại thấy quân Minh bắt giữ sứ giả, Lê Lợi liền tuyệt giao cắt đứt giảng hòa. Năm Quý Mão 1424, Lê Lợi theo kế của Nguyễn Trích quyết định đưa quân vào đồng bằng Nghệ An. Tiến vào Nghệ An là một bước ngoặt về chiến thuật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trên đường đi, quân Lam Sơn hạ thành Đa Căng do Lương Nhữ Hốt giữ, đánh lui quân cứu viện của viên tù trưởng địa phương theo quân Minh là Cầm Bành. Sau đó, quân Lam Sơn đánh thành Trà Lân. Tướng Minh là Trần Chí mang quân từ Nghệ An tới cứu Cầm Bành, bị quân Lam Sơn đánh lui. Lê Lợi vây Cầm Bành, Trần Chí đóng ngoài xa không dám cứu. Bị vây ngặt lâu ngày, Cầm Bành phải đầu hàng. Năm Mất Tỵ 1425, Lê Lợi đem binh vào đánh thành Nghệ An. Quân Lam Sơn bao vây thành, tướng Minh là Trần Chí cố thủ trong thành không dám ra đánh. Bọn Lý An ở Đông Quan phải đem quân đi đường biển vào cứu, quân của Trần Chí ở trong thành cũng đổ ra đánh. Lê Lợi dùng kế nhử quân Minh đến cửa sông Độ Gia, rồi dùng phục binh đánh tan quân giặc. Trần Chí bỏ chạy về Đông Quan, còn Lý An lại chạy vào thành Nghệ An. Đến tháng 5 năm 1425, Lê Lợi lại sai Đinh Lễ đem quân ra đánh Diễn Châu, quân Minh thua chạy về Tây Đô, Thanh Hóa. Sau đó ông lại điều Lê Sát, Lưu Nhân Chú tiếp ứng cho Đinh Lễ đánh ra Tây Đô, quân Minh ra đánh lại bị thua phải rút vào cố thủ trong thành. Lê Lợi một mặt xiết vòng vây quanh thành Nghệ An và Tây Đô, mặt khác sai Trần Nguyên Hãn, Doãn Nỗ đem quân vào Nam đánh Tân Bình, Thuận Hóa. Quân Lam Sơn đi đến Bố Chính thì gặp tướng Minh là Nhâm Năng, hai bên đánh nhau, quân Minh bị phục binh đánh chạy tan cả. Bấy giờ lại có đạo thủy quân của Lê Ngân đem hơn 70 chiếc thuyền đi đường biển vào tiếp ứng. Trần Nguyên Hãn liền đem cả thủy bộ tiến lên đánh, hạ được cả hai thành, lại mua thêm mấy vạn quân đưa ra đánh mặt Bắc. Từ đây, binh thế của Lê Lợi ngày một mạnh. Nghĩa quân đã làm chủ toàn bộ đất đai từ Thanh Hóa trở vào, các thành địch đều bị bao vây. Năm Bính Ngọ 1426, Lê Lợi nhận thấy tinh binh của quân Minh đều ở Nghệ An, ngoài Đông Đô không có bao nhiêu người, bèn chia quân cho các tướng làm ba cánh bắc tiến. Lê Triện,
Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả ra phía Tây Bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông Bắc, Đinh Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan. Quân Lam Sơn đi đến đâu giữ kỷ luật rất nghiêm, không xâm phạm đến của ai chút gì, cho nên lòng người đều theo phục. Tướng Minh là Trần Chí đem binh ra đóng ở Ninh Kiều để trấn giữ, quân Lê Triện đến đánh, Trần Chí thua chạy. Chợt có tin báo rằng hơn 10,000 quân Vân Nam sang cứu, Lê Triện sợ hai đạo quân Minh hợp lại thì khó đánh, bèn chia hơn 1,000 quân cho Phạm Văn Xảo đi đón chặn đường quân Vân Nam, còn mình thì đem quân đi đánh Trần Chí ở Đông Quan. Viện quân từ Vân Nam do Vương An Lão chỉ huy kéo sang, nhưng bị Phạm Văn Xảo phá tan. An Lão chạy về cố thủ ở thành Tam Giang. Trần Chí thấy mất viện binh bèn cầu viện Lý An ở Nghệ An. Lý An và Phương Chính để Thái Phúc ở lại giữ thành Nghệ An, mang quân vượt biển ra cứu Đông Quan. Lê Lợi biết tin liền giao cho Lê Văn An, Lê Văn Linh vây thành, còn mình đuổi theo Lý An ra Bắc. Từ khi quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An đến giờ, đánh đâu được đó, thành thế lừng lẫy, khiến quân Minh phải khiếp sợ, đem tin về báo cho Minh Triều biết. Minh Đế liền sai Vương Thông và Lý Anh đem 50,000 quân sang cứu Đông Quan. Trần Chí và Phương Chính bị cách chức, bị đặt dưới quyền Vương Thông sai khiến để lấy công chuộc tội. Vương Thông sang đến Đông Quan, hội quân sĩ lại được 10,000, chia cho Phương Chính, Mã Kỳ ra chặn đánh quân Lam Sơn. Lê Triện, Đỗ Bí đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm, lại đánh luôn cánh quân của Chính. Cả hai tướng thua chạy, về nhập với quân Vương Thông ở Cổ Sở. Lê Triện lại tiến đánh Vương Thông, nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua phải rút về Cao Bộ, sai người cầu cứu Nguyễn Xí. Nguyễn Xí và Đinh Lễ đem quân đến đặt phục binh ở Tốt Động, Trúc Động, ngày nay thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nhân biết Vương Thông định chia đường đánh úp Lê Triện, hai tướng bèn tương kế tự kế dụ Thông vào ổ mai phục Tốt Động. Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp, Lý Lượng và 50,000 quân bị giết, 10,000 quân bị bắt sống. Thông cùng các tướng chạy về cố thủ ở Đông Quan. Lê Lợi được tin thắng trận, liền sai Trần Nguyên Hãn, Bùi Bị chia hai đường thủy bộ cùng tiến ra gần Đông Quan hạ trại. Vương Thông cố thủ trong thành không dám ra đánh, viện cớ tìm lại tờ chiếu của vua Minh Thành Tổ năm 1407 khi đánh nhà Hồ, có nội dung muốn lập lại con cháu nhà Trần, ra điều kiện với Lê Lợi rằng Thông sẽ rút về nếu Lê Lợi lập con cháu nhà Trần làm vua. Lê Lợi vì đại cuộc, muốn quân Minh nhanh chóng rút về nên đồng ý. Ông sai người tìm được Trần Cao bèn lập làm vua, còn ông tự xưng là vệ quốc công. Vương Thông ngoài mặt giảng hòa, nhưng lại sai quân đào hào cắm trong phòng thủ và mật sai người về nước xin cứu viện. Lê Lợi biết chuyện liền cắt đứt giảng hòa. Sau khi cắt đứt giảng hòa, Lê Lợi sai các tướng đi đánh chiếm các thành ở Bắc Bộ như Tam Giang, Sương Giang, Chí Linh, không lâu sau đều hạ được. Đầu năm 1427, Lê Lợi chia quân tiến qua sông Nhị Hà, đóng dinh ở Bồ Đề, sai các tướng đánh thành Đông Quan. Quân Minh ngày một yếu thế, tướng nhà Minh giữ thành Nghệ An, Diễn Châu là bọn Thái Phúc, Tiết Tụ đều nộp thành xin hàng. Lê Lợi sai thượng thư bộ lại là Nguyễn Trãi làm hịch dụ địch ở các thành khác ra hàng. Nhưng cũng vì thế quân Minh đã yếu thế, nên quân ta có ý khinh địch. Nhân lúc quân Lam Sơn vây thành Đông Quan có vẻ lơi lỏng, quân Minh ở Đông Quan ra đánh úp. Lê Triện tử trận ở Từ Liêm, Đinh Lễ và Nguyễn Xí bị bắt ở Thanh Trì. Đinh Lễ bị giặc giết hại, sau Nguyễn Xí lợi dụng một đêm mưa giông mà trốn thoát được. Cuối năm 1427, vua Minh tuyên tông điều viện binh cứu Vương Thông, sai Liễu Thăng mang 10,000 quân tiến sang từ Quảng Tây, Mộc Thạnh mang 50,000 quân từ Vân Nam kéo sang. Đây là hai tướng đã từng sang đánh Việt Nam thời nhà Hồ và nhà Hậu Trần. Nghe tin có viện binh, nhiều tướng muốn đánh để hạ gấp thành Đông Quan. Tuy nhiên, Lê Lợi cho rằng đánh thành là hạ sách vì quân trong thành Đông, chưa thể lấy ngay được. Nếu bị viện binh đánh kẹp vào thì nguy, do đó ông quyết định điều quân lên chặn đánh viện binh trước để nản lòng địch ở Đông Quan. Đầu tiên, ông ra lệnh rời người ở những vùng địch đi qua như Lạng Giang, Bắc Giang, Quy Hóa, Tuyên Quang để đồng không, cô lập địch. Biết cánh Liễu Thăng là quân chủ lực, ông sai Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Văn Linh, Đinh Liệt mang quân phụ ở Chi Lăng, lại sai Lê Văn An, Nguyễn Lý mang quân tiếp ứng. Đối với cánh quân Mộc Thạnh, ông biết Thạnh là viên tướng lão luyện, sẽ ngồi chờ thắng bại của Liễu Thăng mới hành động nên hạ lệnh cho Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả cố thủ không đánh. Khi Liễu Thăng tiến đến biên giới, tướng trấn giữ là Trần Lựu liên tục giả vờ thua chạy từ ải Nam Quan về ải Lưu rồi lại lui về Chi Lăng. Ngày 18 tháng 9 âm lịch, Liễu Thăng đuổi đến Chi Lăng. Trần Lựu lại thua, Thăng đắc thắng mang 100 quân kỵ đi trước. Ngày 20, Thăng bị phục binh của Lê Sát, Trần Lựu đổ ra chém chết. Các tướng thừa dịp xông lên đánh địch, giết hơn 10,000 quân, chém được Lương Minh, Lý Khánh tự vẫn. Tướng Minh còn lại Hoàng Phúc, Thôi Tụ cố kéo về thành Sương Giang thế thủ, nhưng đến nơi mới biết thành đã bị quân Lam Sơn hạ, phải đóng quân ngoài đồng không. Lê Lợi sai Trần Nguyên Hãn chặn đường Vận Lương, sai Phạm Vấn, Nguyễn Xí tiếp ứng cho Lê Sát cùng Sáp đánh, giết 50,000 quân Minh ở Sương Giang. Hoàng Phúc, Thôi Tụ và hơn 30,000 quân bị bắt.
do quyết tâm không quy hàng, Thôi Tụ bị giết. Hoàng Phúc bị bắt khi định chạy theo Ngả Chi Lăng, y cùng Quẫn định tự sát thì thuộc hạ quỳ xuống van xin ngăn lại, Lê Lợi biết chuyện khen ngợi. Tới ngày 17 tháng 12 năm 1427 thì cho người thả về Trung Quốc. Mộc Thạnh nghe tin Liễu Thăng thua to nên kinh hồn, bèn rút chạy. Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đuổi theo chém hơn 10,000 quân, bắt sống 1,000 người ngựa. Vương Thông nghe tin hai đạo viện binh bị đánh tan, sợ hãi xin giảng hòa để rút quân. Lê Lợi đồng ý cho giảng hòa để quân Minh rút về nước. Ông cùng Vương Thông tiến hành làm lễ thề trong thành Đông Quan, hẹn đến tháng Chạp âm lịch năm Đinh Mùi 1427 rút quân về. Lê Lợi đứng tên Trần Cao là người đang làm vua trên danh nghĩa, sai sứ dâng biểu cho nhà Minh xin được phong. Vua Minh biết Lê Lợi không có ý tôn Cao, nhưng vì bị thua mãi nên đồng ý phong cho Trần Cao làm An Nam quốc vương. Tháng Chạp, Vương Thông rút quân về nước. Các tướng muốn giết địch để trả thù tội ác khi cai trị Đại Việt, Lê Lợi không đồng tình vì muốn giữ hòa khí hai nước, cho nên ông phán. Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng cái bản tâm người có nhân không muốn giết người bao giờ. Và người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn giận một lúc mà chịu cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về đời sau, lại để tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử xanh. Thế rồi ông cấp thuyền và ngựa cho quân Minh về. Sau khi quân Minh rút về, trên danh nghĩa Trần Cao là vua Đại Việt. Theo sử sách, đầu năm 1428, Trần Cao tự biết mình không có công, lòng người không theo nên bỏ trốn vào Châu Ngọc Ma nhưng không thoát, bị bắt mang về và bị ép uống thuốc độc chết. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, tức là vua Lê Thái Tổ, chính thức khôi phục nước Đại Việt, dựng lên cơ nghiệp nhà hậu Lê, kéo dài gần 400 năm sau này. Ông bắt tay vào việc thiết lập chính quyền trung ương và địa phương, chấn hưng kinh tế, giáo dục, đặt ra luật pháp, lễ nhạc, mở ra một kỷ nguyên thịnh trị cho nước Việt. Đại Việt thịnh đạt từ đây. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, tức là vua Lê Thái Tổ, đặt quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô ở Đông Kinh. Vua Thái Tổ sai sứ sang cầu phong bên Tàu, nhưng mà nhà Minh không chịu, bắt phải tìm con cháu nhà Trần để lập lên làm vua. Sứ nhà Minh đi về 2-3 lần, sau vua Thái Tổ bắt các quan viên và phụ lão trong nước làm tờ khai rằng con cháu nhà Trần thật không còn ai nữa và xin phong cho ngài làm vua nước Nam. Vua Minh thấy vậy mới thuận phong vương cho ngài. Từ đấy Lệ cứ 3 năm phải sang cống nhà Minh một lần. Việc cầu phong và chịu cống nước Tàu là việc bất đắc dĩ, vì rằng nước ta đối với nước Tàu chỉ là một nước nhỏ, nếu mà cứ kháng cự, không chịu kém một tí thì không bao giờ yên được. Tuy bên ngoài như thế, nhưng kỳ thực bên trong vẫn tự chủ, chứ người Tàu không xâm phạm gì đến việc nước mình. Thế cũng là một sự giao thiệp khôn khéo, làm cho nước được yên trị. Vua Thái Tổ lên ngôi rồi, phong thưởng cho các công thần. Bên văn thì ông Nguyễn Trãi đứng đầu, bên võ thì ông Lê Vấn đứng đầu. Cả thảy là 227 người đều được quốc tính cả. Thái Tổ sửa sang việc học hành, đặt trường quốc tử giám ở Kinh Đô, mở nhà học và đặt thầy dạy nho học ở các phủ và các lộ để cho người văn học vào dạy. Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài ra giúp việc nước. Nhà vua định ra phép quân điền để lấy ruộng đất chia cho mọi người, từ quan đại thần cho đến những người già yếu khô quả, ai cũng có một phần ruộng, khiến cho sự giàu nghèo ở trong nước khỏi chênh lệch nhiều. Khi giặc Minh hãy còn ở nước Nam thì phải cần có nhiều quân binh, cho nên lúc quân nước Nam ta mới ra Đông Đô, cả thảy được 25,000. Sau lấy được Đông Đô rồi, nhà vua cho 15,000 về làm ăn, chỉ để lại 10,000 để phòng vệ, rồi lại chia quân ra làm 5 phiên, một phiên ở lại Lưu Ban còn 4 phiên cứ lần lượt thay đổi nhau mà về làm ruộng. Thái Tổ là một ông vua anh tài, đánh đuổi được giặc Minh mà việc trong nước sửa sang cũng được nhiều, nhưng khi ngài lên làm vua rồi, có tính hay nghi ngờ, chém giết những người công thần như ông Trần Nguyên Hãn và ông Phạm Văn Xảo. Hai ông ấy giúp ngài đã có công to, về sau vì sự gièm pha mà phải chết oan cả, nghĩ mà buồn thay. Năm 1433, vua Thái Tổ mất, trị vì được 6 năm, thọ 49 tuổi. Thái tử Lê Nguyên Long mới có 11 tuổi lên ngôi, tức là vua Thái Tông, đại tư đồ Lê Sát làm phụ chính. Lê Sát là một người ít học nhưng vì trước theo vua Thái Tổ lập nhiều công lao, cho nên được giữ chức trọng trong triều đình. Nay lên làm phụ chính thường hay cậy quyền, trái phép, làm nhiều điều kiêu ngạo, triều thần hễ ai không phục tùng thì tìm cách làm hại. Vua Thái Tông tuy còn trẻ tuổi nhưng vốn thông minh, làm vua được ít lâu nhận ra Lê Sát lộng quyền, bèn sai người giết Lê Sát đi để thu lấy quyền. Đời Thái Tông làm vua thì trong nước phải mấy năm đại hạn, lũ lụt và côn trùng làm hại mùa màng. Ở Mạn Mường Mán lại có đôi ba đám giặc nổi lên làm loạn, có khi vua phải thân chinh đi đánh, sau cũng dẹp yên được. Còn việc giao thiệp với các nước lân bang như Simla, Chiêm Thành, Ai Lao thì những nước ấy đều có sứ thần đi lại và thường có tiến cống cả. Việc học hành được chỉnh đốn lại, Lệ cứ 5 năm một lần thi hương, 6 năm một lần thi hội.
đến năm 1442 mở khoa thi tiến sĩ, những người thi đỗ đều được khắc tên vào bia đá để phấn chấn lòng người văn học. Các tiến sĩ được khắc tên vào bia ở văn miếu khởi đầu từ đó. Tháng 9 năm 1442, Thái Tông đi duyệt binh ở huyện Chí Linh. Bấy giờ ông Nguyễn Trãi đã về Chí Sĩ ở trại Côn Sơn, huyện Chí Linh. Khi vua đi qua có vào thăm, và thấy người vợ lẽ ông ấy là Nguyễn Thị Lộ có tài sắc, bèn bắt theo hầu. Đi đến huyện Gia Định, Bắc Ninh thì vua mất. Triều đình đổ tội cho Nguyễn Thị Lộ giết vua, bắt Nguyễn Trãi làm tội và tru di cả ba họ, làm ra vụ án Oan Lệ Chi Viên nổi tiếng trong lịch sử. Mãi đến năm 1464 thời vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi mới được minh oan. Thái Tông làm vua được 9 năm, thọ 20 tuổi. Thái tử Băng Cơ mới 2 tuổi lên ngôi, tức là Lê Nhân Tông, bà tuyên từ Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính. Trong vòng 10 năm đầu giữ ngôi, nhà vua nhờ sự giúp sức của Thái Hậu và các tể tướng, đại thần như Lê Khả, Lê Thụ, Lê Liệt đã giữ được sự yên ổn trong nước. Còn ở ngoài, thì vua nước Chiêm Thành là Bí Cai cứ hay sang cướp phá ở đất Hóa Châu. Quan quân đã mấy phen vào đánh đuổi, nhưng vẫn không chừa. Đến năm 1446, triều đình sai Lê Thụ, Lê Khả đem quân sang đánh Chiêm Thành lấy được thành Đồ Bàn, bắt được Bí Cai đem về Đông Kinh. Năm 1448 lại có sứ Bồn Man Si nội thuộc nước ta, đặt làm Châu Quy Hợp. Tuy vậy, nhưng vì bà Thái Hậu hay nghe những lời nói dèm, giết các quan cựu thần như là Lê Khả, Lê Khắc Phục, làm cho nhiều người không phục. Năm 1453, Nhân Tông bắt đầu chấp chính. Trước hết ngài truy tặng cho những người công thần, và cấp ruộng quan điền cho con cháu các ông Lê Sát, Lê Ngân và Lê Khắc Phục. Lại sai ông Phan Phù Tiên làm bộ quốc sử, kể từ vua Thái Tông nhà Trần cho đến khi thuộc nhà Minh, cả thảy là 10 quyển. Vua Nhân Tông có thể coi là một ông vua hiền, nhưng chẳng may ngài có người anh là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân, trước đã làm thái tử, sau vì người mẹ có tội cho nên phải bỏ. Đến năm 1459, Nghi Dân đồng mưu với bọn Lê Đắc Ninh, Phạm Đồn, Phan Ban và Trần Lăng, nửa đêm trèo thành vào giết Nhân Tông và Hoàng Thái Hậu, tự xưng làm vua, rồi cho sứ sang tàu cầu phong. Nhân Tông trị vì được 17 năm, thọ 19 tuổi. Lê Nghi Dân ở ngôi được 8 tháng, nhưng vì tính hay nghe lời vua nịnh, chém giết kẻ cựu thần, cho nên lòng người không ai phục. Đến tháng 6 năm 1460 thì bị các quan đại thần là Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Nguyễn Đức Trung làm binh biến giết chết. Các đại thần xét trong các con của Lê Thái Tông, còn lại gia vương Lê Tư Thành thông minh, hiền đức, bèn thỉnh ý đưa gia vương lên ngôi hoàng đế, tức là Lê Thánh Tông. Nghi Dân mang tội giết vua cướp ngôi, cho nên không được sử sách coi là một vị vua chính thống của nhà hậu Lê. Thánh Tông là một ông vua thông minh, thờ mẹ rất có hiếu, ở với bề tôi đối đãi lấy lòng thành. Trong thời gian ngài trị vì, sửa sang được nhiều việc chính trị, mở mang sự học hành, chỉnh đốn các việc võ bị, đánh dẹp nước Chiêm, nước Lào, mở thêm bờ cõi, khiến cho nước Nam ta bấy giờ được văn minh thêm ra và lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cường thịnh như vậy, sử sách và người đời sau gọi là thời kỳ Hồng Đức thịnh thế. Thánh Tông lên ngôi rồi phong tước và cấp ruộng quan điền cho các công thần. Ngài lại truy tặng những người công thần bị giết oan ngày trước và cho tìm con cháu ông Nguyễn Trãi về, cấp cho 100 mẫu ruộng để phụng thờ tổ tiên. Những người mà được quốc tính, nay ngài cho phục tính lại để cho khỏi mất tên họ. Thánh Tông lại sai các quan vẽ địa đồ nước ta, năm 1479 sai Ngô Sĩ Liên làm bộ Đại Việt sử ký toàn thư, kể từ thời Hồng Bàng cho đến Lê Thái Tổ. Năm 1470, vua nước Chiêm là Trà Toàn đem quân sang đánh phá ở đất Hóa Châu, rồi cho người sang bên tàu cầu viện binh. Thánh Tông cho sứ sang tàu kể chuyện Trà Toàn làm nhiễu, rồi ngài thân chinh dẫn 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Quan quân tiến lên đánh lấy cửa thị nại. Trà Toàn thua, rút quân về giữ kinh thành Đồ Bàn. Quân Đại Việt kéo đến vây đánh, phá được thành, bắt được Trà Toàn. Bấy giờ có tướng Chiêm Thành là Bô Trì chỉ chạy về đất Phan Lung, sai sứ vào cống và xin xưng thần. Thánh Tông có ý muốn làm cho nước Chiêm yếu đi cho dễ bề cai trị, mới chia đất ra làm ba nước, phong làm ba vua. Một nước gọi là Chiêm Thành, một là Hoa Anh và một nước nữa là Nam Bàn. Còn đất Đồ Bàn, đất Đại Chiêm và đất Cổ Lũy thì vua Thánh Tông lấy để lập thêm đạo Quảng Nam, có ba phủ, chín huyện rồi đặt quan cai trị. Từ khi vua Thánh Tông đánh được Chiêm Thành rồi, thanh thế nước Nam lừng lẫy, nước Lào và các mương ở phía Tây đều về triều cống cả. Đến năm 1479, có tù trưởng xứ Bồn Man là Cầm Công có ý làm phản, xui người lão qua đem binh quấy nhiễu ở miền Tây nước ta. Thánh Tông liền sai quan thái úy là Lê Thọ Vực cùng với các tướng chia năm đạo sang đánh, trận ấy quân Đại Việt được toàn thắng. Gây nên sự đánh lão qua là cũng vì họ Cầm ở Bồn Man muốn làm điều phản nghịch. Nguyên đất Bồn Man trước đã xin nội thuộc, đổi làm Châu Quy Hợp, nhưng vẫn để cho tù trưởng là họ Cầm được đời đời làm phụ đạo. Sau đổi làm Trấn Ninh Phủ, có 7 huyện và đặt quan phủ huyện để giám trị. Nay Cầm Công nổi lên đánh đuổi quân Đại Việt chiếm lấy đất. Thánh Tông sai ông Lê Niệm đem binh đi đánh. Cầm Công đánh thua chết, còn những người Bồn Man xin hàng. Thánh Tông phong cho người họ hàng của Cầm Công là Cầm Đông làm tuyên úy đại sứ và đặt quan cai trị như trước.
Nước ta bấy giờ tuy phải theo lệ xưng thần với nhà Minh, nhưng vua Thánh Tông vẫn hết lòng phòng bị mặt Bắc. Ngài bảo với triều thần rằng, ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của vua Thái Tổ để lại. Ngài có lòng vì nước như thế, cho nên dẫu nước Tàu có ý muốn dòm ngó cũng không dám làm gì. Và lại quân Đại Việt bấy giờ đi đánh Lào, dẹp Chiêm, thanh thế lừng lẫy, nhà Minh cũng phải lấy lễ nghĩa mà đối đãi, cho nên sự giao thiệp của hai nước vẫn được hòa bình. Xem những công việc của vua Thánh Tông thì ngài thật là một đấng anh quân. Những sự văn trị và sự võ công ở nước Nam ta không có đời nào thịnh hơn là đời Hồng Đức. Thánh Tông làm vua đến năm 1497 thì mất, trị vì được 38 năm thọ 56 tuổi. Thái tử là Tăng Lên nối ngôi, tức là vua Hiến Tông. Ngài là một ông vua thông minh hòa hậu, thường hay nói rằng vua Thái Tổ đã gây dựng cơ đồ, vua Thánh Tông đã sửa sang mọi việc, ta nay chỉ nên lo gìn giữ nếp cũ và mở mang sự nhân chính ra cho sáng tỏ công đức của ông cha trước. Ngài theo cái chủ ý ấy mà trị dân, cho nên trong mấy năm ngài làm vua không có giặc giã gì, mà những việc chính trị đều theo như đời Hồng Đức, không thay đổi gì cả. Nhất là về việc cày ruộng trồng dâu, ngài lưu tâm khuyên nhủ quan dân, khiến mọi người phải hết sức giữ gìn, bắt đào sông, khai ngòi, đắp đường, làm xe nước để cho tiện việc nông. Việc văn học cũng vậy, không bao giờ ngài để trễ nải. Nhưng ngài trị vì được có 7 năm, đến năm 1504 thì mất, thọ được 44 tuổi. Hiến Tông mất, truyền ngôi lại cho người con thứ ba tên là Thuần, tức là Lê Túc Tông. Túc Tông làm vua được 6 tháng thì mất. Triều thần tôn người anh thứ hai của ngài là Tuấn lên ngôi, tức là Lê Uy Mục. Uy Mục mới lên làm vua thì giết Thái Hoàng Thái Hậu, giết quan lễ bộ thượng thư là ông Đàm Văn Lễ và quan đô ngự sử là ông Nguyễn Quang Bật, vì lẽ rằng khi vua Hiến Tông mất, họ có ý không chịu lập ngài. Uy Mục đã làm điều bạo ngược, lại say đắm tửu sắc, đêm nào cũng cùng với cung nhân uống rượu, rồi đến khi say thì giết đi. Có khi bắt quân sĩ lấy gậy đánh nhau để làm trò chơi. Tính đã hung ác mà lại hay phản trắc, cho nên sứ Tàu sang làm thơ gọi Uy Mục là Quỷ Vương. Bấy giờ Uy Mục lại hay tin dùng mấy kẻ ngoại thích và tìm những người có sức mạnh để làm túc vệ. Bởi thế cho nên Mạc Đăng Dung là người đánh cá vào thi đỗ đô lực sĩ, được làm chức đô chỉ huy sứ. Còn những tôn thất và công thần thì bị đánh đuổi, dân sự thì bị hà hiếp, lòng người oán thán, thiên hạ mất cả trông cậy, triều thần có nhiều người bỏ quan trốn đi. Năm 1509, có giản tu công tên là Oanh, cháu vua Thánh Tông, là anh em con chú con bác với ngài, bị bắt giam. Ông đút tiền cho người canh mục mới được ra, trốn về Tây Đô, rồi hội với các quan cự thần đem binh ra đánh bắt vua Uy Mục giết đi. Lê Uy Mục làm vua được 5 năm, thọ 21 tuổi. Giản tu công giết vua Uy Mục rồi tự lập làm vua, tức là Lê Tương Dực. Vua Tương Dực tính hay chơi bời và xa xỉ, như là sai người thợ tên là Vũ Như Tô làm cái điện 100 nóc, xây cửu trùng đài, bắt quân dân làm trong mấy năm trời không xong mà lại hao tốn tiền của, hại chết nhiều người, rồi đóng chiến thuyền bắt đàn bà trèo chơi ở Hồ Tây, lại tư thông cả với những cung nhân đời tiền triều. Vì hoang dâm như thế cho nên sứ nhà Minh sang trông thấy, bảo rằng ngài là tướng lợn, sự loạn vong chắc là sắp tới vậy. Các quan đại thần thời bấy giờ người thì già chết, người thì xin thôi quan về. Và cũng không có ai là người có thể ngăn giữ được vua và gánh vác được việc nước, cho nên trong nước giặc giã nổi lên khắp nơi. Tuy giặc cướp như thế, nhưng vua cũng không chịu sửa sang việc gì cả, lại khinh rẻ các quan triều thần. Bấy giờ có nguyên quận công là Trịnh Duy Sản, trước có công đi đánh giặc nhưng sau vì hay can vua mà bị đánh. Trịnh Duy Sản tức giận bèn mưu với Lê Quảng Độ và Trình Chí Sâm để lập vua khác, rồi ra mượn tiếng đi đánh giặc, đêm đem binh vào cửa Bắc Thần giết vua Tương Dực. Lê Tương Dực trị vì được 8 năm, thọ 24 tuổi. Bọn Trịnh Duy Sản giết vua Tương Dực rồi, hội triều đình lại lập con của Mục Ý Vương là Quang Trị, mới có 8 tuổi lên làm vua. Quang Trị mới lên ngôi được 3 ngày, chưa kịp đổi niên hiệu thì bị Trịnh Duy Đại là anh Trịnh Duy Sản đem vào Tây Kinh. Quang Trị vào đấy được mấy ngày lại bị giết. Bọn Trịnh Duy Sản lại lập con Cẩm Giang Vương là Y lên làm vua, tức là Lê Chiêu Tông. Bấy giờ vua Chiêu Tông hãy còn trẻ tuổi, chưa quyết đoán được, mà triều thần thì không ai có chí giúp nước, đến nỗi ngoài thì giặc cướp nổi lên làm loạn, trong thì các quan sinh ra hiểm thù, chia bè kết phái đem quân đánh lẫn nhau. Chiêu Tông không biết mong cậy vào ai được, cho người sang Hải Dương gọi Mạc Đăng Dung về giúp. Mạc Đăng Dung vừa đánh dẹp trừ được phản loạn, vừa thu phục về làm vây cánh của mình, cho nên thế lực ngày một lớn mạnh, trở nên hống hách. Vua Chiêu Tông thấy vậy, ngầm mưu đánh Mạc Đăng Dung, rồi ban đêm chạy khỏi kinh thành, chiêu mộ hào kiệt các nơi. Đăng Dung ở trong triều lập hoàng đệ là Xuân lên làm vua, tức là Lê Cung Hoàng, đổi niên hiệu là Thống Nguyên. Năm 1524, Mạc Đăng Dung đánh tan lực lượng phò vua Chiêu Tông, rồi bắt vua đem về giết đi, Chiêu Tông làm vua được 11 năm, thọ 26 tuổi. Đến năm 1527, Mạc Đăng Dung bắt các quan nhà Lê thảo bài chiếu chuyển ngôi cho nhà Mạc, rồi giết Cung Hoàng và bà Hoàng Thái Hậu. Nhà Lê sơ đến đây là hết, kể từ vua Thái Tổ cho đến vua Cung Hoàng vừa 100 năm, được 10 ông vua.
Nhưng trừ vua Thái Tổ ra, thì chỉ có vua Thánh Tông và vua Hiến Tông là đã lớn tuổi mới lên ngôi, còn thì ông nào lên làm vua cũng còn trẻ tuổi cả, lại hay xảy ra nhiều sự tranh quyền đoạt vị. Vì thế cho nên việc triều chính mỗi ngày một suy kém, lại có những ông vua hoang dâm, làm lắm điều tàn bạo để đến nỗi trong nước xảy ra nhiều sự biến loạn. Vận nhà Lê có lúc trung lúc suy, nhưng công đức vua Thái Tổ và vua Thánh Tông làm cho lòng người không quên nhà Lê, cho nên dẫu nhà Mạc có cướp ngôi cũng không được lâu bền, và về sau họ Trịnh tuy có chuyên quyền nhưng cũng chỉ giữ ngôi chúa, chứ không dám cướp ngôi vua. Mạc Đăng Dung bước vào đường quan lộ, sau khi thi đậu võ trạng nguyên dưới triều Lê Uy Mục. Chỉ trong khoảng 20 năm, từ một võ quan cấp thấp không có thế lực, nhờ tài thao lược và mưu trí, ông đã vươn tới tột bậc quyền lực. Xuất thân Hàn Vi, lập thân bằng đường binh nghiệp, Đăng Dung là người có công đầu trong việc tạo lập lại thế ổn định và đà phát triển của xã hội, cũng như chính trường Đại Việt sau hơn 20 năm hỗn loạn đầu thế kỷ 16. Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế bỏ Lê Cung Hoàng, lên làm vua, tức là Mạc Thái Tổ, đặt niên hiệu là Minh Đức. Nhà Mạc tuy đã làm vua, nhưng sợ lòng người vẫn còn nhớ đến nhà Lê, cho nên công việc gì cũng theo phép nhà Lê cả. Mạc Đăng Dung làm vua được 3 năm, tự thấy mình tuổi già, nên nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh rồi về làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1530, Mạc Đăng Doanh lên ngôi tức là Mạc Thái Tông, đặt niên hiệu là Đại Chính. Đăng Doanh tuy làm vua, nhưng công việc trong nước thường do Đăng Dung quyết đoán cả. Mạc Đăng Doanh làm vua được 10 năm, đến năm 1540 thì mất con là Mạc Phúc Khải lên nối ngôi, tức là Mạc Hiến Tông, đổi niên hiệu là Quảng Hòa. Từ khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê rồi, quan nhà Lê đã có người sang kêu cầu bên Tàu để xin viện binh. Vua Minh muốn nhân đó làm cớ đánh nước Nam, năm 1540 sai Cừ Loan mang quân sang đóng gần cửa Nam Quan. Mạc Đăng Dung để Mạc Phúc Khải ở lại giữ nước rồi tự trói mình ra hàng, sang chịu tội ở cửa Nam Quan, lại phục xuống đất để nộp sổ điền thổ và sổ dân đinh, xin dâng đất vùng biên giới, lại đem vàng bạc dâng cho nhà Minh. Vua Minh thuận theo, phong làm An Nam Đô Thống Ti Sứ, cho ấn bạc, vẫn cho thế tập và phải chiều cống. Từ đó Bắc Nam thông hiếu đi lại, không có sự tranh chiến gì nữa. Mạc Đăng Dung là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử. Việc phế bỏ vương quyền của họ Lê, cắt đất cầu hòa, quỳ lại một viên quan Trung Quốc, nhận lịch Trung Quốc và chức An Nam Đô Thống Ti Sứ, coi Đại Việt như một tỉnh của nhà Minh, đã khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích của các sử gia, tri thức nước Nam trong các thời kỳ Lê Trịnh, Nguyễn. Phần lớn họ không coi nhà Mạc là một triều đại chính thống. Các sử gia hiện đại đã đánh giá lại vai trò lịch sử của Mạc Đăng Dung theo hướng cởi mở khách quan hơn. Những kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự ra đời của nhà Mạc và những động thái chính trị quân sự của Mạc Thái Tổ, Mạc Đăng Dung là phù hợp với những quy luật phát triển khách quan của bối cảnh bấy giờ, khi nhà Lê đã suy sụp không còn trị nước được nữa. Việc quỳ lại quan nhà Minh và cắt đất cầu hòa được các sử gia hiện đại đánh giá là hành động khôn ngoan, đầu hàng giả vờ để giành độc lập thực sự cho đất nước, chấp nhận hy sinh danh dự cá nhân nhờ sự nhẫn nhục của Mạc Thái Tổ, khi đó đã là một ông già 60 tuổi không còn tham vọng quyền lực. Đại Việt trên danh nghĩa là lệ thuộc Trung Hoa, nhưng trong thực tế vẫn độc lập một phương, được nhà Minh công nhận. Giả như Mạc Đăng Dung chống cự quân Minh như họ Hồ, nước ta bị tái đô hộ thì nhân dân ta còn khổ biết bao nhiêu nữa. Còn những vùng đất ở biên giới là một vùng núi cao, địa thế hiểm trở, vốn đã thuộc Trung Quốc từ đời nhà Tống, và mới có tên trong lãnh thổ Đại Việt từ niên hiệu Thuận Thiên của vua Lê Thái Tổ. Mà các động trưởng ở đây thường tùy theo tình hình thực tế, mà thay đổi thái độ thần phục đối với Trung Hoa hoặc Đại Việt. Cho nên hành động cắt đất là nhà Mạc trả lại đất cũ đã lấn, chứ không có việc Mạc Đăng Dung dâng đất của Đại Việt cho nhà Minh. Khi họ Mạc lên làm vua rồi, nhiều quan cựu thần không thần phục, trốn tránh đi. Khi đó có ông Nguyễn Kim làm quan hữu vệ điện tiền tướng quân, chạy sang Ai Lao, muốn nhân danh phù Lê diệt Mạc, mới cho người tìm con cháu họ Lê để mưu sự khôi phục. Đến năm 1532 tìm được một người con của vua Chiêu Tông, tên là Duy Ninh lập lên làm vua, tức là Lê Trang Tông, sử sách gọi là nhà Lê Trung Hưng. Khi ấy lại có một người tướng giỏi tên là Trịnh Kiểm, Nguyễn Kim thấy người có tài, gả con gái cho, để cùng ra sức chống nhà Mạc. Vua tôi nhà Lê nương náu ở Ai Lao để chiêu tập quân sĩ, các sử gia nghi ngờ tính xác thực của việc Ninh là con của Chiêu Tông, vì hai cha con chỉ chênh nhau 8 tuổi, nhưng dù sao việc vua Lê được lập lại khiến một bộ phận nhân dân, sĩ phu theo về vì thiên hạ còn nhớ nhà Lê. Ở vùng Tuyên Quang lại có Vũ Văn Uyên không chịu theo nhà Mạc, nổi lên cát cứ một phương. Sau truyền đời trấn giữ trên thành ở núi Bầu nên được gọi chung là Chúa Bầu. Khi nghe tin Nguyễn Kim lập Lê Trang Tông lên ngôi ở Sầm Châu mưu việc Trung Hưng, Vũ Văn Uyên sai người dâng biểu xin theo nhà Lê chống nhà Mạc. Sau nhiều lần tổ chức tấn công ngược về Đại Việt không thành công, mãi tới năm 1539, Nguyễn Kim mới chiếm được đất Tây Đô ở Thanh Hóa, sang năm sau tiến vào Nghệ An. Từ đó sử gọi nhà Mạc là Bắc Triều và nhà Lê Trung Hưng là Nam Triều.
Năm 1545, Nguyễn Kim đem quân tiến đánh Sơn Nam, đi đến huyện Yên Mô thì bị đầu độc chết, con trai cả Nguyễn Uông lên thay, Nguyễn Uông bị em rể là Trịnh Kiểm hại rồi tiến chức. Trịnh Kiểm rút quân về Thanh Hóa, lập hành điện để cho vua ở, rồi chiêu mộ hào kiệt, luyện tập quân sĩ, tích trữ lương thảo để lo việc đánh nhà Mạc. Năm 1554, Trịnh Kiểm đem quân đi đánh Thuận Hóa. Khi quân Lê Trịnh tiến vào phía Nam, các quan lại nhà Mạc và các hào trưởng địa phương phần lớn đi theo. Tướng nhà Mạc ở Thuận Hóa là Hoàng Bôi mang quân ra đánh bị tử trận. Quân Mạc bị đánh tan, nhà Lê Trịnh lấy được Thuận Hóa và Quảng Nam. Toàn bộ lãnh thổ Đại Việt chính thức chia làm hai nửa, từ Ninh Bình trở ra trong tay nhà Mạc, từ Thanh Hóa trở vào trong tay nhà Lê Trịnh. Từ năm 1555, sau khi ổn định tình hình, vua nhà Mạc lúc này là Mạc Tuyên Tông sai chú là Mạc Kính Điển, cầm quân đi đánh nhà Lê Trịnh. Kể từ đó đến năm 1589, trong vòng hơn 30 năm, nhà Mạc đem binh vào đánh Thanh Hóa nhiều phen, phen nào cũng thua trở về, họ Trịnh cũng ra đánh Sơn Nam hơn 10 lần, nhưng không có lần nào được toàn thắng, thành ra hai bên cứ giữ nhau mãi. Năm 1556, vua nhà Lê bấy giờ là Lê Trung Tông mất, không có con, mà dòng dõi họ Lê cũng không còn ai nữa, việc binh quyền thì ở trong tay Trịnh Kiểm cả. Trịnh Kiểm đã lưỡng lự muốn tự xưng làm vua, nhưng còn chưa dám định hẳn bề nào, bèn sai người lẻn ra Hải Dương hỏi ông Nguyễn Bình Khiêm, ông ấy nói rằng, giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Trịnh Kiểm nghe theo, tìm được người cháu của ông Lê Trừ, là anh vua Thái Tổ, tên là Duy Bang lập lên làm vua, tức là Lê Anh Tông. Từ đó về sau, họ Trịnh tuy chuyên quyền nhưng không khi nào có ý cướp ngôi vua. Từ năm 1558, con thứ Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng sợ bị anh rể Trịnh Kiểm hại như anh cả Nguyễn Uông, nên xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Năm 1569, Nguyễn Hoàng ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê Anh Tông, nộp quân lương giúp Nam triều đánh nhà Mạc, rồi đến phủ Thái Sư lại mừng Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm rất hài lòng, phong cho ông trấn thủ luôn đất Quảng Nam. Lệ mỗi năm phải nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa. Năm 1570, Trịnh Kiểm chết, Trịnh Cối lên thay. Con thứ Kiểm là Trịnh Tùng tranh quyền, Trịnh Cối đánh không lại đem quân về hàng nhà Mạc. Lúc này chiến sự hai bên vẫn ở thế giằng co, không bên nào được hẳn. Năm 1583, Trịnh Tùng cử binh ra đánh Sơn Nam, lấy được thóc gạo đem về, từ đó về sau năm nào cũng ra đánh, bắt nhà Mạc đổi về thế thủ. Đến năm 1591, Trịnh Tùng xem thế mình đã mạnh, bèn quyết ý cử đại binh ra đánh Thăng Long, đem hơn 5 vạn quân chia ra làm 5 đạo, từ Tây Đô đi gấp hơn 10 ngày, đến núi Mã Yên thuộc huyện Quốc Oai thì đóng quân lại. Vua nhà Mạc là Mạc Anh Tổ, Mạc Mậu Hợp cũng điều động tất cả quân bốn vệ và quân năm phủ được hơn 10 vạn chia làm 3 đạo, cho các tướng dẫn 2 đạo tả hữu, Mậu Hợp tự dẫn trung quân đến đóng đối trận với quân Trịnh Tùng. Quân hai bên đón đánh nhau giáp lá cả suốt từ sáng sớm đến gần trưa, quân Mạc không địch nổi, tan vỡ bỏ chạy. Mạc Mậu Hợp xuống thuyền vượt sông chạy về Thăng Long. Trịnh Tùng tiến quân lên, phá hủy hào lũy của quân Mạc vây đánh Thăng Long. Mạc Mậu Hợp sai tướng ở lại giữ thành rồi đem quân lui qua sông Hồng. Quân nhà Mạc giữ không nổi Thăng Long, 3 tầng lũy đều bị phá cả. Nhưng vì có sông Hồng ngăn trở, quân Nam triều chưa qua sông được, lại rút về Thanh Hóa. Trịnh Tùng đã bỏ Thăng Long rồi, nhưng Mậu Hợp không biết nhân lấy dịp ấy mà sửa sang việc võ bị, chỉnh đốn chính trị, lại cứ say đắm tửu sắc, bạc đãi các tướng sĩ, đến nỗi công việc hỏng nát, thân mình bị hại. Tháng 10 năm 1592, Trịnh Tùng mang quân ra phủ Trường Yên, đánh tan đạo thủy quân Bắc triều đang đóng ở sông Thiên Phái. Mạc Mậu Hợp được tin quân mình thua, bỏ thành Thăng Long chạy về Hải Dương. Đầu năm 1593, Trịnh Tùng tiến quân đến Hải Dương, quân Bắc triều lại thua, Mạc Mậu Hợp bỏ thành chạy rồi lập con là Mạc Toàn làm vua, tự mình làm tướng đốc quân. Chẳng được bao lâu Mạc Mậu Hợp và Mạc Toàn bị quân Nam triều bắt và giết chết. Kể từ đó Bắc triều chấm dứt. Sau khi Mạc Mậu Hợp bị giết, trong nhiều năm, các vùng như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng vẫn thuộc quyền quản lý của các tôn thất Bắc triều. Lê Thế Tông được rước trở lại Thăng Long tháng 4 năm 1593, đánh dấu mốc nhà Lê Trung Hưng. Đồng thời, quyền lực của họ Trịnh cũng được xác lập lên hàng chúa và được thế tập. Tuy nhiên, trong vòng 30 năm đầu, hai bên vẫn giằng co ở miền Bắc. Do sự uy hiếp của lực lượng họ Mạc, các chúa Trịnh đã hai lần phải rước vua Lê chạy vào Thanh Hóa các năm 1600 và 1623. Cùng lúc đó, chúa bầu ở Tuyên Quang lại không theo nhà Lê như thời Nam Bắc triều nữa, mà từ năm 1594 quay sang liên kết với họ Mạc để chống triều đình Lê Trịnh. Khi rước được vua Lê về kinh thành, Trịnh Tùng bắt đầu tính tới người cậu Nguyễn Hoàng ở phía Nam. Năm 1593, Trịnh Tùng nhân danh vua Lê triệu Nguyễn Hoàng ra Bắc với lý do để cùng đánh tàn dư họ Mạc còn tản mát ở Bắc Bộ. Hoàng vâng lệnh mang quân ra Bắc phá tan quân Mạc ở Hà Trung và Sơn Nam, sau đó được Tùng giao trách nhiệm trấn giữ Sơn Nam. Nguyễn Hoàng đóng quân ở Sơn Nam 8 năm cố tìm cách thoát về Nam. Năm 1600, nhân họ Mạc nổi dậy, Hoàng ngầm xúi giục các hàng tướng cũ nhà Mạc nổi loạn để lấy cớ đi đánh dẹp. Trịnh Tùng mài đối phó họ Mạc ở Cao Bằng, họ Vũ ở Tuyên Quang nên đồng ý cho Nguyễn Hoàng đi dẹp.
Hoàng nhân cơ hội đó chạy thẳng ra biển đi thoát về Nam. Thấy Nguyễn Hoàng trốn thoát, Trịnh Tùng sai người cầm thư vào Nam dụ ra lần nữa nhưng Hoàng không ra, sau đó lại bỏ không nộp thuế đều đặn cho miền Bắc. Để xoa dịu tình hình, Hoàng gả con gái là Ngọc Tú cho con Tùng là Trịnh Tráng. Năm 1611, do quân Champa liên tục quấy nhiễu vùng biên giới Hoa Anh, Nguyễn Hoàng sai Văn Phong đi đánh dẹp, quân Champa nhanh chóng bị thất bại trước lực lượng của chúa Nguyễn. Vua Ponit của Champa phải rút quân xuống phía nam đèo Cả. Sau đó vùng đất Hoa Anh được lập thành phủ Phú Yên. Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời, con trai thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay. Năm 1623, Trịnh Tùng qua đời, con là Trịnh Tráng lên thay. Năm 1625, Trịnh Tráng đốc binh đánh nhà Mạc, bắt được Mạc Kính Cung tại Cao Bằng, đem về giết tại Kinh Đô. Mạc Kính Khoan chạy trốn, cho người sang kêu với nhà Minh. Vua Minh, vì muốn duy trì thế Nam Bắc Triều ở nước Nam để có lợi cho Trung Quốc, nên đã can thiệp để họ Mạc được cát cứ ở Cao Bằng. Chúa Trịnh bất đắc dĩ phong Mạc Kính Khoan chức thống quốc công và giao trấn giữ vùng biên giới. Năm 1627, do Nguyễn Phúc Nguyên nhiều năm bỏ không nộp thuế, Trịnh Tráng làm sắc đứng tên vua Lê gửi trách Nguyễn, đòi đích thân hoặc sai con tải thuế ra Bắc. Phúc Nguyên không nhận sắc thư, rồi một mặt lo tăng cường phòng thủ. Đến tháng 3 năm 1627, Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại quân chia hai đạo thủy bộ vào Nam đánh họ Nguyễn. Từ đó đến năm 1672, trong 46 năm dòng dã hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau lớn 7 lần, và một số lần đánh quy mô nhỏ hơn. Chiến trường chủ yếu ở hai bờ sông Danh, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Trong bấy nhiêu lần, họ Nguyễn chỉ ra đánh họ Trịnh có một lần, đã lấy được 7 huyện ở phía nam sông Lam Giang, nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng với nhau, cho nên lại phải bỏ về giữ đất cũ. Còn như thế lực binh lương thì họ Trịnh mạnh hơn họ Nguyễn, nhưng người Bắc phải đi đường xá xa xôi, vận tải khó khăn, mà người Nam thì đánh ở đất nhà mình, có đồn lũy chắc chắn, tướng sĩ hết lòng, cho nên thành ra hai bên đối địch chứ không làm gì được nhau, chỉ khổ cho những dân sự, phải sưu dịch vất vả và bị tàn phá thiệt hại rất nhiều. Sau nhiều năm giao chiến, cả hai bên đều kiệt quệ về sức người sức của, nên phải chấp nhận đình chiến, chia cắt lâu dài. Sông Danh trở thành ranh giới chia nước Đại Việt thành đàng trong và đàng ngoài. Hai bên đều có những chúa cai trị giỏi, nên ổn định được lãnh thổ suốt hơn 100 năm. Họ Trịnh không thể tiến vào chiếm Thuận Hóa, nên tập trung diệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng, dứt họ Vũ ở Tuyên Quang, củng cố địa bàn Bắc Bộ. Năm 1677, chúa Trịnh sai Đinh Văn Tả đi đánh thắng được quân Mạc. Mạc Kính Vũ chạy sang Trung Quốc. Việc trấn giữ Cao Bằng của họ Mạc từ đó chấm dứt. Năm 1699, Vũ Công Tuấn bị triều đình nhà Lê bắt và giết. Triều đình đặt chức lưu thủ ở Tuyên Quang, lãnh thổ chúa bầu chính thức sáp nhập vào đất nhà Lê Trịnh. Họ Nguyễn không thể ra Thăng Long, nên dồn sức mở mang bờ cõi về phía Nam và phía Tây. Năm 1658, vua nước Chân Lạp mất, chú cháu tranh nhau ngôi vị, sang cầu cứu bên chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Tần sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mũi Suy, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, bắt được vua nước ấy là Nặc Ông Chân đem về giam ở Quảng Bình một độ, rồi tha cho về nước, bắt phải thần phục và triều cống. Năm 1679 lại có một số quan cựu thần nhà Minh không chịu thần phục nhà Thanh, mang 3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân nước Nam. Chúa Hiền Nhân muốn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất gia định, cày ruộng làm nhà lập ra phố phường. Năm 1693, thời chúa Nguyễn Phúc Chu, tướng Nguyễn Hữu Cảnh, tiến chiếm và chính thức sáp nhập phần còn lại của Vương quốc Chiêm thành lập trấn Thuận Thành, nay là vùng đất Bình Thuận, Ninh Thuận. Tuy nhiên chính quyền đàng trong vẫn dành cho người Chăm chế độ tự trị ở đây. Năm 1708, một thương nhân người Hoa tên Mạc Cửu khai phá vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang xin nội thuộc chúa Nguyễn phong chức tổng binh cai quản. Cùng với việc mở rộng lãnh thổ trên đất liền, chính quyền đàng trong lần lượt đưa người ra khai thác và kiểm soát các hòn đảo lớn và quần đảo trên Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Quần đảo Hoàng Sa được khai thác và kiểm soát từ đầu thế kỷ 17, Côn Đảo, Phú Quốc và quần đảo Trường Sa từ đầu thế kỷ 18. Đến giữa thế kỷ 18, các vùng đất Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ được Mạc Thiên Tứ, con trai của Mạc Cửu, khai phá thêm. Các vùng Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang được các đời vua Chân Lạp lần lượt dâng cho chúa Nguyễn để cầu hòa, cầu phong vương hoặc đền ơn giúp đỡ. Nhìn chung từ sau khi kết thúc chiến tranh, lấy sông Danh làm ranh giới chia đôi đất nước thì công việc họ Trịnh sửa sang ở xứ Bắc cũng được nhiều, mà họ Nguyễn mở mang bờ cõi cũng thật là ích lợi cho nước ta. Tuy nhiên từ giữa thế kỷ 18, do các chúa Trịnh, chúa Nguyễn lười nhác, ham hưởng lạc mà bỏ bê triều chính, khiến chính quyền ngày càng suy yếu, giặc giã khắp nơi, lòng dân chán ghét, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra cả ở đàng trong và đàng ngoài. Năm 1771, ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ khởi nghĩa chống chúa Nguyễn, chiếm lấy thành Quy Nhơn làm chỗ căn bản. Nhạc là một người can đảm và lắm cơ trí, lại thường hay lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cho nên những kẻ nghèo khổ theo phục rất nhiều.
Thế Nguyễn Nhạc mỗi ngày một mạnh, quân nhà chúa đánh không được. Chẳng bao lâu từ đất Quảng Ngãi cho đến Bình Thuận đều thuộc về Tây Sơn cả. Đang khi trong Nam có quyền thần chuyên chính ở trong, Tây Sơn đánh phá ở ngoài Bắc chúa Trịnh là Trịnh Sâm biết tình trạng như vậy, bèn sai đại tướng là Hoàng Ngũ Phúc đem thủy bộ hơn 3 vạn quân, năm 1774 vào đánh Phú Xuân, kinh đô của chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn không chống nổi quân Trịnh phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm được toàn bộ Thuận Hóa. Nguyễn Phúc thuần vào đến Quảng Nam được mấy tháng thì Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn kéo ra đánh, quân Nguyễn yếu thế không địch nổi, lại ở thế lưỡng đầu thọ địch, chúa Nguyễn bèn cùng người cháu là Nguyễn Phúc Ánh xuống thuyền chạy vào Gia Định, đất Quảng Nam thuộc về Tây Sơn. Tháng 2 năm 1775, quân Trịnh tiếp tục tiến về phía Nam, vượt đèo Hải Vân và đụng độ với quân Tây Sơn ở Quảng Nam. Lúc này, đến lượt Tây Sơn rơi vào tình cảnh bị kẹp ở hai bên, Nguyễn Nhạc liệu thế không địch nổi, bèn xin giảng hòa với quân Trịnh, trên danh nghĩa đầu hàng nhà Lê, xin làm tiên phong đi đánh chúa Nguyễn ở Gia Định. Chúa Trịnh bằng lòng và phong chức Tây Sơn trưởng hiệu tráng tiết tướng quân cho Nguyễn Nhạc. Sau khi tạm yên mặt Bắc, Nguyễn Nhạc tập trung lực lượng tiếp tục chinh phục phía Nam. Đến năm 1777, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, quân Tây Sơn đánh bại quân Nguyễn. Nguyễn Phúc Dương và Nguyễn Phúc Thuần bỏ trốn nhưng đều không thoát, bị bắt đem xử tử. Một hoàng tôn là Nguyễn Phúc Ánh, lúc đó 15 tuổi, chạy thoát ra đảo Thổ Chu, toàn bộ vùng đất phía Nam thuộc về Nguyễn Nhạc. Từ đó, mỗi năm cứ đến mùa gió thuận thì Nguyễn Nhạc lại cho binh chảy thuyền vào Nam tìm kiếm, quyết tận diệt dòng họ Nguyễn Phúc. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, sau khi chiếm được Gia Định, chủ tướng và quân chủ lực Tây Sơn rút về, giao lại cho một bộ tướng coi giữ. Chỉ một thời gian sau Nguyễn Ánh tụ tập lại được lực lượng và chiếm lại vùng Nam Bộ. Nguyễn Nhạc nhiều lần cho quân đánh vào Nam và truy sát nhưng nhờ may mắn, Ánh đều trốn thoát. Từ năm 1778, sau khi cơ bản chinh phục được họ Nguyễn, thực lực được củng cố, Nguyễn Nhạc tự xưng làm vua, lập nên triều đại Tây Sơn, đặt niên hiệu là Thái Đức, đóng đô tại thành Quy Nhơn, không còn ràng buộc với chúa Trịnh nữa. Trong thời gian chống trả Tây Sơn tại Nam Bộ, Nguyễn Ánh nhiều lần thông qua giám mục Bá Đa Lộc để cầu viện người Pháp, nhưng không thu được nhiều kết quả. Do đó Ánh chuyển sang cầu viện ở Xiêm La. Bấy giờ nước Xiêm La đang lúc thịnh vượng, muốn chiếm đất Gia Định để mở rộng bờ cõi. Vua Xiêm nhân cơ đó sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 2 vạn quân thủy, 300 chiến thuyền và 3 vạn quân bộ tiến sang Chân Lạp chờ cơ hội tiêu diệt quân Tây Sơn. Tướng Tây Sơn ở Gia Định thấy quân Xiêm thế mạnh, bèn sai người về Quy Nhơn cấp báo. Vua Thái Đức sai Nguyễn Huệ đem quân vào đánh. Sau khi vào Gia Định, Nguyễn Huệ cho bố trí trận địa ở đoạn sông Rạch Gầm và Xoài Mút. Tháng 1 năm 1778, năm quân Xiêm lợi dụng thủy triều xuôi theo dòng sông để tấn công Mỹ Tho, quân Tây Sơn giả thua rút chạy, nhiều địch lọt vào trận địa Rạch Gầm, Xoài Mút. Khi quân Xiêm lọt vào trận mai phục, Nguyễn Huệ bất ngờ cho quân bắn pháo, tấn công dữ dội. Trong khi đó, cánh quân bộ Xiêm La ngay từ đầu đã bị chặn đánh không cho cứu viện. Chỉ một trận quyết chiến diễn ra không đầy một ngày, Nguyễn Huệ đã tiêu diệt hoàn toàn quân Xiêm. Mấy vạn quân Xiêm chỉ sót lại vài nghìn người, các tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương và Nguyễn Ánh phải bỏ chạy về Xiêm La. Cánh quân Xiêm trên bộ nghe tin thất trận cũng tan rã và tháo chạy. Đánh dẹp xong, Nguyễn Huệ đem quân về Quy Nhơn để đô đốc Đặng Văn Trấn ở lại giữ đất Gia Định. Trong khi đó tại Bắc Hà, chính quyền họ Trịnh ngày một suy yếu, lại có nạn kiêu binh làm loạn. Nguyễn Nhạc nhân cơ hội đó quyết định đánh chiếm Phú Xuân. Năm 1786, ông cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy đánh ra Bắc, thành Phú Xuân nhanh chóng bị hạ. Do sự thuyết phục của Nguyễn Hữu Trình, một viên tướng quân Trịnh hàng Tây Sơn, Nguyễn Huệ quyết định đem quân ra đánh Thăng Long để diệt họ Trịnh, dù chưa được lệnh của Nguyễn Nhạc. Với danh nghĩa phù lê diệt Trịnh, Nguyễn Huệ sai Trình làm tiên phong Bắc tiến. Quân Trịnh diệu dã nhanh chóng thua trận, các tướng phần nhiều nghe tin Phú Xuân thất thủ đã khiếp sợ, đến khi nghe quân Tây Sơn kéo ra, đa số đã bỏ trốn. Chúa Trịnh không được lòng dân, bỏ thành Thăng Long chạy, bị dân bắt đem nộp cho Nguyễn Huệ, trên đường áp giải, Trịnh phải tự sát. Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long yết kiến vua Lê Hiển Tông. Tuy về danh nghĩa Nguyễn Huệ trao trả quyền chính lại cho vua Lê, nhưng trong thực tế ông nắm toàn bộ quyền chính ở Bắc Hà. Tháng 7 năm 1786, vua Lê Hiển Tông qua đời, Nguyễn Huệ thu xếp cho Lê Duy Kỳ lên ngôi, tức là vua Lê Chiêu Thống, rồi rút quân về Nam. Sau khi quân Tây Sơn rút đi, các thế lực cũ của họ Trịnh trỗi dậy, lập Trịnh Bồng lên ngôi vương, tái lập chính quyền chúa Trịnh. Vua Lê Chiêu Thống đang muốn trấn hưng nhà Lê, bèn mời Nguyễn Hữu Trình ở Nghệ An ra dẹp Trịnh Bồng. Trịnh nhanh chóng đánh tan quân Trịnh. Họ Trịnh mất hẳn, nhưng Nguyễn Hữu Trình lại lộng hành như chúa Trịnh trước kia. Do sự tranh chấp về quyền lực, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nổ ra xung đột đầu năm 1787. Nguyễn Huệ thắng thế nhưng chấp nhận lời cầu hòa của vua anh. Nguyễn Nhạc phong vương cho hai em, mỗi người chia nhau giữ một khu vực. Nguyễn Nhạc xưng là Trung ương Hoàng đế, đóng đô ở Quy Nhơn. Phong Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, cai quản vùng đất Gia Định. Phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, cai quản vùng đất từ đèo Hải Vân trở ra Bắc.
Việc bất hòa giữa anh em Tây Sơn để lại hậu quả nghiêm trọng và lập tức bị kẻ địch từ hai phía tận dụng. Ở phía Nam, Nguyễn Ánh tập hợp lực lượng, trở về vào tháng 8 năm 1787, Nguyễn Lữ nghe tin Nguyễn Ánh trở lại, sợ hãi mang quân bản bộ rút chạy về Quy Nhơn, để ra định cho Phạm Văn Tham giữ. Đầu năm 1789, Phạm Văn Tham bị Nguyễn Ánh vây chặt, lại bịt đường ra biển về Quy Nhơn nên buộc phải đầu hàng, Tây Sơn mất Nam Bộ. Ở phía Bắc, Nguyễn Hữu Trình nhân lúc nội bộ Tây Sơn lục đục bèn có ý chống lại. Nguyễn Huệ phái Vũ Văn Nhậm ra tiêu diệt Trình. Tuy nhiên, đến lượt Vũ Văn Nhậm chuyên quyền, có ý chống Nguyễn Huệ. Tháng 4 năm 1788, Lê Chiêu Thống đã rời kinh đô lưu vong. Nguyễn Huệ phải đem quân ra Bắc lần thứ hai, giết Vũ Văn Nhậm. Ông tổ chức lại hệ thống cai trị ở Bắc Hà, đưa các danh sĩ có tên tuổi như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích ra đảm đương công việc, lập hoàng thân Lê Duy Cận làm giám quốc, sau đó Nguyễn Huệ lại rút quân về Phú Xuân. Tháng 5 năm 1788, Lê Duy Kỳ sang Long Châu cầu viện nhà Thanh. Càn Long muốn nhân cơ hội đánh chiếm nước ta bèn sai Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị mang 29 vạn quân và dân binh từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa Phù Lê. Trước thế giặc mạnh, quân Tây Sơn do Ngô Văn Sở chỉ huy, theo mưu kế của Ngô Thì Nhậm chủ động rút quân về đóng ở Tam Điệp, Ninh Bình, cố thủ chờ lệnh. Quân Thanh nhanh chóng chiếm được Thăng Long. Nghe tin báo, tháng 12 năm 1788, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc Hà. Quân đội dưới quyền ông thực ra đã có chuẩn bị tác chiến từ trước. Từ giữa năm 1788, Tây Sơn đã mất Nam Bộ vào tay Nguyễn Ánh. Nguyễn Nhạc bất lực không thể cứu ưng phía Nam, lại không thể kiềm chế người em tài ba hơn mình, xin nhường ngôi hoàng đế, đất đai cho Nguyễn Huệ, tự xưng là Tây Sơn Vương và thỉnh cầu ông vào cứu. Để chuẩn bị Nam tiến, Nguyễn Huệ tổng động viên binh lính ở Thuận Hóa, ngày đêm tập luyện. Tuy nhiên đạo quân từ phương Bắc trở thành nguy cơ lớn hơn và Nguyễn Huệ quyết định Bắc tiến trước. Với lý do vua Lê đã bỏ nước và rước giặc về, để có danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung. Vua Quang Trung hành quân ra Bắc, vừa đi vừa tuyển thêm quân và củng cố lực lượng. Ngày 20 tháng 12 năm Mậu Thân 1789, đại quân của Quang Trung đã ra đến Tam Điệp. Sau khi xem xét tình hình, Quang Trung nói với toàn quân rằng chỉ trong 10 ngày sẽ quét sạch quân Thanh. Nhưng sớm hơn cả dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày kể từ đêm 30 Tết âm lịch, quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh bằng hàng loạt trận đánh tập kích, mai phục, thần tốc và chớp nhoáng mà trận Ngọc Hồi, Đống Đa là tiêu biểu. Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy, trên đường chạy liên tiếp bị mai phục chặn đánh, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư. Lê Chiếu Thống cũng theo chân Nghị chạy về Trung Quốc. Sau khi đánh bại quân Thanh, Quang Trung trở thành nhà lãnh đạo tối cao của triều Tây Sơn và là vị hoàng đế duy nhất cai trị tại Việt Nam. Không lâu sau, ông bình thường hóa quan hệ với nhà Thanh và được nhà Thanh công nhận là vị vua chính thống của Việt Nam. Ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu, vua Quang Trung vội trở lại Phú Xuân để đề phòng Nguyễn Ánh, trao lại binh quyền cho Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm. Năm 1792, ông quyết định thực hiện một chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt tận gốc thế lực của Nguyễn Ánh. Kế hoạch đang chuẩn bị thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, vua Quang Trung băng hà. Con là Nguyễn Quang Toản còn nhỏ tuổi lên nối ngôi, tức là vua Cảnh Thịnh. Không có người lãnh đạo đủ năng lực, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu, nội bộ lục đục, sinh ra nội loạn. Nguyễn Ánh nhân thời cơ đó ra sức bắc tiến. Quân Tây Sơn liên tiếp thua trận, đến giữa năm 1802, Nguyễn Ánh tiến ra chiếm được Thăng Long, Quang Toản không chống nổi, bỏ chạy, bị bắt và bị giết. Nhà Tây Sơn từ đó chấm dứt, nước Nam lần đầu tiên được thống nhất sau gần 300 năm nội chiến, chia cắt. Không lâu sau Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Gia Long, lập ra nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Lê Quang Định được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh xin phong vương và đổi tên nước là Nam Việt. Nhà Thanh cho rằng tên nước Nam Việt sẽ lẫn với nước của Triệu Đà, nên đổi là Việt Nam. Là vua sáng nghiệp của Triều Nguyễn, Gia Long phải quyết định rất nhiều việc đặt nền móng cho Vương Triều có một địa bàn thống trị rộng lớn từ Bắc chí Nam. Để tránh lộng quyền, ngay từ đầu nhà vua bãi bỏ chức vụ tể tướng. Ở triều đình chỉ đặt ra 6 bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình, công, do các thượng thư đứng đầu. Ở trong cung cũng vậy, nhà vua không lập ngôi hoàng hậu, chỉ có hoàng phi và các cung tần. Nhà vua cho tổ chức lại các đơn vị hành chính từ trung ương xuống, cả nước chia làm 23 chấn, 4 doanh. Quản lý ruộng đất, thuế khóa, đinh khẩu áp dụng theo mô hình thời Lê Sơ, nhưng được thực hiện trên quy mô lớn hơn và có quy củ hơn. Công cuộc khai hoang vùng đồng bằng sông Cửu Long được tiếp tục. Việc trị thủy vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng được Gia Long chú ý ngay từ đầu. Thời Gia Long khối lượng đê kè được đắp nhiều nhất so với các triều trước.
Về đối ngoại, Triều Nguyễn một mặt tranh thủ sự ủng hộ và giữ lễ thần phục nhà Thanh, mặt khác lại tạo quan hệ đàn anh đối với Chân Lạp và Ai Lao. Đối với các nước phương Tây, từ chỗ dựa vào lực lượng của họ để giành thắng lợi chuyển sang lạnh nhạt. Sĩ quan Pháp đã từng giúp vua được trọng đãi giữ chức tại triều, tuy nhiên chỉ là hư danh, không có thực quyền. Còn yêu sách khác của chính phủ Pháp đều bị khước từ. Tháng 2 năm 1820, vua Băng Hà ở Điện Trung Hoa, thọ 59 tuổi. Gia Long tiếp tục ngôi chúa trong 25 năm, làm vua cả nước 18 năm, tổng cộng 43 năm. Thái tử Nguyễn Phúc Đàm lên ngôi, niên hiệu là Minh Mạng. Minh Mạng có tư chất thông minh, hiếu học, năng động và quyết đoán. Từ khi lên ngôi, ông ra coi chầu rất sớm, xem xét mọi việc trong triều và tự tay châu phê rồi mới cho thi hành. Minh Mạng muốn quan lại các cấp phải có đức độ và năng lực, nên khi mới lên ngôi đã đặt ra lệ mà về sau khó ai thực hiện nổi. Tất cả quan lại văn võ ở thành, dinh, trấn, hễ ai được thăng chức, bổ nhiệm đều phải đến kinh gặp vua trước khi nhận chức để nhà vua hỏi han công việc, kiểm tra năng lực và khuyên bảo. Minh Mạng là người ham hiểu biết, thường khi tan chầu, nhà vua cho gọi một vài đại thần tới bàn các việc kinh lý, hỏi sự tích đời xưa, danh nhân và phong tục các nước xa lạ. Nhiều đêm vua thắp đèn xem chương sớ, đến canh 2 canh 3 mới nghỉ. Vua thường nói với triều thần, lòng người, ai chẳng muốn yên, hay gì sinh sự để thay đổi luôn, những lúc trẻ khỏe mà không biết sửa sang mọi việc, đến lúc già yếu mỏi mệt, hỏi mong làm gì được nữa. Bởi thế trẫm không dám lười biếng bất kỳ lúc nào. Là người tinh thâm nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Nhà vua nghiêm trị bọn quan lại tham nhũng. Có viên quan không dùng thước để gạt thăng đong thóc thuế, thường dùng tay để dễ bể lạm dụng, biết chuyện nhà vua lập tức sai chặt tay tên đó. Minh Mạng rất quan tâm đến võ bị, đặc biệt là thủy quân. Trên cơ sở đã có từ thời Gia Long, nay Minh Mạng củng cố và hoàn thiện hơn bộ máy quản lý đất nước. Năm 1831, Minh Mạng cho tiến hành cải cách hành chính trên quy mô lớn, chia cả nước ra làm 31 tỉnh. Từ đây, tỉnh là đơn vị hành chính thống nhất trong cả nước, có cương vực và địa hình khá hợp lý. Tuy vậy, dưới thời Minh Mạng, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra với nhiều loại khác nhau. Nông dân nghèo nổi lên chống quan lại nhũng nhiễu như Phan Bá Vành ở đồng bằng Bắc Bộ, cựu thần nhà Lê như Lê Duy Cương nổi lên chống lại triều đình, các tù trưởng người thiểu số như Nông Văn Vân hoặc họ Quách ở vùng Hòa Bình, Thanh Hóa. Minh Mạng phải cử quân đi đánh dẹp. Năm 1833, Lê Văn Khôi khởi binh chống lại triều đình ở Gia Định, cho người sang cầu cứu Xuyên La. Người Xiêm đem quân thủy bộ sang giúp Khôi đánh lại quân Nguyễn. Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân Phá được quân Xiêm đuổi ra khỏi bờ cõi. Năm 1835, Minh Mạng đưa quân qua Nam Vang, bắt vua Chân Lạp rồi lập trấn Tây Thành. Minh Mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh. Với các nước phương Tây thì tỏ ra lạnh nhạt, nghi kỵ. Chính sách ấy đã làm kìm hãm sự phát triển của đất nước. Năm 1839, Minh Mạng đổi quốc hiệu Việt Nam thành Đại Nam. Năm 1840, nhà vua ốm nặng rồi qua đời, thọ 50 tuổi. Hoàng tử Nguyễn Phúc Minh Tông là con trưởng trong số 78 hoàng tử của Minh Mạng, nên được nối ngôi. Năm 1841, Miên Tông lên ngôi ở Điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Thiệu Trị. Thiệu Trị hiền hòa, không hay bày việc, và chăng mọi quy chế đã được sắp đặt khá quy củ từ thời Minh Mạng, Thiệu Trị giữ nếp cũ, chỉ răm rắp làm theo di huấn của cha mà thôi. Cuối đời Minh Mạng, trấn Tây Thành là mối lo cần giải quyết. Do chính sách cai trị mất lòng dân Chân Lạp của quan lại người Việt ở đây đã khiến nhân dân nhiều lần nổi dậy. Triều Nguyễn phải đem quân đánh dẹp, mãi không được yên. Vì thế ngay năm đầu lên ngôi, triều quan như Tạ Quang Cự tâu xin bỏ đất Chân Lạp, rút quân về giữ An Giang. Vua nghe theo, xuống chiếu bãi binh. Năm 1847, Thiệu Trị bị bệnh rồi mất, ở ngôi được 7 năm, thọ 41 tuổi. Hoàng tử Hồng Nhậm lên ngôi ở Điện Thái Hòa, lấy niên hiệu là Tự Đức. Tự Đức ốm yếu, phải luôn sống tại cung điện Huế, trừ mỗi năm 2 lần nghỉ hè và nghỉ đông ở cửa biển Thuận An. Cũng chính vì lý do trên mà vua ít sát dân tình, ngày càng trở nên quan liêu, mệnh lệnh. Bù lại sự yếu kém sức khỏe, Tự Đức lại rất thông minh và có tài văn học. Vua thích nghiền ngẫm kinh điển Nho giáo, xem sách đến khuya. Có thể nói Tự Đức là một trong những người uyên bác nhất thời đó và là môn đồ tích cực của Khổng học. Lẽ dễ hiểu ông là người con rất có hiếu với mẹ là Từ Dụ. Vua cũng rất chăm chỉ và cẩn thận trong việc chính sự.
tự đức trị vì đất nước trong bối cảnh gặp nhiều thử thách sống còn. Nhà vua thiếu tính quyết đoán, phải dựa vào triều thần để bàn việc, mà triều thần tuy có nhiều người thanh liêm và có thực quyền song lại bảo thủ. Trên thế giới khoa học và công nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, thế mà đình thần chỉ lo việc văn chương, bàn đến quốc sự thì lấy Nghiêu Thuấn Hạ Thương gia làm gương, tự vỗ ngực là văn minh, chê thiên hạ là ngoại gì. Cũng có người đã ra ngoài du học, được tiếp xúc, có cách nhìn mới, muốn cải cách theo gương Nhật Bản, Thái Lan và các nước phương Tây thì đình thần lại cho là nói càn, bàn nhảm, hoặc cho là không hợp thời thế. Vì thế tự đức cấm buôn bán ngày càng gay gắt hơn, khiến đất nước càng trở nên lạc hậu với thế giới bên ngoài. Thực dân Pháp nhân thời cơ đó nổ súng xâm lược nước ta. Tháng 8 năm 1858, quân viễn chinh Pháp cùng Tây Ban Nha tấn công vào cảng Đà Nẵng và sau đó rút vào xâm chiếm Sài Gòn. Tháng 6 năm 1862, vua tự đức ký hiệp ước nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây để tạo thành một lãnh thổ thuộc địa Nam Kỳ. Sau khi củng cố vị trí vững chắc ở Nam Kỳ, từ năm 1873 đến năm 1886, Pháp xâm chiếm nốt những phần còn lại của Đại Nam qua những cuộc chiến phức tạp ở Bắc Kỳ. Năm 1882, triều đình cử người đi sứ cầu viện nhà Thanh đánh Pháp. Trung Quốc đang bị các nước phương Tây xâu xé, chẳng những không cứu được mà còn muốn nhân dịp chiếm các tỉnh miền Bắc nước ta. Sau khi giao chiến một thời gian, quân Pháp đã đuổi được quân Thanh về nước. Nhà Thanh phải công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Đại Nam. Năm 1883, tự đức qua đời, trị vì 36 năm, thọ 55 tuổi. Triều đình Huế phải ký hòa ước Quý Mùi 1883, rồi hòa ước Giáp Thân 1884, đất nước bị chia làm 3 kỳ chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Tự đức không có con, truyền ngôi cho con của anh trai là Ưng Chân, đó là vua Dục Đức. Dục Đức đăng quang được 3 ngày thì bị các đại thần phụ chính là Trần Tiến Thành, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết làm binh biến rồi phế truất. Ông bị giam tại một phòng kín, bị bỏ đói cho đến chết. Tháng 7 năm 1883, con út của vua Thiệu Trị là Hồng Giật được đưa lên làm vua, đó là vua Hiệp Hòa. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường thâu tóm hết mọi quyền hành. Hiệp Hòa rất ghét Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, tìm cách giết hai người họ, nhưng việc bị bại lộ, Hiệp Hòa bị phế truất rồi bị giết. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường sau đó đưa một người trong hoàng thất là Ưng Đăng lên nối ngôi, tức vua Kiến Phúc. Kiến Phúc làm vua được 8 tháng thì bệnh mất. Tuy nhiên có lời đồn rằng ông bị Nguyễn Văn Tường đầu độc chết. Em ruột là Ưng Lịch mới 13 tuổi lên nối ngôi, đó là vua Hàm Nghi. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường là hai người thuộc phe chủ chiến trong triều đình Huế. Từ lâu họ đã bí mật tập hợp lực lượng, tích trữ lương thảo và vũ khí để chuẩn bị chiến đấu. Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công bất ngờ vào đồn Mang Cá và đồn Pháp cạnh Tòa Khâm Sứ. Quân Nam đánh rất hăng hái, song vũ khí quá thô sơ và giao liên mang kém nên chỉ sau mấy giờ đã thất bại. Kinh thành Huế thất thủ. Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tập hợp tàn quân đón vua Hàm Nghi chạy khỏi Hoàng Thành đến Quảng Trị, xây dựng căn cứ chống Pháp ở Tân Sở. Đây là vùng khí hậu khắc nghiệt, cây cối thưa thớt, cằn cỗi, mùa hè gió Lào nóng như thiêu đốt. Sau 3 ngày ở Tân Sở, Hàm Nghi đòi Tôn Thất Thuyết cho người đưa về Huế. Song trước thái độ kiên quyết của Tôn Thất Thuyết, nhà vua nhỏ dần hiểu ra và quyết tâm kháng chiến. Hàm Nghi đã phê chuẩn Chiếu Cần Vương với ý thức trách nhiệm rất rõ ràng của một ông vua khi có ngoại xâm. Hưởng ứng Chiếu Cần Vương, dân chúng và sĩ phu cả nước liên tiếp đứng dậy cầm vũ khí chống Pháp, khiến chúng vô cùng lúng túng, tìm cách bắt bằng được vua Hàm Nghi. Cuối năm 1888, do có sự chỉ điểm, vua Hàm Nghi bị rơi vào tay giặc. Nhà vua cự tuyệt mọi sự dụ dỗ của Pháp, chịu án lưu đày sang Algeria. Tuy nhiên, phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục kéo dài đến năm 1896 mới chấm dứt. Hàm Nghi sống ở Algeria 55 năm, thọ 72 tuổi, có một gia đình nhỏ gồm một vợ và một con gái. Sau khi vua Hàm Nghi chạy khỏi kinh thành Huế, thực dân Pháp đưa một người trong hoàng thất là Ưng Đường lên ngôi, đó là vua Đồng Khánh. Ngay từ đầu, Đồng Khánh đã là công cụ trong tay người Pháp. Sau khi lên ngôi, vua không quên ơn người đã tạo dựng cho mình, nên ban liền 3 tước phong cho tướng lĩnh Pháp, còn chuyển điện thư cảm ơn tới Tổng thống nước Đại Pháp đã hết lòng vun trồng cho mình và cam đoan sẽ giữ mãi tình giao hảo giữa hai nước. Từ đó, ngày nào vua cũng tiệc tùng với các quan chức cao cấp của Pháp. Đồng Khánh càng thân Pháp thì phong trào Cần Vương càng lan rộng khắp nơi. Thực dân Pháp cũng phải thừa nhận rằng
Chưa hề ở xứ nào có một ông vua bù nhìn bị ghét như vua Đồng Khánh. Đồng Khánh làm vua không được lâu, đến tháng 1 năm 1889 thì chết. Triều đình đón người con thứ 7 của Dục Đức là hoàng tử Bửu Lân, khi đó mới 8 tuổi lên làm vua, đó là vua Thành Thái. Thành Thái thông minh, lên 4 tuổi thì vua cha bị phế truất, đã phải sống ở ngoài thành với bà con lao động, chia sẻ gian khổ với những người nghèo khó trong cảnh nước mất nhà tan. Vì thế, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vua đã sớm có ý thức về quốc sự và rất ham hiểu biết. Vua thích đọc các tân thư chữ Hán của Trung Quốc, Nhật Bản, nhờ đó có tinh thần tự cường dân tộc và đầu óc cải cách. Song, mọi dự định canh tân đất nước của vua đều bị thực dân Pháp ngăn chặn. Khâm sứ Pháp lo ngại một điều là Thành Thái rất gần dân, thương dân và hay vi hành. Có lần Thành Thái đi chơi bộ trên cầu Gia Hội, gặp một người vác tre. Quân lính vội chạy lên trước dẹp đường, vua bảo, cứ để cho người ta đi. Mình dân không phải là dân, vua không phải là vua, tại sao dẹp người ta? Nhiều chuyến săn bắn ở Cổ Bi, vua thường ghé vào chơi các làng dọc sông Bồ. Vào làng, vua cho trải chiếu ngồi giữa đất, dân làng bu lại xem. Nếu lính đuổi, vua không cho và hỏi dân muốn gì. Dân bảo muốn xem bắn, vua liền giương súng bắn cho họ xem. Khâm sứ Pháp và quần thần Nam Triều Xu Nịnh rất muốn truất ngôi của Thành Thái để thay bằng một vua bù nhìn khác. Họ phao tin nhà vua bị điên để hạ uy thế. Ngày 3 tháng 9 năm 1907, triều thần được lệnh của Pháp vào điện Càn Thành dâng vua dự thảo chiếu thoái vị với lý do sức khỏe không đảm bảo, xin tự nguyện rút lui. Xem xong bản dự thảo, Thành Thái nhếch mép cười, ghi ngay hai chữ phê chuẩn quay lưng đi vào. Ngày 12 tháng 9 năm 1907, thực dân Pháp cho áp giải Thành Thái vào Sài Gòn rồi đưa đi quản thúc tại Vũng Tàu. Đến năm 1916 thì đày ra đảo Reunion cùng với con là Duy Tân. Như vậy, Thành Thái làm vua được 18 năm, phế truất năm 28 tuổi. Sau 31 năm bị đày, năm 1947, ông được phép trở về Tổ quốc nhưng buộc phải ở Sài Gòn để Pháp dễ bề kiểm soát. Thành Thái mất tại Sài Gòn ngày 24 tháng 3 năm 1954, thọ 74 tuổi. Con cháu đưa ông về chôn ở Huế, không có miếu hiệu. Gạt xong Thành Thái, thực dân Pháp đưa con của Thành Thái là hoàng tử Vĩnh San mới 8 tuổi lên làm vua, đó là vua Duy Tân. Chúng tưởng rằng một vị vua nhỏ sẽ dễ bề thao túng, không ngờ Duy Tân còn có thái độ chống lại kiên quyết và tích cực hơn vua cha. Từ khi còn nhỏ, vua đã có những việc làm và lời nói cương nghị, chống Pháp rất quyết liệt. Cuối năm 1916, được một tổ chức cứu nước giúp đỡ, Duy Tân đã bí mật gặp hai nhà trí sĩ của Việt Nam Quang Phục Hội do Phan Bội Châu chủ xướng, bàn mưu khởi nghĩa đánh Pháp. Vua đã chủ động tham gia và quyết định đẩy ngày khởi nghĩa lên sớm hơn để khỏi lỡ thời cơ. Không may bị lộ, Duy Tân bị giặc Pháp bắt tại một ngôi chùa ở Quảng Ngãi ngày 6 tháng 5 năm 1916 cùng nhiều chiến sĩ cứu nước khác. Giặc dụ dỗ Duy Tân trở lại ngai vàng làm vua bù nhìn, nhưng ông kiên quyết từ chối. Duy Tân đã bị lưu đày sang đảo Reunion. Trong chiến tranh chống phát xít 1939 đến 1945, Duy Tân tình nguyện gia nhập quân đội của nước Pháp tự do và khi đồng minh chiến thắng, ông được giải ngũ với hàm thiếu tá không quân. Việc làm này của ông bị vua cha là Thành Thái phản đối kịch liệt. Tháng 12 năm 1945, Duy Tân chấp thuận lời đề nghị của Tổng thống Pháp trở về Việt Nam, nhưng bị tai nạn máy bay và mất trên đường đi thăm vợ con ở đảo Reunion, thọ 46 tuổi, không có miếu hiệu. Duy Tân bị đi đày, thực dân Pháp đưa Bửu Đảo lên ngôi, lấy niên hiệu là Khải Định. Đây là một ông vua bù nhìn. Nhân dân Huế đã truyền miệng câu ca phổ biến về Khải Định. Tiếng đồn Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Năm 1922, Khải Định cho làm lễ sắc lập Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy làm Đông Cung Hoàng Thái Tử, sau đó trao cho khâm sứ Sarli mang về Pháp đào tạo. Tháng 9 năm 1924, Khải Định tổ chức lễ mừng thọ tuổi 40 rất lớn và tốn kém. Hầu hết các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ phải gửi tặng phẩm về mừng vua. Sau lễ mừng thọ này, ngân sách Nam Triều kiệt quệ, Khải Định chỉ lệnh tăng thêm 30% thuế điền. Tứ Thuần Đại Khánh được một năm thì Khải Định qua đời ngày 6 tháng 11 năm 1925, lễ tang kéo dài đến 31 tháng 1 năm 1926. Theo dân gian, Khải Định có 12 vợ nhưng vô sinh. Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy là con của người khác, được vua nhận là con mình. Lúc Vĩnh Thụy còn nhỏ và đang tu nghiệp tại Pháp, người ta đã thay bằng một hội đồng phụ chính có sự can thiệp của toàn quyền Đông Dương. Sau 10 năm đào tạo ở Mẫu Quốc, ngày 16 tháng 8 năm 1932, Bảo Đại cùng triều quan xuống tàu về nước.
ngày 10 tháng 9 năm 1932, Bảo Đại gia đạo dụ số 1, tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam Triều. Năm sau, Bảo Đại cho ban hành hàng loạt chính sách cải cách, thực chất chỉ là hình thức mị dân mà thôi. Bảo Đại có một thú vui là đi săn ở vùng cao nguyên miền Trung, nghỉ ngơi với mỹ nữ tại Đà Lạt cùng nhiều danh lam thắng cảnh khác. Do xếp đặt của thực dân Pháp, ngày 20 tháng 3 năm 1934, Bảo Đại cưới con gái một đình chủ Nam Kỳ mang quốc tịch Pháp, theo đạo Thiên Chúa, tên là Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng Hậu. Cuộc hôn nhân này càng khép chặt Bảo Đại hơn nữa vào vòng tay khống chế của Pháp. Tháng 8 năm 1945, sau hơn 80 năm nô lệ, quần chúng cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Hồ Chủ tịch dấy lên như vũ bão. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Huế. Ngày 30 tháng 8, trước hàng vạn nhân dân thành phố Huế tập trung ở cửa Ngọ Môn, Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện chính quyền cách mạng và tuyên bố làm công dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ. Công dân Vĩnh Thụy sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho chính phủ lâm thời. Nhưng năm 1946, ông sang Trung Quốc và ở lại đó. Năm 1949, Bảo Đại được Pháp đưa về nước tham chính, nhưng rồi lại bị Ngô Đình Diệm lật đổ năm 1955. Tháng 10 năm 1956, Bảo Đại sang Pháp sống lưu vong. Ông qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1997 trên đất Pháp, thọ 85 tuổi. Như vậy, từ thuở các vua hùng dựng nước đến vị hoàng đế cuối cùng Bảo Đại trị vì, nước ta đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử, với những thăng trầm của hơn 20 triều đại, các ông hoàng, bà chúa. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, vị hoàng đế cuối cùng thoái vị, chấm dứt thời kỳ phong kiến tập quyền lâu dài. Lịch sử Việt Nam lật sang trang mới, hình thành một nhà nước Việt Nam độc lập dân chủ,